Mẹ đít nhọn thế nhở? Đít. Thôi rồi, không sao. Chơi game gì ấy, thầy ơi? Cái gì? Game đầu bếp. Giải lười thổ chân vậy. Tao xong. Em xong. Còn tao xong lâu rồi. Multiplay này. Tạo phòng này. Lưu game này. Nó là chế độ gì nhỉ? Có một cái đấy cho anh, một cái sandbox thôi. Server name. Chưa. Nhà hàng Dolly. Chơi phải phá đảo nha, đéo phải chơi một hôm xong nghỉ nha, hiểu nhá. Mẹ mày, tao là vua đầu bếp. Vua con mẹ chơi chơi kiểu nửa vời vãi. Nửa vời đéo đâu. Có mẹ mày là thằng hay bỏ game á nha, đừng có nói tao. Mà tao có chứng minh mày... trên cái tài khoản Steam của tao. Mày mẹ toàn đi đâu ấy? Đi đâu cái đéo. I'm ready. Ready. Đó đây. Let's go. Em phục vụ nhá, tiếp khách. Em chuyên nghiệp trong mảng đấy đấy anh ơi. Tao quản lý nhà hàng. Thằng nào là đầu bếp? Tao là vua đầu bếp. Rồi mày là đầu bếp, được. Ok. Thế em phục vụ phụ. Em miệng lưỡi. Cầm một thằng rửa đĩa. Rửa đĩa. Bày rửa đĩa. Thôi. À được rồi. Thôi thôi để. Ok, sao cứ chuông điện thoại. Nghe đi anh. Chúng mày có bị lốt đinh không? Lốt đinh, lốt đinh. Đó, anh nghe điện thoại đi là hết. Đéo nghe được. Mẹ à, mạng thằng Hiếu có vấn đề rồi. Nó liên quan đến mảng của tao. Ola. Thì mày anh Hiếu ấy, chắc chắn luôn. Ola. Đâu, thử làm lại đi. À đây, 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 rồi. Đi Hiếu ơi. Đi Hiếu ơi, hơi nóng vội rồi đấy. Ủa. À, bố gọi. Ông già gọi. Hê thằng quát con, mày vẫn ngủ đấy à? Tao đã nói mày là sáng mẹ mày rồi. Ê Hiếu ơi, Hiếu dịch đi Hiếu. Hey, thằng góc con. Mày vẫn ngủ okay. Hả? Chị đồng trang chứ. Ôi, các anh nhìn em ăn mặc như này là biết em là phục vụ rồi đấy. Uầy, vãi cả Biu. Vãi cả Biu, trông mày đéo giống đầu bếp tí nào Hiếu. Thì mày tin tao đi, thay nghề nói lên cả tất cả rồi. Thôi, em là chủ quán hợp lý hơn đấy. Ờ, cái mày là chủ quán đi, để tao rửa bát cho. Được. Thế là thằng nào để đến cửa hàng nhà xem công việc đã. Để xem việc nó là gì đã. Đúng. Rồi. Đi. Anh em đi theo tôi. Đây à? Đi mặc nhầm thì phải. Bánh taco hay bánh cây bắp vậy? Nhưng mà cha tí mình nhà hàng mình đâu? Từ từ đã, xem nào. Thành phố. Info mày. Đây, hiểu, bạn nhớ không? Trước bạn vừa vào đây xong. Bạn vào đây. Ê, ông già đây này, bố đây. Đây. Hiểu nói chuyện với bố đi, nói chuyện bố đi. Đây, mày thằng nhóc. Mày nghĩ lý do tao gọi mày ra đây đúng không? Đây là gì? Đến giờ mày phải tự đứng bằng hai bàn chân của mày. Tao là đây để chờ một tí. Nó sẽ giúp ông sẽ giao lại cho mình. Đúng rồi, bàn giao lại. Đây đưa chìa khóa, mang cái chìa khóa này xong rồi mạng đi vô. Tao lấy rồi, thì mẹ đéo. Đây, em chủ ba. Ủa, bố cho tao, đéo cho bọn mày. Cút. Nhà hàng của tao. Ồ đây. Sao đây em vẫn chấm than với bố này. Sao tao vẫn chấm than này? Chấm than với bố. Vâng, vào cửa hàng đi, cứ vào cửa hàng đi, vào cửa hàng nó đổi nhiệm vụ. Ôi. Turn light, bật đèn lên. Bật đèn lên. Đây. Hơi chập. Lâu không dùng. Ok. Xong rồi bố nói gì? Ok, cái này rất là bừa. Đó, bây giờ phải đi dọn dẹp đã, phải dọn dẹp đã. Đây, dọn đây. Đây, dọn tường và lấy rác vào thùng rác. Đúng rồi, đó. Cầm lên. Đây, rác của tao đổ. Hiếu. Anh Hiếu, lấy cái chổi ở góc nhà, quét sạch nhà đi, nền nhà đi anh Hiếu ơi. Đâu cái chổi đâu? Anh Độ ơi, trong này có cái bồn rửa bát trong này, anh Độ vào lau sạch bồn rửa bát trong này đi. Bảy, xem vào rác ở dưới sàn nhà là dọn sạch đi nhá, Bảy nhá. Được, đang lau nè. Ủa đây quầy bếp này của đàn Hiếu mà. Đấy ông già khen rồi, Xong rồi. Ôi toilet. Mày nói về mua đồ online để trang trí lại cái tường. Mua đồ online trang trí lại tường. Đồ online mua ở đây, mua ở đây. Đâu. Nó là cái phần nào đây, warehouse à? Nó sẽ là warehouse. Như warehouse á. Rồi, surface. Đó, sao màu thích surface nào? Ê, tao nghĩ là ê, cái không đồng đi, cái không đồng ấy, tạm thời thì đã. Đúng rồi, bây giờ chưa có tiền, mình cứ tạm thời. Đúng rồi.
Đây. Xài hàng miễn phí đi anh ơi. Không cũng được mà. Đấy. Ơi, ok, flow, flow. San. Sàn đâu ta? À đây đây đây, ta thấy sàn rồi. Nó là cái nào đấy? Stand à? Nó là cái surface, xong rồi có cái bên phải kìa. À rồi, thấy rồi. Sàn cho một cái sàn sáng không. Sàn không đồng kìa, đúng má, đã đeo có tiền rồi. Đúng rồi, mà. Tạm không đi, đồng tạm mình đi, đang sàn đi. Không đồng rồi còn gì? Đâu, ừ, sàn nó đang hư, sàn nó đang hư. Được, ok, xin mua te. Nào dẹp hết mấy cái đồ hư đi. À dẹp ghê. Edit mode, edit mode. Yeah. Đó. Press C, bấm C qua edit mode à. C à. Đó. Đập mẹ. Đó. Cút. Đập hết bếp đi nhá. Ờ không. Ờ không, cái nào hư thôi, cái nào hư thôi. Cái nào nó sáng lên hình ạ. Ok. Tí đi ạ. Đây đây, mua đồ mới. Open tablet. Warehouse. Xong rồi mua bàn. Table. À... Ủa một người bật là tất cả đều bị bật lên hả? Mọi người. Đâu? Đâu? Sao em không bị vậy? Phải không? Đây đây, ta tắt bật để chúng mày thấy không? À không. Không đâu mà. Không. Đây, ta bảo có bàn đây. Bây giờ nhá, bây giờ mua bàn 2 thôi. À nhưng bàn 4 thì... 300, rẻ hơn. Nhưng mà nó... Bây giờ phải tính nhá. Mua 3 bàn 4 và 3 bàn đôi. Hiểu ạ? Để bây giờ một bàn đôi trước. Một bàn 4. Nó chỉ yêu cầu mình đang làm một hai bàn thôi. Bàn một bàn để 4 yêu sát tường. Ủa mình xếp lại như nào vậy? Bấm edit mode. Đây rồi, bạn làm một bàn 4 rồi. Đẹp rồi. Ôi sinh ăn counter, bạn làm nó đi, sinh với cả counter. Là cái gì? Là cái bồn rửa chén với cả cái bàn bếp này nè. Từ từ Hiếu ơi, bạn có vấn đề rồi, đi bẹ ghế bạn lòi ra đằng sau rồi biết làm theo. Thì ta ngồi bên ngoài đường thôi, đồ. Đây ta mở cửa ta ra, ta xem dùng được không? Holy fuck. Đồ ơi, cái này không được rồi. Cái này nhìn edit là kiểu gì nhỉ? Edit là kiểu gì nhỉ? Edit di chuyển, giữ C xong edit mode. Xong rồi. C qua edit mode. À đây, rồi. Ok rồi, hiểu rồi. Kinh thầy. Nó vẫn lòi đồ ơi. Đây, đẹp rồi, đẹp. Ok nhá. Bên này để giữa hả? À đúng rồi đấy. Đó, tạm thời như rồi. Ơ mình chuyển cái chỗ gọi. Thế này ít khách lắm, nên phải làm thêm mấy bàn nữa đi. Để tao đọc bàn đi. Chỉ làm xong tutorial đã, xong rồi mình xếp lại đúng không? Nó phải có bỏ hết tất cả vô đã. Navigate to counter sector là gì? Là counter với cả cái bàn. Đây là counter nè, cái bàn này nè là counter. À, thế khu vực của mày mày lo. Ok, mày tao lo. Đây, mình lo đi còn gì nữa, khu vực anh mà. Counter nào? Thực sự nên, Hiếu ơi. Em là phải đồ xế nó mới làm việc được. Ôi chú má, sao nó kêu không có dùng được trong lúc tutorial nhỉ? Vớ vẩn vậy. Ủa? Không cho anh bấm. Nó kêu đang trong tutorial không được chọn cái này nhưng mà bấm vô cái đấy rồi. Mày thử đi đó. Bấm vào cái gì? Warehouse. Furniture. Counter. Furniture. Warehouse. Đó. Furniture. Ủa đắt thế. Ừ 120. À, đây, tao chủ hot, tao mới mua được. Ừ. Ôi giời. Từ từ nha. Như nào đây? Bây giờ đặt thế nào? Đấy. Đặt đó. Rồi. Bây giờ station. Mua con dao đi. Đây. Đây để đây nha Hiếu. Tí okay, tí chỉnh lại được. Ok, gì okay. Nữa? Làm xong đã. Ơ phải đi siêu thị, đi siêu thị. Ôi siêu thị ngay gần nhà. Bass logo. Ui, nhiều đồ thế nhỉ? Đấy ơi, ôi. Bình tĩnh nhá, mình mua những cái thứ cần thiết mua thôi. Mua đĩa, từ thế. Ui, có cả đoán cho chó nữa nè. Bây giờ mình đang có 6 bàn thì mua 6 đĩa, 6 bát. Không phải xem nó yêu cầu của nó gì đã, nó bắt lấy được lấy cái hộp. Phải về lấy cái hộp. Đây hộp đây, hộp ở đây mà, siêu thị mà. Đây. Ok, đây quay trở lại siêu thị. Mua về. Ủa nhiều đồ thế nhở? Phải cả cứt thật. Hộp có sẵn. Mở cửa đi nghe. Bốn anh em a đú ạ. Đây rồi. Hôm nay làm gì? Lấy cái đồ trong hộp ra. Ôi, lấy chuẩn bị nấu ăn. Lấy ra. Đây. Lấy tất cả ra đi, lấy đi mở đi. Đây. À, nó cho bắt đĩa luôn anh ơi. À, đây. Đồ xếp ở đây. À.
Anh ơi, thùng cái tủ này full rồi, phải thêm thì tủ. Mình lấy trước đã, xong rồi tủ bắt đũa này á, tủ bắt đũa này á. Bắt đũa. Từ từ nó chưa cho mua đâu, đợi tí. Ok. Bây giờ tablet có công thức restaurant menu kìa. Ấn vào menu. Mình làm menu được nào đó. Mày add đi, đấy là việc của mày đấy, để tao mua thêm kệ. Ok, check recipe detail, the recipe, ok. Pin active order. Ủa, phải đi mua mấy cái nguyên liệu kia hả? Ui. À, đi mua thêm nguyên liệu này. Lên sao mới mua đồ. Đúng rồi, từ đầu chỉ được mấy món rẻ tiền thôi. Shopping. Ôi, nó nhiều shop nguyên liệu khác nhau quá này. Thì bây giờ ôi, cần... Thế mày phải xem là cái món đấy cần làm những gì, mình mua những món đấy thôi. Đúng rồi. Thì đúng mà, thì đó thì nó mới phải hiện lên đó. Đúng rồi. Đây, thế mày xem lại công thức đi, mua những cái gì? Công thức phân công nhau ra để bạn đi mua cà chua nhá. Nè, công thức nè. Cần một cái ribeye, 3 gram muối, 3 gram pepper, một cà chua, một parsley. Mày ra mua mẹ mày đi. Thịt mà ta thằng nấu ăn mà. Mày đọc xong đéo thấy cái gì ở đây cả. Thì bảo mày tự bấm lên đi, bấm tab đi là menu nè. Menu nè. Kìa. Không thì mày bấm vào recipe cũng được kìa, grill whip kìa đó nó. Đây bên em là mua cái thịt sườn gì nè. À đi mẹ, nó lại còn shop khác nữa mày ơi. Đúng rồi, mấy shop khác nhau nè. Nó có là shop thịt này, shop bên này mua cà chua rồi này. Shop linh tinh nữa. Shop đồ. Ủa xem mình đã mua về ở đâu vậy, có kho đồ không? Guys. Đây, kho đồ hả? Tí mình có. Đó, tí có sau. Ui, giờ sau nhiều món thế nhở? Thì mà nhà hàng 4 đứa, 4 cái não không lẽ không nấu được mấy món. Đúng rồi, thịt bò ngon, các bạn mua miếng thịt bò về nhá. À, tí, bạn mua đi bạn ơi. Mua thêm. Đấy, quang mua cà chua đi kìa. Rồi, bao nhiêu cà chua anh Hiếu ơi? 5 cà chua. 5 á? Ừ. Chết mẹ rồi, bạn bấm thằng nó ra đâu nhở? Cà chua ở cửa hàng đấy. Không? Mỗi năm cà chua thôi đúng không? Nó viết kìa, bên cái tutorial kìa, 5 cà chua kìa. Add 5 parsley luôn. Mày thanh toán chưa? Em không thanh toán được. Nó ghi là you can do that with in tutorial. Từ nhá. Mày lấy 5 cà chua đâu? Lấy cà chua, bìa 5 parsley, bìa 5 parsley, 5 parsley. 5 parsley là này nè. Đúng rồi. Rồi, bỏ tiền vô luôn nè. Đây, giờ mình thanh toán được cà chua này. Rồi, mang cà chua về này. Rồi. Về xăm này, mua thêm đồ này. Rồi, bây giờ cần... Ui, sao 1.000 liền? Anh mua thầy mua 5 miếng thì mà. Thì 5 miếng thịt 1.000 chúng mày ơi. Vãi lớn. Từ, hủy vẫn còn đủ tiền mà, cà chua kìa anh ơi. Chờ tí, bây giờ anh phải cắt cái này. Đi mẹ, đéo mua nữa đi, làm nhau. Chết mẹ rồi. Đây, ok. Không sao, cứ để em nè, từ lấy nó thanh toán sau. Ôi, ta phải bỏ tiêu vô. Tiêu đâu rồi? Tiêu. Ai mua hạt tiêu? Đâu, đây, tiêu có sẵn đấy, hạt tiêu có sẵn đấy. Bên trái anh Hiếu, bên trái có hũ muối, hũ tiêu này. Ok, hạt tiêu. Hiếu ơi, bỏ xuống như nào, cầm quả cà chua rồi đấy bên em. À, đây. Ổn rồi Hiếu ơi. Hiếu ơi, rơi xuống đất rồi. Kìa. Trời ơi, khi ta ăn mà. Không sao. Em đóng cửa, bỏ muối. 1, 2, 3, ok. Ơi, câu package, câu đâu, đây. Chuyên nghiệp quá Hiếu ơi. Tí con. Xong rồi bỏ vào cái máy nướng. Máy nướng của mình ở đâu vậy? Ồ đây. Đây. Ui à, lò trông phèn vậy. Lò trông phèn ỉa vậy. Rồi, thấy cả cái kinh linh. Đây. Lửa. Em có bật lửa. Thế chết cái mẹ. Bật lửa rồi, hỏi em lúc nào có bật lửa không túi. Bỏ bật lửa đi nhau, ta cầm bật lửa. Ôi. Sao? Ui, xem rồi. Tao xem nấu ăn đi thầy ơi. Bỏ bật lửa như nào? Quá hấp dẫn quá. Tao không biết. Bỏ cái bật lửa xuống như nào? Tao không biết. Nhìn lên bàn. Nhìn vào đây này. Nhìn vào đâu? Ô lật cái này như nào? Rồi, anh Hiếu lật đi. À. Nhanh cháy. Đây. Quá lắm rồi Hiếu ơi. Mà vua đầu bếp mà em. Thêm mấy không? Thêm hạt tiêu không? Không, đủ rồi. Ngon lắm rồi. Thơm rồi đó. Chờ một tí. Đi bè bỏ bên đường như nào? Ok. Đĩa đâu rồi? Đĩa cần đĩa đây. Thề anh độ giống hệt mấy thằng bạn em qua nhà em toàn cầm bật lửa về. Ơi, cái thằng rơi mất. Đây, Hiếu ơi, đĩa đây. Đà kiểu gì vậy đó? Đây, Hiếu phải trang trí nữa đấy, Hiếu phải trang trí nữa. Trang trí thì đúng rồi, cho một tí, phải để này xuống đã.
Ok. Được rồi đấy chứ. Ok, bây giờ cần side ingredient chắc cà chua quá. Cà chua. Rồi, ra một cà chua quăng lên. Rồi, xong rồi cà cuối cùng là Pali đâu? Hiếu ơi, bên này chưa có cà chua Hiếu ạ. Pali đây. Pali. Chết mẹ mất con dao à. Thao tác nhanh Hiếu ơi, chuyên nghiệp lên. Đi mẹ anh em cứ vút nó lên bàn bố anh vất được gì. Trời ơi. Này rồi. Khách chửi chết. Sao đấy Hiếu? Cái này không cắt. Cái này bắt bẻ lên sao ấy. Để lên. Không phải cắt. Trời cắt chứ. Nhưng mà cắt được nè. Thấy chưa? Hiếu ơi, làm 3 phần mà Hiếu. Nhiệm vụ là làm 3 phần mà Hiếu. Không, bây giờ phải bỏ cái side dishes lên. Này bây giờ phải cắt cái pot ly. Nhưng mà bây giờ con dao nó không cắt nè. Hay là dao cắt dao phải dao khác nhỉ? Có thể đấy. À, bóp ép vô anh à. Nó xé một miếng nha. Xé miếng nha, ok. Rồi, đó, để vô cái... Uầy, xong bây giờ set menu. Ok, đây rồi, có menu. Serving table là đây. Đó. Ok. Ok, ai serve đi. À, đây, ông ăn. Ông bố ăn luôn. À, ông bố ăn thử. Ông ăn thử. Ui, ngon bốc. Được cái chứ. Ông ấy bảo ăn xong bị hôi nách hay sao, ông dơ nách lên này. Chắc là hơi bật lửa. Hơi nhiều tỏi. Anh em mình... Ui, sạch thế. Ui mẹ, mua nhiều cà chua thế. Thế là chứng tỏ nó ngon đấy. Đâu mà nhiều anh. Mẹ, 8 cái cà chua lận hả? Không cần 5 mình còn phải bán nữa mà anh. Để cho bố luôn. Này bố bảo là trần nhà có vấn đề gì chúng em ơi. Trần nhà có vấn đề hả? Ờ. Đấy, bố muốn gì? Ai nói chuyện với bố order, đi. Đây là order sao ấy? Ừ. Mình phải dọn đĩa. Ok. Rồi dọn luôn. Ừ, cái này thầy bảy lo. Ok. Bây giờ mở nhang được rồi. Rồi, mở nhang. Ừ, ai bật cái đấy lên đi. Menu chưa? Mình set menu chưa? Guys. Mình chốt lại mấy thứ anh ơi. Ủa nhưng sao tao đứng luôn rồi? Ủa sao tao đứng luôn lại đỡ mẹ rồi? Bật đèn lên đằng đó. Bây giờ phải làm lại thế này. Mẹ sao nhưng mà mình của nhà hàng mình mà. Rồi, ok, nhanh. Sửa đập đồ. Cứ phải theo... Vứt đi thầy ơi. Đập hơn. Vẫn thế thôi. Để em lên mua sàn nhà luôn, à tường luôn. Sửa lại hết luôn. Chỉ có mày bán được cái này sao? Đây bán đi. Bán được. Sửa. Tao làm nền. Mày mua ghế đi. Mày chỉ có mày mua được à. Một việc. Rồi em đi chợ nha, Ok. Tao mua ghế nhá. Tao lấy nước. Rồi anh mua ghế. Mua ghế đi. Tao ra lấy ly nước cả. Bếp trưởng ơi, mình nấu món gì vậy bếp trưởng? Bếp trưởng gì lấy nước rồi anh ơi. Trời, bếp trưởng đi nấu cái nước. Tao cứ mua đúng combo hồi nãy đi. Cái này để xoay ra như này thì nó sẽ nhanh tiện hơn đúng không? Hay là xoay vào trong nhỉ? Cái lấy thức ăn ấy guys. À cái mà kiểu order ấy. Hỏi thằng Hiếu. Anh Hiếu. Các bạn để đồ ăn này. Hiếu đi lấy nước rồi. Cái chỗ bấm chuông này. Đây. Để như này nó có tiện hơn không? Không, chặt lắm. Em phải đè cái đấy ở cái... cái đấy cũng được đấy. Nhưng mà cái chặt hơi chặt đấy. Bởi vì tí cần một cái counter nữa là. Ê, mình phải mua thiết bị vệ sinh không? Chưa cần. Để xem từ đâu đó đi. Di chuyển cái này qua đây là Quang ơi. Ngay trước đây nè. Nhà hàng đéo có nhà vệ sinh. Có đấy, em vì cái này là phải một cái counter nữa. Cứ để tạm nó ở giữa nhá anh nhá. Còn tính sau. Ok đó. Ủa nhiều bàn ghế đấy anh. Từ bình tĩnh. Em mới đánh khách lắm. Địp mẹ nhà mình. Nhà hàng mình có đồ bếp Hiếu nổi tiếng mà em. Bây giờ lên menu đi đã rồi đi mua thức. Nguyên liệu nổi tiếng nhất Hải Phòng. Em mua cho tao counter đi. Với cả mấy cái đồ bếp đi. Nó chỉ có mấy món đâu. Bảy mua luôn. Hiếu còn mua cái gì nữa nhỉ? Dao à? Dao giết này nọ, bàn biết này nọ đúng rồi. Rồi nhá, menu của mình bây giờ chỉ có mỗi là bít tết thôi. Em để nguyên liệu ở dưới sàn nha anh Hiếu ơi. Ok em ơi. Chết chị nó rồi, dao ở đâu ấy nhỉ? À đây. Mẹ, ủa chắc phải lên level. Dao 500 liền. Nhiều món lắm này. Nhiều món lắm. Nhìn đã bắt thật. Sạch sẽ chưa ta? Cái này có rồi. Ui. Đúng không? Cái này là cái gì nhỉ? Ui, chờ một tí. Đấy này, đây cái lấy thịt ra. Ôi, đây rồi, nhà hàng của Hiếu phải nhìn chuyên nghiệp. Uầy, lấy anh ơi. Anh ơi, mình mở cửa được chưa nhỉ? Mở cửa được rồi.
Đầu bếp Hiếu sẵn sàng chưa nhỉ? Đầu bếp Hiếu đang sẵn sàng chưa? Chưa được, nó xếp lại thịt đã. Anh có một cái khẩu hiệu gì cho mỗi ngày làm việc bắt đầu ta mở cửa không nhỉ? Ừ, nói gì đó đi, động lực nhân viên nào. Đi talk đi. Nhanh lên Hiếu ơi. Ok, mở đi. Mở ra, mở đây. Mở đi. Chọn menu đi. Chọn menu rồi. Chưa mà. Đã chọn đâu? À có đây một món rồi này. Menu, đúng rồi, có một món à. You must search a dish to open. Là phải làm xong một đĩa đã. Ok, à, chờ một tí. Đĩa bỏ vô luôn á. À, chờ ai mua than. Oh shit. Than kìa. Đi mua than. Nhân viên đi chợ ở xa bây giờ. Ủa còn 2000 liền để tao sắm thêm đồ đã. Tao nghĩ là đông khách lắm đấy. Thang à. Anh Đỗ ơi, bên này có một căn nhà đang bán này, sau này mình sẽ chuyển nhà hàng sang bên này. Hợp lý. Hiếu ơi, lắp thêm điều hòa không Hiếu? Điều hòa hả? Thôi, sướng thế. Ui, con này nó có quăng đi nữa này. Hiếu ơi, phải có đồng hồ để cho khách biết chứ. Mấy giờ rồi chứ? Không mà, đừng để đồng hồ, cho khách ngồi đây cả đời luôn, ăn nhiều vào, đừng cho người ta biết thời gian là bao nhiêu. Anh ơi, còn phải cho ăn nhanh, còn dọn cho khách mới. Ôi dồi ôi. Hiếu ơi, đây là ghế để khách đợi đi vệ sinh. Làm nhanh đi, Hiếu ơi, làm nhanh đi, Hiếu ơi. Ai quăng mẹ than, chậm tí cái này là chỉ là cái đồ gỗ thôi, than không? Thay sân lưng, thay sân lưng. Chết rồi, anh Đỗ đi vệ sinh thì phải mua toilet. Từ từ, đang tìm xem toilet ở đâu đây. Đây. Ủa sao không vất chuyển được đất được nhỉ? Ngồi xuống nè. Đây là cây cành. Ngồi xuống mới lấy được. Đèn. À. Ủa toilet ở đâu nhỉ? Bật lửa nữa này. Cái tiếng gì đây? Tiếng than. Bật lửa. Bật lửa đi. Toilet ở đâu nhỉ? Rồi đó, bốc khói rồi đó. Oh, trời ơi. Ui, đợt mẹ nó đá hết các sàn nhà thì khai lắm. Úi dồi ôi. Uầy. Cái gì ăn thắm cây rồi thầy dầu một miếng thật là cái cây để đây đang hơi vướng không anh? Đúng rồi. Đẹp mà trời ơi. Miếng là để cho nó. Đây em nghĩ cái cây để vào đây. Tạm vào đây đi. Em mua thêm 2 miếng thịt nha. Ok em ơi, thôi tiết kiệm tiền nha mọi người ơi. Chưa mở cửa nhá. Ở đó ok. 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 Đó. Quá chưa gì là nấu trước rồi. Đây, tao nó kêu phải làm cái này mới được, phải làm đâu. Phải để vô mới được. Đó. Mở. Rồi, mở cửa rồi. Mở cửa đây. Mở cửa đây. Đây là món tiếp theo đây. Vào đây, chúng ơi, hôm nay đầu bếp Hiếu ơi, vào đây. Đấy, vào luôn. Ôi. Chào chị đẹp. Em sẽ đầu tư 50 để em mua một cái biển đèn LED trước. Chị đẹp. Đấy, chị đẹp cần một phần hình như vô lấy luôn hay sao ấy. Ồ, vào nó lấy luôn mày ạ. Thế Hiếu phải để về đây liên tục Hiếu ơi. À, check away. Để kia, anh em làm đi. Đây. Uầy, chị cần thêm gì không chị? Chị thế. Sao khách đéo vậy, mẹ mày đéo ngồi bàn lẻ đi, ngồi mẹ bàn bốn thế này. Em sẽ phụ anh Hiếu ở khoản làm bếp anh Hiếu ạ. Em lật thịt cho. Ôi. Em lấy cần đĩa em ơi, cần đĩa Quang ơi. Đây. Đây em lấy đĩa cho. Sao thịt sống thế nhở? Ừ, thịt sống thế. Nhà chị bảo tính tiền anh. Có nhớ lấy tiền. Đấy rồi. Ôi, mỗi phần này bán được có 100 đấy á. Em lấy nhầm đĩa Hiếu ạ. 100 là nhiều hay ít? Đây, để cắt kia đã. Mua 4 cây đã 200 mẹ rồi. Đĩa đâu rồi? Đây. Cứ để đĩa ở cái... Em để ngay cái... Cần 2 đĩa lần nhé. Đây, đẹp luôn, đây. Level 2 rồi. Mình phải làm nhiều món một tí đấy. Nữa. Level 2 còn món mới không? Ui. Bây giờ có món thừa ở ngoài này thì phải đợi ăn xong hay là cứ để xếp ở ngoài này? Món thừa nào? Ai biết. Ý là kiểu mình có ở cái chỗ order nó đầy rồi này. Thì mình cứ để xếp ở ngoài này nhá. Đây em dọn dĩa cho anh rồi, lấy tiền đi. Đây rồi. Đây rồi. Thêm dĩa này. Đây, ok. Nhìn nhiều vậy?
Ủa, con tập gym, một phần tập gym anh em. Níu ơi. Sao em phải hỏi anh có 3 đứa ở đây mà sao kêu anh phải tập gym? Không, ấy là một phần tao biết rồi, muốn đông khách hơn là mình phải thay đổi lại cái biển hiệu này. Đúng rồi, đó, đúng, 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 để tao, để tao. Ai đi mua thêm cà chua cái đi, cà chua chuẩn bị hết các bạn ơi. Rồi, 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 để em đi mua cho. Làm đi nha, để tao chỉnh cái biển hiệu nhá. Cover, rửa bát em nhé. Đây rồi, rồi, đây rửa cho, để bạn rửa cho. Bạn sẽ ở trong nhà bếp cùng Minh Hiếu nhá. Được. Chỉ ở trong nhà bếp thôi đấy. Ngon. Bếp vào cái quầy này. Khách tới, anh Độ mời khách vào. Đó. Anh Độ ơi. Từ từ, đang chỉnh biển, chúng mày làm gì làm đi. Đang cả đúng không? Cái đồ. Kẹp bắp ngon. Ừ. Thằng đéo lấy đi ở đây nhỉ? Nghiên cứu món mới đi anh. Nghiên cứu được đấy. Bao món mới. Ôi tôi chết con mẹ. Sao đéo lấy đĩa giả điện đĩa ở đây nhỉ? Mà nói đĩa ở trong nhỉ? Không biết sao anh tập gym này ngồi chỗ này xong rồi chỗ này đang thui vậy nè. Má đi rửa chén luôn à. Đây. Đây em rửa cho. Có rồi. Ây da. Anh Hiếu ơi, sao lại có một đĩa ở dưới đất thế này? Có mẹ, có má nào đi lấy đồ ăn của anh kia đi. Có mẹ má đấy. Nào ở đây có được chuyện khác. Úi dồi. Đi ấy thông cảm. Ủa mẹ mình giống cái quan tài thế. Nằm lốp lại. Hình như bị gì kìa, bị cháy nhỉ? Không cháy. Hình cái lửa ra. Ngay. Cái bắp mình để cao thế. Anh Hiếu ạ, anh Hiếu ơi làm từ từ thôi. Anh Hiếu. Thêm từ từ mà em. Không có khách làm gì đặc biệt bị thừa, nó bị nguội rồi. Nguội hả? Vâng, khách nó không lấy mấy cái đĩa ở trên này luôn. Bởi vì nguội nè. Ok. Cái món này nó có cái ống trắng trắng nè, hình như là nó lấy hết ống trắng rồi mới hết đấy. Hiểu rồi. Là mình làm ăn nhiều đấy, hết ngày rồi phải đóng cửa kìa, xong rồi dẹp đi. Thì hóa ra là cái đấy là nó cứ lấy bên đây thôi. Đúng. Không phải làm từng đĩa. Rồi đóng cửa rồi anh em. Hiểu đâu đó. Bây giờ thôi mấy cái thừa này anh em ăn thôi nhở. Ngoài đây hơi bẩn. Ui sao thừa thế? Tại vì nó đang làm, mày thấy cái thanh trò trắng này không? Là đúng ra là mỗi lần nó lấy là cái thanh đi xuống chứ không phải là mình làm từng đĩa cho từng người. Để hôm nay mình tốn nhiều tiền lắm rồi đó, phí tiền lắm rồi đó. Phí phải đái rồi đó. Không sao, ngày đầu rút kinh nghiệm mà. Không sao. Lỗ nòi mõm. Ui, đồ này hay để ở tủ lạnh đi, ngày mai bán mày ơi. Được. Để trong tủ lạnh đi. Đúng. Mai quay lại là được. Mai bỏ lò vi sóng anh ơi, mua cái lò vi sóng. Đây còn cọng rau này, bỏ nốt tủ lạnh đi. Phí. Đẹp luôn. Đấy, ok. Ôi, đi. Hình như là mình phải về ngủ anh ạ. Đúng rồi, phải về ngủ ấy. Ừ, cất bát đĩa vào đi, cất đĩa vào đi mọi người. Dọn ràng. Ôi đĩa, full rồi sao, đéo cất được. 5/10 là sao ta? Ừ. Được mà, 5/10 á. À, em cầm 2 cái. Ủa, cầm đĩa làm đéo rồi, xếp vào đi. Xong rồi. Thế thiếu đâu 3 cái đĩa là 3 đĩa này. Rồi ok, đuổi đi về đi. Từ khách nào rồi. Anh đóng cửa lại chứ. Không đóng cửa luôn à. Anh đi cuối đóng cửa lên. Anh về trước đi nhá. Em có hẹn. Ok à. Mình chưa tắt đèn nhà hàng. Ui. Thấy đổi. Ui. Món lên M2. Ngon hơn món lên là sẽ được bán được nhiều tiền hơn đấy. Đúng rồi. Trời ơi. Ngày hôm nay sẽ hết 3.800. Ôi ngày đầu mà trời ơi, 3 sao đây này. Ngày đầu mình mua sắm hơi nhiều thôi. Đấy đồ ơi, ta tìm thấy mà giường của mày nè. Có món mới. Món mới. Đi xem món mới. Chúng mày đi, tao nghiên cứu quán bia này xem nào. Hả? Ủa quán bia này đông khách thế nhở? Anh ơi, có người này, có người đứng trước cửa này. Để lấy thu cái tiền gì đấy này. Quản lý. Hình như là sở thanh tra vệ sinh hay sao ấy, trông giống đó. Quản lý thị trường. Đâu, nói chuyện xem nào. Tôi thấy rồi. Ôi. Cái gì đây Hiếu, nó là cái đéo gì đây? Tao biết đâu mày nói chuyện với nó mà tao đang làm menu. Đủ má, tao có biết tiếng Anh đâu. Thì tao đang làm menu mà, tao đâu nói chuyện với nó được đâu. Chứ có mày nói chuyện với nó được à.
nó là ông quản lý vệ sinh anh ơi, nó kêu là quán mình vẫn đang hợp vệ sinh những người ổn. À có thêm món mới kìa mày ơi, hôm nay mình nấu được gà nè, xem thực đơn đi để mua kìa. Đây đây đây, để anh hiểu. Không sao đâu, nó bảo là nếu như quán nó bẩn, à, quán mình bẩn thì nó quay lại phạt sau, chứ còn bình thường thì không vấn đề gì cả. Dạ dạ. Hôm nay mình làm được món gà nè. Nếu mà muốn nấu món gà thì cần... Ủa nhịp mẹ. Ủa sao kêu chứ. Bây giờ còn mấy cái phần này thôi mình bán nốt đi. Hiếu ơi. Bán rồi. Sao nhiều ruồi thế này Hiếu? Đâu rồi, cái đấy nhạc mày. Không phải nhạc, đúng má, đây này, có ruồi này. Cái rau hôm qua mày vất vào tủ lạnh nhưng mày vất dưới đất đó. Đây này. Ừ, mày vất dưới đất đâu mà mày vất tủ lạnh, mày vất tủ giáp đi anh ơi. Bỏ tủ giáp đi. Không, bỏ tủ lạnh là bị hỏng đấy. Ủa, tao bỏ tủ lạnh rồi mà. Không, mày vất dưới đất. Còn đúng một cọng rau của mày chứ ai. Này, mấy cái cà chua để trong thùng này có bị hỏng không nhở? Không, không hỏng đâu. Chắc không hỏng đâu. Nè, bây giờ cần nấu gà nè. Hỏng, nó rốt tần hết rồi. Trời ơi. Mua nhiều thế làm gì? Lôi. Phải bỏ tủ lạnh lên, bỏ tủ lạnh. Thôi về mua đến mua đâu dùng đến đấy thôi. Thì đúng rồi, mình nhà mình kế bên mà. Yep. Phí quá. Rồi bây giờ nè, mình có món mới nè các bạn ơi. Mình đang cần mua đây là gà, ức gà. Ừ, chicken breast đó và thêm chili pepper. Một cái ớt đỏ, ớt xanh và một cả củ khoai. Nhưng mà từ từ nhá. Bây giờ mình mua số lượng giới hạn thôi. Ít thôi, bởi vì nó bán chậm chậm như này mà. Mình mua khoảng cỡ đủ cho 2 phần, sản xuất làm cho 2 phần thôi. Ờ bây giờ thầy Bảy cứ đi mua làm cho 2 phần trước đã, bây giờ để mở cửa đã nhá, để bán thịt bò trước. Đúng rồi, trước đi, thời gian nó đang chạy kìa. Là mua mỗi thứ 2 cái á Bảy. Em mở cửa nhá. Mỗi thứ 2 cái. 2 miếng ức gà. 2 miếng ức gà, 2 cái ớt xanh, 2 cái ớt đỏ. Và đây, mua... Để trước cửa nha. Để trước cửa hả? Đây, tao cầm vào cho. Để em chạy đi cho nhanh. Ớt xanh, ớt đỏ. Hiếu ơi, tao để một cái thùng rác đằng sau cho mày dễ vứt đồ nhá. Khách. Khách yêu Hiếu ơi. Rồi, 2 cái ớt xanh, 2 cái ớt đỏ. Đây. Bỏ đồ vô nấu. Ui, level 4 rồi. Level up. Ui, chị đã khen là đồ ăn để qua đêm nó có một cái vị gì đấy, chị rất thích. Phải thêm khoai tây nữa hả anh Hiếu? Khoai tây nữa, em nhìn thì menu á, em cứ nhìn trong đấy em tự tìm được mà. À, ôi, mà nó nhiều gia vị phết. Chị thích ăn đồ lạnh anh ạ. Tao chuyên đóng mở tủ lạnh nhau nha, hiểu nhá. tiền. Mày vô làm bếp không? Đi rửa bát. Đâu để tao làm bếp đi. Mày làm bếp đi, nó hơi cuốn đấy, hơi. Mày nhìn recipe đang cần cái gì đi đã. Đây, tao đào tạo mày cho. Mày làm như nào Hiếu? Trời ơi, mày chỉ tao làm mày, chứ. Em áo vàng phải tươi thế nhở? Đây, mày phải gọi tao là sếp nhá. Ờ, bếp trưởng. Cứ nói câu nào phải là sếp, đúng rồi. Rồi. Ok. Đó, bây giờ thịt gà này cắt rồi. Thì bây giờ mày đang phải là đợi có ớt và ớt của Bảy đâu. Đây, sau lưng anh ơi, sau lưng. Tao làm thêm một cái bếp dao này không? Ờ, tí nữa mình đang chưa cần đâu, đang làm ít mà. Đúng rồi. Rồi, ớt đây, rồi. Đây, mày lấy ớt, bỏ xuống, cắt, mày để gà ra. Quay phục vụ quá. Ok, để phục vụ cho. Gà bỏ đi đâu đúng á. Rồi, bỏ để gà rồi. Để bất kể bên đó, rồi. Bỏ ớt xuống, cắt. Cắt rồi. Ui, có khách bắt đầu khách tới rồi đấy. Ớt xanh lá. Ớt xanh lá. Cắt, khoai tây, đúng cắt. Đúng quá, ớt này vẫn màu đỏ mày. Không, mày có cái màu green pepper trong đấy kìa. Rồi, cắt nốt. Ừ. Rồi, cắt xong rồi. Hết món rồi các anh ơi, khách tới. Xong rồi khoai tây nữa. Một thịt bò kìa, khách order một thịt bò. Lâu quá bếp ơi. Mày ơi, mày mua chili pepper chưa? Mua pepper chưa? Một thịt bò. Đó. Chili pepper cơ. À, chili pepper khác ép pepper nữa. Ừ, mua chili pepper 3 gram. Rồi, bây giờ mày đợi tí đi, đợi mày thấy con gà này không? Rồi. Này có muối với tiêu bên đây nè, mày nhìn cái recipe đi, nó kêu nó đang cần là 3 gram muối là bấm 3 lần. Mày sẽ nhìn thấy gram nó cổng vô. Rồi, mày rắc vào đâu, rắc vào gà. Anh ơi, từ đấy giờ khách không gọi một phần gà nào hết. Đó, 1 gram rồi. Bởi vì chưa có gà sao có ấy. Từ, 3 gram rồi, từ đã chúng mày. Đấy là lý do đấy. Rồi, 3 gram rồi, xong 3 gram gì nữa nhở? Từ xem lại công thức cái. Ớt phía sau lưng nha, chili pepper sau lưng. 3 gram rồi, ok. Bây giờ là chili pepper. 3 gram ớt.
Chili pepper, chili pepper. Chili pepper đâu? Này đây này, đây đây đây, hộp này, hộp này, hộp này. Đó, à, mày lấy đi. Đúng đi. Rồi, bây giờ mày bỏ mày xem đi bao nhiêu gram? 3 gram. 3 gram. Ok. Đây rồi, lại lên level nữa anh ơi. Bỏ gà vô nướng đi, bỏ gà vô nướng đi. Tuyệt vời quá. Tuyệt vời quá. Đúng. Nhưng mà chết mẹ đồ ơi, mai mới bán được nhá. Hả? Tôi mình bỏ cửa mẹ thôi, học làm sao? Đóng cửa rồi, sắp đóng cửa ở nơi rồi, sao chả thấy lại lên tí nào ơi. Mày cứ làm bò đi để tao làm món gà này cho. Mới một gia vị nữa. Bây giờ món gà kêu cần lật thì mày lật nhá. Ờ. Trời ơi, phải lau nhà. Trời ơi, nốt khách này đóng cửa, nốt khách này đóng cửa. Rửa bát, rửa đĩa, các thứ đi mọi người ơi. Lau sàn đi, lau sàn đi. Em đang lau nhà, em đang lau nhà. Đang lấy hết đồ trong tủ, trong cái đồ mua ra nè. Đấy, xong hết rồi. Đóng cửa lại. Chỗ này khách cuối rồi, khách cuối rồi, khách cuối rồi. Đồ ăn thế nào chú? Ăn đêm này đồ ăn cũng hơi nguội rồi, chú thông cảm cho bọn con nhá. Ừ. Hôm nay cũng hơi đông khách một tí, bọn con phục vụ cũng hơi hơi vội. Chung chú về nhá, hẹn chú lại. Đây xong đĩa gà rồi chú mày ơi. Tủ lạnh, mai bán, tủ lạnh mai bán. Ê, từ, đóng cửa rồi. Từ, khoai tây có cần chiên không Hiếu? Chắc phải cần chứ nhỉ? Từ xem nào. Không, nó chỉ ghi khoai tây to thôi. Từ nhá, để tao xem nào. Đây, khoai tây này, chanh chiên này, nó mới ngon hơn chứ đỡ. Phải chiên không nhỉ? Nhưng nhỡ khách thích ăn sống thì sao? Có đây anh ơi. Bố ai ăn khoai tây sống? Rồi, ok, tao biết làm món gà rồi, bây giờ mày lo món bò, tao lo món gà, tao mua thêm một bộ dao nữa, ok không? Một đứa làm thôi, bây giờ ok, cũng được. Không, bây giờ quay. Không, sau này nhiều món lắm, Hiếu ạ. Bây giờ nhá, em nghĩ là bây giờ trước khi đi ngủ ấy, là mình làm lại, sắp xếp lại cái này một tí đi, mình cho nó rộng ra một tí nữa cũng được mà. Đây, khoai tây chín, khoai tây chín. Sắp xếp lại cái quầy này một tí đi. Mình lên level 6 rồi đấy, em nhớ mình cũng mỗi có 2.500 tiền thôi. Mình bỏ ý định đấy đi mọi người ơi, đi về ngủ đi. Anh bảo, bây giờ để anh sắp xếp lại cái đống rồi đi. Đây, nó sát cửa một tí. Bộ ô nữa là đẹp. Đúng rồi. Đồ ơi, mình phải nấu tất cả cái này luôn mà, nhìn nè. Phải nướng hết anh ơi. Phải nướng hết đấy. Cả ớt cũng phải nướng á? Ừ. Mình nướng hết đi, xong rồi mai mình không cần nướng. Ôi Hiếu nướng đi để bạn sắp xếp lại cái đống này cả đã. Sắp xếp rồi. Xong rồi cái nơi xong rồi. Em để tạm cái bộ bát đĩa trên bàn này, anh gửi okay. Đi. Ok, đẹp luôn. Đó, đĩa gà mai bán. Cái này thì, mình thiếu cà chua. Đang thiếu cà chua để cho thịt ngày mai nè. Cái bếp em nghĩ để giữa. Chắc có mẹ em. Từ thế làm thêm một ấy nữa. Nên làm thêm hai cái quầy phía sau lưng này. Để Hiếu chẳng ra để bạn xếp lại kệ đĩa cái. Ừ, tao vô toilet bây giờ mày xong mày cho mở cửa cho tao. Ê từ nhá, cái kệ đĩa này thế nào nhỉ? Mình phải làm một cái bàn dài hẳn ra đây chứ. Cái đĩa để đâu được nhỉ? Để sau này, sau lưng này anh, chỗ thùng rác này. Chỗ thùng rác ấy để tủ lạnh hợp lý hơn này. Để cạnh kệ đĩa cứ để cạnh cái chỗ rửa bát ấy anh ạ, à, nhanh nhất. Cà chua mình cũng phải nướng luôn. Ôi giời ơi. Cái gì cũng nướng hết anh Hiếu. Phải đọc không, đọc bên dưới, đọc bên dưới nó hướng dẫn cho mình luôn, nó hướng dẫn cái gì phải nướng cái gì không. Hướng dẫn mình hết. Phải phục vụ lúc đang nóng nữa cơ. Mình nâng cấp được mọi thứ nè. Được mà anh. Mở bài khác được không ta? Được. Ôi nhạc bản quyền đấy, cẩn thận nhạc bản quyền đấy. Không. Game mình dễ nhạc bản quyền đấy. Ê, mình thuê được nhân viên này, nhưng mình cần đéo gì nhân viên nhỉ? Mình nhiều đông vậy đấy. Rồi, dư gì các bạn ơi. Đây là dư người lắm. Chứ người lắm. Sau này thuê sau anh Hiếu ạ. Anh đồ anh em mà đi chơi, nhà nhân viên làm. Em thấy là cái quán bia cái bên là thấy sập sình lắm này. Mày à, mình thằng tắt nhạc đi cái được không? Nhạc nghe ói ói vậy. Không phát được thì sao chứ đối bài. Đặt luôn thì sẽ chắc đúng không? Anh nghe đi anh ơi.
Cái này là gì đấy, than à? Rồi, từ từ, về xếp lại nào. Về là mua thêm một bộ dao nữa đúng không? Đúng, đúng, đúng. Thế em nghĩ là tiện mua luôn bộ bếp đấy anh ạ. Ô. Mua hai bếp. Ờ, có khi là hai bếp Hiếu ạ. Đi mày thử đấy. Ồ, nhưng mà nó có nhiều loại bếp á nè. Này là bếp nướng, sắp còn bếp khác nữa ấy. Em là mấy bếp khác là một khác à? Nhưng mình có bán được đồ không? Bán được anh ạ. Bán được, sell được mà. Bán được anh ơi. Thế em nghĩ anh cứ để một bếp cạnh một dao luôn. Người nào đứng ở chỗ nào thì làm luôn, cái đấy tiện nhất, đỡ phải chạy đi. Hiếu ơi, bây giờ thế này hợp lý nhất nhá. Bè chia khu bếp ra làm hai, một cái bên phải và cái bên trái, có đủ bếp cả đủ dao thì anh em mình làm là nhanh lắm. Đúng không? Thế bảo là làm đi. Mình đang ít tiền nhá mọi người. Anh Hiếu đang nghiên cứu công thức nấu ăn. Đầu tư ha, đầu tư giai đoạn đầu tư. Đúng rồi, đầu tư đi. Cái này vay ngân hàng được không nhỉ? Phải vay đấy. Ở đây. Có vay ngân hàng đấy. Phải vay đấy. Có ngân hàng đấy nhưng mà phải đi ngủ, không sắp xếp xong đi rồi mai đi ngủ vay sau anh. Rồi rồi rồi, từ từ xong bây giờ. Đâu để em xem này. Em là scout te ngân hàng đây. Đi quán bia gì? Ô, thế vào cái gì anh? Bịt luôn à? Yên tâm Khôi ơi, anh chưa tính đoạn đấy. Một lò, một dao, một bộ dao ở đâu nhỉ? Ui, còn tất cả các loại nguyên liệu gia vị này. Ui, thế còn chỗ cho tủ lạnh đấy anh ơi. Anh ơi, chỗ này hở thế này á, hở ra chỗ làm chỗ khách ngồi như này á, không được. Cumin. Sai sai đúng không? Sai thiết kế. Chỗ này đúng là phải bàn chữ L, từ từ đã Quang ơi. Những ngày mình để tạm đây đi. Ngoài tí nữa là dùng mình tính xong. Cho nhà vệ sinh anh ơi. Làm nào kho em luôn đi. Em đi học thủ gia vị đây. Nhiều lắm rồi. Chữ L trong thì anh xoay ra. Không, phải có một chữ L riêng. Đúng rồi, chữ này phải L luôn đúng không nhỉ? Đúng rồi, phải L luôn rồi. Lờ luôn. Ok đấy. Hợp lý đấy. Đúng rồi đấy. Dưới này cái thùng này là thùng đéo gì nhỉ? Từ anh ơi. Ơi. Hơi lệch. Anh đặt lại đi, hai cái chữ L đang hơi lệch nhau rồi. Anh nhìn xem. Ôi, thùng rác này để ngoài đấy, tại vì rác nằm ở câu khai ngoài. Anh Độ ơi. Ơi. Anh nghĩ sao nếu như bên trong kia không có cái chữ L kia, cái bên trong bên sát tường ấy, không có cái... Có đây để nhét thêm một cái miếng mà nữa, có mà, bọn anh đầu bếp cần thao tác nhiều lắm Quang ạ. Trông chật quá, chỗ đấy sau để kệ còn để đồ nữa. Để tủ lạnh anh ơi. Rồi sao để tủ lạnh mình bỏ đi sau, mình lỡ mua rồi. Trời ơi. Thì bán đi anh. Ta còn để chỗ ngược này, nữa chứ. Để ngược chứ L bên sau một thầy. Thề. Rửa chén xong em cất dĩa vô này. Chứ L trong bị ngược á? Ngược cái kia nó từ cắm đầu vào xong rồi kìa. Không, cái cục mới bị ngược. Cục mới á, tại chữ L ngược nên nó phải cắm vào trong rồi. Cái cục anh vừa nhét ấy. Cái cục đấy. Chữ L nó ngược cho nên nó phải cắm vào trong. Thôi để tạm như này đi. Nó có thủng ở dưới, nó có lỗ dưới để đồ. Để đồ mà. Lỗ dưới để được đồ đấy. Thôi không sao đâu. Tí nữa ngược tính xong. Nhà thiết kế đại tài. Ok rồi đấy. Tạm thế đi, xong rồi xong mình sửa sau. Ai mới mở chẳng có những sai lầm đúng không? Cái nào bên mày, cái này bên anh tao hay bên mày đây? Đấy, bên mày là bên lệch đấy, tao cố xếp lệch cho mày đấy. Nhìn nó khó chịu. Tao lệch vãi lồn vậy. Không sao, nhìn nó khó chịu Hiếu. Đây, trong bàn tao đây. Gia vị để tạm ở giữa anh em dùng chung nhá. Đéo, cái này của tao, mày giữ mày bên kia đi. Hết tiền mua thêm quầy gia vị đi. Rồi. Gì còn 1.800 lần. Thử mua đi. Ơi, một bịch là 150 đấy. Dạ bây giờ mày cần mày phải xin phép tao nhá. Cảm thấy như Phạm Nhật Vượng. Một cái này 500 liền Hiếu ạ, đắt lắm. Ôi, ok, tạm chấp nhận. Đủ mua một cái bếp nữa không anh? Để bên kia. Đây, đang xem này. Ui, đi bẻ cái lò. Sao có mỗi cái bếp ga này anh? Cái lò là cái lò đéo nào? Cái lò nướng này đéo có. 2.000, ô địch còn mẹ. Đặc lắm. Ôi, lò nướng kia anh. 2.000 đéo đủ tiền.
Đúng ra là anh em mình đủ tiền rồi đấy. Thôi đi, về ngủ đi. Ê, có cái thùng đéo bị rơi này. Thùng gì? Than. Rồi, mày ok, đi. Rồi, ok đấy. Rồi, tao làm gà, mày làm bò đúng không? Ok, mày chắc không? Chắc, tao biết làm gà rồi. Xong rồi, cứ mỗi ngày anh em học thêm. Không, mẹ, tiền điện cuối tháng chết mẹ luôn. Đi cuối, thằng nào đi cuối, thằng ấy tắt. Em đi tắm cái nhà. À. Ây, mẹ mẹ quá, ngủ rồi. Ui, lên được 3 kìa. Mai vẫn lỗ, vẫn lỗ. Lỗ mẹ 400 ạ. Không, hôm nay mình mua nhiều mà. Bây giờ mình không mua nữa, bây giờ mình chỉ mua vật liệu thôi này. Vãi ở trường. Hôm nào cũng mua nhiều mà. Món mới. Món mới. Vãi, mỗi thằng một món, mỗi thằng một món. Mày vô trước khi mở cửa phải phân chia, phải nhìn coi mình đang món gì. Tao là học gà rồi này, mày học bò rồi này. Em phải chuẩn bị kỹ càng đã. Nè, như là bây giờ phải bán nè, thì bây giờ bỏ bây giờ nhà nhá, bán. Bây giờ em cứ mở cửa nhá. Không, từ từ, còn chưa mua nguyên vật liệu em ơi. Mình chuẩn bị hết tất cả đồ xong rồi mới mở cửa. Không, thời gian là mình trôi. Em nghĩ là bây giờ mình cứ bán hai cái món kia trước đi đã. Đây nè, phải tạo cái menu nè. Bây giờ menu hôm nay mình sẽ bán gà. Đã có rồi, mình sẽ bán bò. Thì bây giờ muốn một cái cà chua. Ai đi mua thêm cà chua đi, mua khoảng 3 cà chua về. Ba cà chua à? 4 cái cũng được, bởi vì như có cái súp cà chua mới vô hay sao ấy. Unlock súp cà chua này. Unlock súp cà chua. Đọc đi. Bây giờ mình bán hai món trước đi. Thì bây giờ mình đang cần mua cà chua rồi. Để cho cái bò của mình thôi. Ok, thì em rồi. Open nhá, cà chua về rồi này. Chưa đừng open. Đây đã có đĩa đâu, bây giờ anh phải làm món đi thì em mới open được. Đúng rồi, mình phải open đã, mình phải làm ra món đã mới được. Ô thôi, con mẹ rồi. Gì? Trời ơi, món này nó đang có gà đâu anh ơi. Có gà rồi, nhưng mà từ từ nó đang có vấn đề gì đấy rồi. Đi phải gỡ ra kiểu gì. Remove x. Mất món luôn. Rồi ơi. Là sao nhỉ? Mẹ món rồi. Không sao, anh đặt nhầm thôi. Món của anh là gà, anh đặt vào chỗ bò. Không sao, nhưng mà bây giờ mất mẹ con gà rồi. Gắt một miếng gà thôi, không sao cả. Nhưng từ từ đã, để tao xem lại vấn đề là vấn đề đâu. Đâu phải làm lại từ đâu. Là sau khi đây. Mà mình làm xong là mình để vào trong đấy à? Đây mày, mày mỗi buổi sáng nè, chỉ cho nè, mỗi buổi sáng zoom lên cho mọi người bấm vào menu à. Xong rồi mình chọn mình bán cái gì ngày hôm đấy. Đây menu nó là cái này. Rồi. Đó. Ừ. Đó thì mình chọn mình bán cái gì ngày hôm đấy thì mình có cái đấy mình bỏ vô. À. Xong rồi mình bỏ thế vô mình xong được rồi mình mở à? Cửa. Được chứ, phải được, có được chứ nhỉ? Phải có hai quầy. Thế thì phải mua thêm một quầy nữa à? Cái bị vô lý nhỉ? Ừ, sao thế nhỉ? Thế từ từ nha, để tao xem quầy nhá. Nên là biết là vậy nhá, cái menu này anh bỏ hai món vô đúng không? Nhưng mà cái dĩa mà anh bỏ vô ấy là tùy theo cái mức độ mình chuẩn bị á, nó sẽ bao nhiêu sao ấy. À. Đúng rồi. Nhưng mà lấy lại chuẩn bị chưa xong đâu. Mà nhét vô là 2.1 cơ, tức là kiểu cái độ perfect của nó ấy. Nói chung là mày nấu ăn như kích nó ịt mà nói vậy không thôi, phải hiểu. Hiếu, cái đĩa đấy để qua đêm rồi. Chứ đéo phải tại nó nấu như kích thì nên là đồ ăn là phải nấu trong ngày. Nè, bây giờ là bò nè. Thì bây giờ cứ bán trước đi, mình đang còn dư, mình dỡ hơn phí tiền hiểu không? Nhanh lên không hết ngày mọi người ơi. Rồi bán đi. Chưa mở cửa, ngày chưa chạy kìa, nhìn kìa, không mở cửa ngày không chạy. À ừ rồi. Rồi anh okay. Hiếu nhét cái dĩa của anh Hiếu vô. Đây, cái này bỏ là bò. Đó, sớp bíp. Đó. Đấy, như cái này là 1.9 này, được 1.9 mày, này. Mày làm cái ca lúc đấy mày làm hư đây, tự sửa đi. Đây. Không có gà. Thế phải mua thêm một quầy anh, mất 100 thôi. Rồi để tao nghiên cứu thà mua mẹ quầy 4 thì mất 500 thôi, được bày được 4 món liền. Đâu quầy ở đâu ấy nhở? Đúng rồi, mua thêm. Đây, warehouse này, xong rồi station này, quầy này. Chờ tí, cái xem xúc cà chua cần gì nè. Đây, quầy 500 thôi, bày được 4 món đấy này. Ôi đủ mà, xúc cà chua đòi cao lắm. À, phải đi phải quầy lên quầy để bắt. Ôi, cái này 100 thôi này, hay là để mua một cái quầy 100 nữa nhá. Mua đi anh. Ê, bảy ơi. Mua bán hai món rồi nhá. Bảy ơi, đi mua cho anh hai cái đùi gà đi, hai cái đùi gà. Mình có thể bán gà hôm nay nữa, bán hai cái đùi gà nữa dễ nấu, dễ làm. Mà... Ủa đâu phải như vậy đâu đó. Em tưởng là hai món mà. Không phải thế, đúng không? Không, nó là mình chọn được. Không sao hiểu ơi. Thế hiểu ơi. Cái đấy nó có 100 thôi, nhưng tao nếu như theo tao hiểu thì nó là như thế đấy. Như vậy mình làm nhà hàng buffet à? Bây giờ nhét thử cái món gà vô xem. Ờ bây giờ cái nhét thử món gà lên xem. Nhưng nhét mà thử món gà vô phía đây rồi nó. Nhưng mà Hiếu ơi, gà đéo cắt mà tao cắt con mẹ ra rồi. Thì mày phải cắt nó mà. Nó không cắt, nếu mà mày cắt là sai thì món đấy nó là không sao đấy. Đúng đâu rồi. Nè, cái này cắt cho nè. Chicken. Chicken. À, đâu có phải hai quầy đâu nhở?
Chicken breast đâu cắt đâu. À không cắt. Đéo để cắt. Thôi cắt cái này đi, đi mua gà mới. Đi đi mua tao vỉ gà đây, đi mua tao vỉ gà mới đi. Hai cái đùi gà, hai cái đùi gà nữa. Gà nữa. Để tôi nha, đùi gà đúng không? Đùi gà. Đúng rồi. À, tao làm cái món đùi gà mới cho mày làm cái món cũ đi. Từ Hiếu ơi, ớt là nướng lên mới cắt hay cắt xong mới nướng? Mày đọc đi nè, chicken breast nè phải cắt xong mới nướng. Anh làm từ trên xuống ấy. Đúng rồi, mày cứ theo cái bên dưới cái recipe á. Rồi, ok nha. Công thức làm từ trên xuống là cái nướng trước hay cắt. Mà mày chỉnh là cái tao bị méo coi khó chịu quá. Gri-exai là sao? Gri-exai là cái gì? Là nướng mỗi mặt nè. Nướng mỗi mặt à? Đúng rồi. Đây, một cái là ức, một cái là chân nha. Đây, đùi của tao đây. Chân là lét. Của tao đây. Tao có hai đùi. Tầm ướt đã thầy ơi. Hai đùi cần tiêu. Cho tao cái pepper. Đĩa, cho cái đĩa. Tiêu với pepper. Đánh, chiêu. Hắc pepper. Ở đây. Đĩa là đĩa tròn à? Phải đúng đĩa không nhỉ? Không, đĩa nào cũng được anh ơi. Chết mẹ ơi, tao bỏ nhầm tiêu. Không, em ba muối, ba ớt. Tại vì nhìn món là nó có mỗi đĩa khác nhau á. Mẹ lọ muối đâu rồi Hiếu? Đấy, Hiếu ta đang dùng, ta đang mà tăng dùng. Anh Hiếu, thịt bò lần sau phục vụ đĩa vuông nhá. Đúng rồi, phải đúng dĩa nữa. Đúng đĩa đấy, Hiếu ạ. 1.9 này. Ai đưa đĩa chứ, mình đâu đưa đĩa đâu, để trên bàn mà. Mấy lại mình còn chưa có đĩa vuông, à có đĩa vuông rồi kìa. Có đĩa vuông. Ok, cà chua. Sao chili pepper lại có hai lọ liền giống nhau à? Xong rồi, ai bắt đầu cái bếp đi. Ê, hai lọ chili này như nhau à? Ai cầm bật lửa? Ờ đúng rồi, có ai mua, ai lửa mua hai cái. Ủa tao vừa đổ than mà Hiếu. Thì tao phải đổ cái gỗ nó mới cháy được chứ. Mẹ. Có than làm gì mà cháy được. Em bật bếp rồi. Đầu bếp. Ok đấy, ok đấy. Ồ tao cầm pepper nữa. Ướp rồi nướng này. Pepper. Mỗi mặt nha thầy. Nướng hai mặt. 3g. Nhường tao cái đùi gà cái. Transform to plate là gì nhỉ? Là đè lên đĩa. Bỏ đĩa nè. Đấy mày flip đi. Yeah. Flip đi thầy. Cháy rồi. Rồi, yên tâm. Từ để tao đang đọc công thức. Sau đấy là cho ớt xanh, ớt vàng với cả là khoai tây. Ớt xanh, ớt vàng, khoai tây có cần nướng không nhỉ? Nướng. Grill là nướng này. Grill là nướng. Là cắt xong nướng xong rồi mới cắt xong rồi nướng hay là nướng xong cắt? Nướng xong cắt cũng được. Ơi, mày xong rồi kìa. Hình như là các bạn grill luôn chưa bảo cắt. Hai cái ớt là không gì hết nè, còn khoai tây thì phải cắt ra. Đây đang nướng mà thầy. Từ đã. Anh đâu làm cái chicken breast đúng không? Đúng rồi. Là nó có cắt khoai tây nè, slice potato này. Đĩa tròn. Rồi. Thế còn cái ớt xanh với cả cái ớt đỏ? Ớt xanh ớt đỏ hình như là để nguyên cũng được, không thấy nó ghi. Trong hình này nó cắt á, trong hình này nó cắt nha. Cắt ra. Cắt luôn, cắt đi. À, cắt xong mà còn nấu nó cơ. Nướng xong rồi cắt nè cũng được. Chắc là nướng không cắt từ mình cứ làm nướng thử. Nướng xong rồi cắt nè, đúng rồi, nướng xong rồi cắt. Nướng xong cắt, nướng xong mới cắt. Cà chua mày ném lên bị cháy mẹ luôn rồi kìa. Mày cháy, tao cháy đéo đâu, cả tủ lạnh thì đéo chịu đóng. tao lấy cái đấy. Đây, nhà của tao xong. Sao đây, khói than rồi. Khói quá, bếp nhiều không á, bếp phải chứ sức khỏe quá. Đây rồi, gà ta xong rồi bốc hôi luôn, nóng móng bốc luôn. Hai quả ớt. Nóng. Hai. Tao xong rồi nhá. Rồi, thành thạo đấy. Rồi, sao nữa? Mở cửa hàng thôi. Bây giờ hôm nay không có bán đùi gà không? Để bỏ vô menu. Xem món này được bao nhiêu điểm. Ức gà đấy, mày bỏ lên đĩa xem là được bao nhiêu điểm nào. Thật thế, của mày đúng không? Anh Hiếu ơi, thêm có đùi gà anh làm xong rồi đúng không? Thêm cả món đùi gà và menu đi. Như vậy là phải cần một cái này nữa. Không cần, thử xem. 2.8 điểm thôi. Open cửa hàng đi. Open cửa hàng đi, cái này để ngày mai, menu cho ngày mai. Hả? Rồi, khách có khách rồi. Luôn, khách luôn. Khách này VIP. Để qua đêm nó bị tụt sao ấy. Chứ bây giờ mình đang dư rồi, ngày bán hai món rồi. Hai chị này cần đùi gà. Ủa? Để lên bàn đi Hiếu, để đùi gà lên bàn đấy. Đùi gà lên bàn. Đùi gà chỉ cần đùi gà. Có mẹ ớt xanh ớt đỏ đâu, đi mua ớt xanh ớt đỏ chúng mày ơi. Đùi gà đây, chị ơi, lấy đùi gà chị ơi.
À không, mình phải mua đồ ấy, mày mua cái đồ counter shop ngay, mày mua cái đồ shop. Shop là cái đéo gì? Đồ mà bán đồ á, để tao bỏ cái đùi gà lên cho mày lấy. Đây, để em mua, để em mua. Đây, ớt xanh đất đỏ về đây. Trời ơi. Công thức này mới thế này. Đâu rồi, mà hai chị kia tức lắm rồi, Quang ơi. Đây. Đây, mấy anh chị ơi. Chấm bày, thấy chưa? Món này sao? Mãi làm đệ tử. Làm đây món này, Hiếu ơi. Mày đóng cửa tủ lạnh lại đi. Hiếu ơi, ớt, Hiếu ơi. Ớt, mày phải vào bẫy. Đây, cái thùng này. Xanh cái đỏ, đâu, thùng này. Thùng này, phía em này. Nhưng mà cái đấy để cho ngày mai mà ha. Hôm nay bán mình làm dữ á. Ok đấy chứ. Lan thuật thọ đi thầy ơi. Má mình làm gì mình nhiều thế? Hôm nay nó có cười luôn này. Bảy thanh toán lúc này rồi đúng không? Khoai tây ở đâu Hiếu ơi, khoai tây ở đâu Hiếu ơi? Khoai tây cháu không mua, bảy ơi, khoai tây. Bảy ơi, khoai tây, bảy ơi. Đi chạy đi mua khoai tây rồi, chạy đi mua khoai tây rồi. Đi mua đi rửa chén đi, anh đi nhầm tiệm ơi. Trời ơi. Đối diện, khoai tây. Nhưng mà mình cần gì khoai tây bây giờ? Có khách order nhà tao rồi. Không, chưa. Chưa. Tao mua cho mày 2 củ khoai tây thôi nhá. Đấy, khoai tây về. Uầy, những khoai tây cắt nhìn thích thế nhỉ. Bắt đầu lên rồi đấy. Mày đang làm dư á. Cắt quả ớt chi chưa? Không phải làm dư mà là tao đang rút ớt ra dư. Cái thằng mà 2.8 kia là thằng 3.7 nói chuyện cho. Ok. Mày cất đống này đi. Đây đang cất đây. Có đùi gà 2 chiếc. Đây, mày đánh đèn đây để bày dọn đĩa nha. Ok. Ôi, có ôi, em váy vàng bikini này. Ba vòng gợi cảm. Bé muốn ăn gì? Bé muốn ăn cái của mày kìa. Ừ. Đấy, của tao xong luôn rồi. Ôi, mày xong luôn nhưng mà đó lấy đĩa này, cái này cất đi, cái này mai lận. Trời ơi, chị này đi sao mà bông hết cái sàn. Ây à. Không sao, tôi dọn rồi. Cần lé. Ôi, hai món của mình cũng cháy ra phết rồi đồ à. Ôi. Tận thừa món nha mọi người. Tính toán làm sao không có thừa món là được. Đang thừa. Một ngày bán 2 món thôi là đủ. Nhà hàng mình phải bốc cháy một tí, ngày mai đừng có làm bò nữa. Mai bán gà thôi. Từ từ Hiếu ơi. Từ bạn bảo. Tức là một ngày mình chỉ cần làm một lần nữa xong mình để lên kệ là khách nó sẽ tự đến ăn à? Ừ, thì đúng rồi, xong rồi mày thấy cái đường trắng không là mình còn bao nhiêu phần trên kệ đấy. Ngay bây giờ là yêu cầu đặt ít. À, khi nào nó hết thì mình mới nấu thêm rồi mình lại nhét vào. Đúng rồi. Em đang nghĩ là chuyển mấy kệ này ra ngoài này cho thoáng này. Đúng. Thôi, tao đang hiểu nhầm là mỗi thằng nó sẽ order một đĩa là mình phải làm. Thế thì nhà mình làm ít lắm, đã phải làm nhiều đâu. Đúng rồi. Thì. Nhưng mà bây giờ đang mới bắt đầu mà tí nữa mới làm nhiều. Đúng rồi. Thế thì để cái kệ này ra ngoài đi chúng mày ạ. Vâng. Đúng rồi, tí xếp lại đi, đóng cửa xếp lại. Ê, nhưng mà hôm nay đông khách cho phép. Ê, hết của tao. Đi, nhưng mà bà này muốn là không có. Muốn cái gì? Thôi. Muốn cái của mày. Thôi. Trời ơi, là mất luôn con gà. Muốn không có là cái gì? Từ đã. Là lúc đấy là hết rồi, hết hàng rồi, bà muốn ăn của mày hết hàng rồi. À. Kêu bà cút luôn, chứ bây giờ có mình gà ăn rồi. Hết ngày rồi anh. Không sao, mình mới mở mà kem. Rồi, bây giờ mới hiểu. Rồi. Ủa bật nhạc lên đi Hiếu, thằng nó tắt đài đi đấy. Tao có phải là thằng làm nhạc đâu. Đúng rồi, phải mở nhạc lên thì mới khách lên chứ. Có vào đấy. Ủa, việc của tao đéo đâu. Hơi khô. Như này thì không cần biết giúp rộng anh ạ. Lắm này. Mình chỉ cần đấy thôi. Đúng rồi. Mình chỉ cần cái quầy này rộng này. Đúng rồi. Chúng lại phải quy hoạch lại bếp. Không có đùi gà đâu. Ê, tao trang trí cái bếp của tao tí nhá. Nhót đi anh ơi. Bếp mày đẹp thì trang trí cái đéo nữa. Tao mua tí hoa, tí này tí kia. Đã đéo có tiền thôi, rồi. Cho đùi gà nhót đi. Có 750 à, thấm keo. Quán đóng cửa thôi. Rồi nhót luôn. Về đi chú ơi, mai quay lại nhá. Quán đóng cửa rồi. Đâu, chú vẫn muốn ăn cái đùi gà, chết mẹ. Thôi, hết đùi gà. Ui, em xin lỗi nhá, nhưng mà chú đến trễ quá rồi. Chú đến quá trễ cho tối hôm nay rồi chú. Đã đến nó muộn lại còn xả rác ra nhà nữa. Chú ơi, chú... Rồi mình xong mình đóng cửa anh ta, đóng cửa. Tuổi ông về đi Bảy ơi. Đây đóng cửa rồi.
Ủa nhà hàng mình vẫn chưa có nơi đi đái à? Hình như là đéo cần đâu hay sao, tại tao đéo thấy thiết bị vệ sinh ở trong chỗ mua đâu. Hay là đây là kho nhỉ? Này là kho. Thì phải đây là kho. Trời ơi. Đây là phòng lạnh. Từ từ đã. Sao lại phòng lạnh có đèn to vãi cứt này. Mọi người ơi, ông chú này hình như là ông cái ông kiểm soát vệ sinh đúng vậy? Không phải, không phải. Không phải đâu. Đây là khách, đây là khách tên sao cả. Mãi chưa thấy về. Rồi tắt nhạc đi cho đỡ tốn pin à. Ê, đây là kho nhỉ? Không, nhưng mà kho là không có khói nhỉ. Nó phải lạnh nó kiểu chứ. Hay là giống giống nhà vệ sinh hơn. À, phòng đánh poker. Thôi về đi, về đi, về đi. Hôm nay thế là ok rồi chúng mày ơi. Dọn 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 hết mấy cái đĩa đi, dọn dọn mất mấy cái đĩa cũ đi. Nào là bây giờ dẹp cái thùng rác này đi đi. Đó bà cái để cái này kế bên đây. Ơ sao thùng rác là kế bên đồ ăn? Không sao đâu. Tạm đi anh ơi. Không sao đâu. Nè, bây giờ nè, cái này dễ nhất luôn, bắt đầu xếp cái bàn này ra đi xong rồi để một dàn đồ ăn ở đây luôn. Đó, thì để cái bàn ở ngay chính giữa đây nè. Cái này bẩn rồi. Uầy, thế này giống buffet đấy nhở? Anh nhìn nó giống buffet. Có mà, đây mình làm một dàn ở đây này, khoảng 5-6 món rất là giống ấy. Ừ, khách thích chọn món gì thì chọn. Đúng. Thế thì từ từ, thế cái bàn 4 này... Sao mình có làm cái quầy rộng hơn không nhở? Chưa biết, ngay bây giờ đang phải xử lý theo cái gì mình đang học, mình mới phát hiện ra. Hình như là có đấy, em thấy, level 20. Em đi chợ, em thấy có cái quái kia to lắm. Đấy, bên đây này. Bây giờ nó hẳn luôn là bây giờ đang đổ đang xếp này, bảy ơi đi chờ cho ngày mai luôn đi. Đó. Ok, mai mình cần đùi nè. Mình có bao nhiêu món rồi? 2 3 4 nè. Mình đang ngày mai chắc bỏ thêm món nữa. Một món thêm, mua thêm một quầy món nữa nhá. Cũng được. Đúng rồi, 4 món mà đi. Mình bán đủ 4 món đi. Cũng được, ok. Em mình bán thực đơn theo ngày thôi, mỗi ngày 4 món anh ạ. Mình mua ở đầu ngày đi cho nó đỡ thiêu. Cái thùng rác ở đây nhìn ngu. Khi nào mình open nó mới tính giờ mà. Hiểu à, chỗ đấy hợp lý nhất rồi Hiếu. Không, mà ai đặt thùng rác mà ngay đấy. Không. Chết mẹ rồi, để đây đéo tắt điện được, tốn điện lắm. Thì đó. Ủa sao mình có 2 cái thùng rác? Một cái là mình mua game, 4 người mua nên là game tặng cho thêm một cái đấy. Oh man. Nè, bây giờ hợp lý chưa? Quá là hợp lý. Ui. Ôi. Sao vừa cộng 5.000 nữa thằng nào vay tiền đấy? Ờ, ai làm gì đấy? Ai mà đi ngân hàng mà vay 5.000 rồi anh ơi. Ui giời ơi. Còn mẹ vừa ra quán bia kia nó bảo vào phải mất mấy nghìn ấy, em. Trời ơi. Thôi đấy, thì bạn lừa vừa lỡ là với 5.000 rồi đầu tư cái gì đi? Đầu tư cái quán bia. Ui. Quán bia nhỉ? Có cái bàn gì anh ơi, cái bàn gì để chơi đấy. Ủa thế à, đâu, sang. Đóng cửa, tắt điện đi. Trước khi qua quán bia. Đây. Tiệm bự đi anh ơi. Đây là bài động lực. Tao không mở cửa được. Ở đây được rồi. Đóng cửa. Đâu. Có chỗ nào chơi không? Quán bia. Đấy rồi, anh em mình đổi phận nào. Đâu, có bàn nào. Đấy. Ôi, bàn này này. Ngồi. Đấy rồi. Đấy mới là chỗ kiếm tiền em ơi. Ôi, tỉnh Vinh anh ơi. Mỗi đứa chơi được 200 thôi, vậy đi. Mà bốn anh em đấu với nhau à? Không biết, 200 thôi. 200 nha. 200 thôi nha. 200 thôi nha, anh em mình. 200 nha. Rồi. Ôi cái này là gì? Blackjack à? Ôi cái này xì jack. Blackjack là blackjack. Xì jack á? Xì blackjack. Ôi đẹp thế. Ôi đồ kia. Anh đuổi anh đồ. Sờ tay luôn. 12. Sờ tay đúng không em? Là sờ tay đúng không? Đâu phải hit chứ. Hit à? Sờ tay là kéo nữa à? Sờ tay là rút nữa à? Đúng rồi. Đâu tay là giữ, tay là giữ. Hit mới là đánh tiếp. Anh ơi em 18 em dàn không? Dàn chứ, dàn chứ. Ủa của tao hit đéo gì nữa? Của tao 2 con át rồi. À con át nhưng mà 21 mà. Ui trời, đẹp rồi. Đến lượt bố, đây rồi, hit. Không có nào. 22, chết con mẹ chết đâu rồi. Ui nó 26, bố. Ngon. Tiếp. Ui được, mua được 200 nữa. Hợp lý đấy. Ui thêm 4 thằng mình ăn được con này đấy. Rồi cũng được, anh mày làm được thì bảo mà đầu tư có lời. Nó là con 8 mà, con 8 à. Cá 8 kìa. Ui, tao 19 rồi. Tao 10 luôn.
19 giữ được rồi. Tao xịt tay, tao xịt tay. Ui 13. 13, 13 phải hit tiếp. 13 hit tiếp em ơi. Ui, hai cường, em cua. À được rồi. Em cút rồi. Ui, mẹ hai thằng rồi. Nhưng mẹ nó 21 mất hết à. Lờ, 21 nó ăn hết. Không sao, không sao. Mỗi thằng 200 nữa, 200 nữa. Được, được, được. Trông giống mấy em mình lại đi hết thôi nhở. Không có đâu. Không có game đầu mấy rồi. Tao mua, tao mua được kìa. Tao rút, tao rút, tao rút, tao rút, tao rút. Ba nhà mày tao cứt mẹ rồi Hiếu ơi. Đây tao đây tao đây tao. Ui em 18. Ui mẹ ơi, ăn cứt chung mồi, ăn cứt chung mồi. Từ xem nó bao nhiêu, xem nó bao nhiêu. Đang hồi vốn quang hồi vốn. Ôi nó 22 lắm chứ. Hay. Hòa vốn được sao nhỉ? Hòa vốn 2 thắng 2 thua. Hai thắng hai. Thôi, thắng hai chứ. Ăn. 200. Đâu 24 thua mà. Đúng rồi, cho tao chơi một phát 1.700 đi. Thôi đừng Hiếu, đừng Hiếu ơi. Mẹ à mình nợ là 4 thằng gánh đấy. Rút quá 21 là thua cái rồi. Mẹ tao sẽ mang lại vinh quang cho anh em mà mày tin tao đi. Mẹ 21 on the spot. Tao 20 rồi, tao hai con đầu người rồi. U em 11. U 15. 15 à. Tao 6. Ui tao kéo được xỉ, tao kéo được Vũ Linh nè, tao kéo được Vũ Linh nè. Để tao kéo thêm, để tao kéo thêm. Mày không kéo được thêm đâu. 14 à. Ui giời mẹ 16 để tao kéo thêm phát nữa Hiếu ơi. Nó tao chết đấy, 16 ít lắm. 18 thôi, 16 mẹ. 18 dần. 5 đổ xuống à. Làm giờ đấy. 16 đéo ăn thua đâu Hiếu. Mẹ. Sao này dần. 18 à. 18 được rồi Hiếu ơi, 18 được rồi. Tí thì Ngũ Linh này. 15 sao đéo kéo đi. 15 mẹ đó kéo chết mẹ luôn. Rồi tất cả thua hết còn 6.3 à. Thế con này lừa thế nhở. Ừ. Đúng rồi, bây giờ mày tao phải tin tao một phát đi chứ không anh em mình thua. Hình như con này em để ý là mình một ván thắng, một ván thua đấy. Đúng rồi, chắc chắn sẽ thắng. Thôi rồi, 200 thôi Hiếu ơi, thôi 200 nữa. Lỗ lắm rồi. Mày tin tao đi. Mày tin tao, tao đảm bảo tao mang lại vinh quang cho anh em. Con này gian đấy hả? Con này mặt giống trai cô vậy cứt. Tin tao nhá, tin tao nhá. Thôi Hiếu ơi, 200 thôi. Tin tin đấy, tin đấy. 221 đơn mẹ. Làm được. Lại là ác. Ủa, thêm con đầu người nữa. Ngồi đen hả bạn? Ui, 16 á. Nè, nhìn nè. Ui, em 20 này. Từ nhá. Từ nhá, để ta rút thêm lá nữa nha. 18, ok. Mẹ 24 tan cứt rồi. Rút luôn. Thế chứ. 18 được rồi Hiếu ơi. Em ăn được, em ăn được, em ăn được. Mà tao kêu tao mang làm vinh quang cho anh em mà. 18 được rồi. Thế chứ. 16. Thấy chưa? 25 chết mẹ. Không lại mà tin tao là bọn mình giàu lắm rồi. Ui biết thế mẹ, tao để mẹ 15 nhờ. Má tao nói. Ủa, mà. Bây giờ làm ván mỗi thằng 500 xong rồi té không? Bây giờ đúng, một ván. Đúng, làm ván mỗi thằng 500 chưa? Ván trước nó thua, ván này nó thắng đấy. Mình phải thua ván trước. Thế thì ván này mỗi thằng 50 thôi, mỗi thằng 50. Mỗi địp ván này 50 thôi. Xong rồi ván sau mày cho tao mẹ chơi đúng 2.000. Đúng 2.000 thôi. Ủa 15 nữa chứ. Ủa 21 luôn rồi. 21 luôn. Trời ơi. 17 được rồi nhở. 15 rút không nhở. Em 15 rút em ơi. 15 rút đấy. Rút à. Úi dồi 25. Và này có 50 mà rút đấy. Ui ui 16 này 50 mà chơi đi. Rút tiếp. Thôi chết mẹ rồi. Ui địch còn. Không sao không sao, thằng đánh thua đánh thua. Ui nó 20. Anh chưa tao thắng. 20. Đấy bây giờ ván này nha, mỗi thằng 500. Xong rồi anh em sủi. Cho tao 1.600 đi. Thôi Hiếu ơi đừng, đi mẹ không đéo có tiền đâu. Mà tao làm được. Lại có thằng nào 600 đi. Hiếu chắc không. Tôi. Bây giờ 1.000 nè, là đẹp nè. 500 thôi Hiếu ơi. Lâu quá Hiếu ơi. Nhanh Hiếu ơi. Đúng anh em không có ai tin mình cả. Hay. Bóng đẹp này. Đấy chưa? Không đẹp đâu vậy. Ui 13 đẹp đó. Thế. Thì giờ 20 thì mẹ đổ vui. Ui ôi, để đây Hiếu ơi, từ từ, mẹ tí nó 21 đấy. Ôi thôi bạn cứ tự Hiếu ơi. Thấy chưa? Mẹ không biết tin tao. Ui. Em nghĩ là chén này nó thua ấy, mình không cần rút đâu. Ừ. 12 rút đi. 12 phải rút chứ. 12 rút thôi. Em 16 em dặn tên em, tên em. Ui đi bài chưa? 19 à. Sao lọm thế nhỉ? 12 không rút rút luôn. À mày cho tao thả bẫy một phát xong rồi tao cho một phát vô nữa hơn là ăn à. Anh em mình hòe vốn, một em mình về vui. Thôi. Kéo lại cái vốn rồi về đi mình có 7.000 đấy. Ờ, kéo lại vốn về mỗi thằng 3 lốp đi. Được. 3 lốp, được.
À, ván này tao thua, tao chơi đúng 50 thôi đó. Một ván sau mà tao gỡ lại cho. Mày vừa chơi bao nhiêu đấy Hiếu? Tao mới chơi 50 à. Mà phải có feeling chứ. 20 rồi từng thứ 7. 20. Giờ biết ngay mà. Thôi. Mẹ. Ôi 18 dừng thôi nhỉ. Dừng thôi. 18 phải dừng thôi. 18 dừng thôi. 3, 2, 1. Được, mình dừng luôn. Ván này thua mà, ván này bây giờ nó là 17 chắc dừng nhỉ. 7 dừng rồi. 7 dừng rồi. 4, 3, 2, 1 ít lắm. Ui. 14. 14. 24 chết mẹ. Từ từ nhá, xem lên được bao tiền rồi đã. 5.000 mấy, 6.000. 6.000 mấy ấy. Cũng phải giống nãy giờ anh ơi. 6 chưa, lúc nãy mình cầm 7.000 cơ mà. Phải bán nữa. Mỗi thằng ba lốp nữa, mỗi thằng ba lốp nữa. Mẹ cho tao 1.600 đi. Thôi Hiếu ơi, đừng chơi to thế Hiếu. Mất hết đấy. Đâm đi. Mà mày phải có hero cô chứ đó. Mà nhìn nè, bây giờ tao 20 nè. Ui, tao 18 thôi nhá, tao dừng luôn nhá. Ui, mày đã đẹp thế. Mẹ 21 được luôn à, nhìn nè nhá. Bóng đẹp ấy, bóng đẹp ấy. Ôi thôi 18 thôi Hiếu ơi. Thôi. 15 rút đi. Luôn. Em bấm nhầm mày. Ôi, nó cút rồi. 2, ok. Ấy chứ, mình thắng liên tục. Mình thắng liên tục. Bè tao hả, bè, sới ra, để cho một thằng chơi thôi xem nào. Đâu cho Hiếu chơi thử đi. Hiếu. 1.600 nhá. 1.000 thử em mà, 1.000. Ăn được ván 1.000 này nữa về luôn. Để đi nếu, đừng sợ. Ôi, nhưng mà địp mà mình thắng liên tục lấy giờ đấy. Để qua em đứng em gây áp lực nữa chưa. Cố lên Hiếu. Mà 1.600 luôn đi, địp mà. Trời ơi. Trời ơi, anh ơi, sai lầm. Địp mà, đây. 13 rút. Rút. Ôi. Trời ơi. Hiếu ơi. Thằng bố gửi cho một ván, nào anh Hiếu đứng lên đi. Không, có lúc này lúc kia đồ ạ. Thế tao vào. Đéo hiểu đâu, đến lượt tao nào ấy. Anh đấy anh vào đi. Để tao. Thế lấy là thắng liên tục. Phải có cái lúc thua chứ. Lúc tao nói thì không bè em nhá. Cho. Thì bạn muốn thằng 1.000 thôi nhá. Ôi. Đúng. 1.000 nhá. Ừ. Mỗi thằng à. Mày xong rồi. Mày 1.600 rồi. Mày ôi 19 nữa léo phải rút được. Ăn luôn. Ừ. 17. Ăn rồi. Ăn được chơi tiếp. Ăn được chơi tiếp à? Được. Được. Ăn cái nào thua thôi. Gỡ. Mẹ 16. 16 địt mẹ mày tin tao không? Rút. Mày khó. Nó là con 6 á, bây giờ nó rút ra 6, cùng 10, lắm là hòa đúng không? Mày giữ đi, 6 đẹp, cùng lắm là hòa, đẹp. Ừ, cùng lắm là hòa. Ui, mẹ nó 19 mẹ rồi. Mẹ cút đi. Em. Ấy, từ từ. Đi chơi nghe tí. Chơi cho vui. Trời ơi, 11 luôn. Hit. Được khó đấy. Hên quá. Ui trời, cướp mẹ rồi. Ăn hê đấy nhá, ăn hê đấy nhá. Đây. Không đồng. Úi dồi ôi. Được, Quang ơi, đập một phát thôi. Rút con 9. Ui hết đẹp. Đẹp. Được. Nhưng mà được con 14 đẹp quá. 16 cũng đi. Ủa 26. Đây rồi. Chết. Bay. Chưa, em thắng. Thắng được chưa tiếp. Ừ, thắng được. Nhảy xuống bàn đi, người khác còn xem mẹ mày. Tao xem trên đây dễ nhìn hơn. Ủa 13. 13 đắng luôn. Nó 2 mà. Ủa trời. Chết mẹ rồi. Mẹ cứ phát được phát không cái này. Nào 7. Bay. Đột nhìn này. Uầy, 999. Là đẹp. Ui, lớp kim. Ui, 18. Hay 18 à? 18 được rồi. Mà nó là con 1 đấy, là con 1 rút được mà. Thôi. Rút đến. Không, nhưng mà nó con 6 không sao đâu. Lúc hai con tay là cút. Đấy, thấy chưa? Đúng. Bảy ơi, nữa. Cố lên. Tiếp. Gỡ lại cho anh em bảy. À. 3. 12. Mẹ xấu thế. Nó xấu 3 lần. 3 nó giam 10 mình thua. Rút thôi. Để mọi người tin em không? Em lại dằn dơ tiếp, nó rút hai con tay là chết. Không. Một con tay nó thắng rồi. Nó một con tay nó thắng rồi. Rút đi. Thắng rồi. Mày một con tay nó là 13 rồi, ông kia rút đi. Không. Nó phải đúng rồi. Nó 17 nó mới được ăn em. Đúng rồi. Mày nó đúng.
để em vô lô cho. Cút trời. Cút mẹ rồi. Thấy chưa? Tự nhiên để mẹ hiểu ấy. Bây giờ tao bảo. Bây giờ nhá, để gỡ vốn lại nhá. Bây giờ mày chơi một ván 2.000 thôi, đúng một ván duy nhất thôi. Đây. Mẹ nhanh thế Hiếu. Mẹ. Đấy, không có nói. 1 2 3 Hiếu đẹp trai. Ôi trời chết mẹ. Trời ơi. Làm được. Hú, hít hà. Đi. Ôi 17 được rồi. Đẹp rồi Hiếu ơi. 17 à? Ừ, 17. 12, 16 chết mẹ mày. 16. 22 đấy. 22. Từ từ xem có bắt được bao tiền tối nhỉ? Đồng được. Thế anh ơi, làm được rồi, bây giờ thắng một phát nữa là hòa vốn. Ờ, thắng phát nữa hòa vốn đấy Hiếu. 6.000 rồi. 1.500 luôn á. Ui. Thắng là phải thắng đến cuối. 13, 8, 8, 13. Xấu thật. Phải bắt buộc á, phải rút á. Bắt buộc á, 8 này nó rút 10 rồi nó ăn rồi. Ôi hay Hiếu. Ôi Hiếu tinh hồn. Ok á. Mình hòa vốn rồi đấy. Mình ăn mà. Ừ mình ăn mà nhờ. Thế là bao nhiêu lót? Không, mình hòa vốn 7 hơn 7 ngàn mấy. Đi bạn ra đây chơi cái buổi tối chẳng ghé lại hòa vốn lại cầm về. Nếu chơi đúng ván nghìn nữa, Hiếu đúng ván nghìn nữa. Mẹ mày nghìn chín. Phải làm đến con 17 luôn rồi. Thôi, dần luôn. Bỏ. Nó 2 anh thiếu 2. Stay. Ừ, đúng rồi. 11. Ôi, nó 21 luôn. Mẹ chơi 1.000 thôi, chơi mẹ mày chơi 1.000 chín. Em thề cái thằng này. Nhưng mà mới giàu được. Giàu đéo gì? Bây giờ phải gỡ lại thôi. Thôi để tao chơi ván nào, để tao chơi ván. Đúng ván là 7.000 là đẹp. Mày mắc một phát. U 13 rồi đấy nhở. Thuật cứt mẹ rồi. Rồi ôi. Thôi về đi. Không về đi. Phải hợp bốn chứ. Thôi về đi, không mất cửa hàng đấy. Đang vay 5.000. Mày tin tao phát cố rồi. Hòa đã mới về chứ anh. Hòa bắt buộc Hòa. Hòa mới về. 13 dễ hơi nhỉ. Quá rồi, không lẽ là 13 mình lật 3 lần là hư 3 lần. Nó bị vô lý. 14 mẹ cái này thì nó kéo cắt gì cả. Ừ. Trời ơi. Trời ơi, khoan nó ơi. Chết mẹ rồi, còn có 3.500 thôi. Không sao. Thì phải tao cứ lại 5.000 cho. Rồi khi sao. Thôi tao bảo bây giờ có 2.000 nhé. Từ đầu mình có 2.000 mình vẫn vực dậy cửa hàng được. Thì bây giờ chơi đúng ván 1.500 nữa, cầm 2.000 về cũng được nếu như có thua. Nhưng mà vậy, hai đứa chơi vì nó được maximum 899 à. Mày ngồi xuống đi. Là mỗi thằng rồi, mỗi thằng max luôn là 899. Ờ được, ok. Ok, vô. Ờ, anh em mình vô. À. Tất cả max luôn á. Max luôn. Ok. Rồi nhá. Em mình ăn đậm luôn. Ờ, sống chết là mẹ tại anh em mình nhá. Là đéo đủ 2.000 đâu anh ạ, đi con mẹ. Phá sản đây rồi. Ui 18 được rồi. Cái này hết là được. Ui dồi ôi. Tao 18, tao 18 rồi. Thôi tao 17 rồi. Vậy tao stay nè. Tao stay này. Em 14 chắc em phải rút đấy. Ui 11 rút đi. Ui 20 được rồi, đẹp thôi. À Quang rút đi, Quang thua thôi. Ui đi, phải Quang đi mẹ rồi. Ăn bao nhiêu nhỉ? Nhưng mà Quang với... Ui thì mẹ được có 3.000 à. 3 người ăn, 1 người thua. Mà lại ôn lên hết mọi người cái. Ôn lên hết chết đấy. Nhưng mà bây giờ phải gỡ lại ít nhất phải 5.000. Em bấm rồi. Tao bấm rồi nha. Anh chưa bấm, anh bị kẹt mẹ rồi. Chờ tí. Anh bấm rồi, chia bài rồi. Hiếu bấm rồi, Hiếu ơi. Ôi anh bấm không đồng à. Đúng rồi. 9 á. Ô tao 10 đẹp này. Tao không đồng rồi. Ui em 8 đẹp này. Ui địt mẹ. Anh em mình bây giờ làm bài xấu thì đây, ta lấy cái to cho. Ui địt mẹ 4 à. Ờ ngon. Ui. 4 con 5 mà. Bốn con 5 luôn. Ui em 19 rồi này. Ngon luôn, 19 ngon luôn. Không sao, tao không đồng, tao 22 ok. Trời ơi. 5 đi. Ừ 14. Anh không đồng mà. Ăn rồi. Thôi. Đứng lên các em, đứng lên. Đứng lên các em. Rồi không, mình chưa đến 5.000 được à? Chưa đến 5.000 vẫn 3.900 à. Đúng rồi, nốt đây, lên 5.000 rồi về. 5.000 mới về. Em lại ngồi xuống rồi này. Tao ngồi rồi đấy. Đây. Em vào tiền rồi đấy. Tao vào rồi đấy. Ui 4.000 đấy nhá. Là 4 thằng cũng thắng là hồi vốn đấy. Khoảng thắng hồi vốn hết biển là bẻ rồi. Nó yếu lắm. Đấy rồi em an toàn rồi. Ui ui. Em ơi. Ui. Cậu bao nhiêu? Tao 12. Tao rút tiếp. Đánh một phát đi. Thôi tao cứt rồi. Ui dồi. Không sao, ba bọn tao mạnh lắm. Đúng. Ba tụi em.
17. Cút rồi, 17 rồi, 17 rồi. Đấy. Xem bao tiền, xem bao tiền, xem bao tiền rồi. Ui, 5.800 rồi. Ui, phát nữa. Ê, từ từ, mỗi là 1.000 nữa nha, mỗi là đúng 1.000. Kéo, đúng 1.000 thôi. Đúng 1.000 rồi, đúng 1.000 nha. Ui, tao đẹp lắm. Ui, hai đẹp luôn. Ủa, đây rồi, một cái tivi. Át. 21. Ôi, rồi, 18 đẹp, 18 được. Ôi, tao ngũ linh được này. Ui, tao ngũ linh được này. Ngũ linh được. Ui, tao 19, thôi, tao thôi. Okay, ơi. Ui, 15 à, 9 à, khó đấy bảy ơi. Thôi, em nghĩ là nó bút hai tay đấy. Bút hai cái tay 16 năm ăn. Ồ, cũng được. Ok, hai tay chưa đi, 6 mà. Giữ đi, 6, stay, 6 lắm. Ủa, em tay rồi. Ờ, stay đi. Stay rồi. 12 thôi. 12. 18 mẹ rồi. 18 à. Được quá nhiều nhỉ. Không sao, không sao. Ba nhà, ba người ăn. À, qua cái mày đứng lên không, mày ngồi lại đi, mày đang bị che cái bàn quá. Không, đấy một người thua, một người ăn á. Để tao ngồi giữa, để tao. Anh vào giữa đi. Thế một người thua, một người ăn á. Từ. Ok á. Ok á. Đợi bọn tao mới. Anh vào đấy. Chuyện bọn mày mới vào được mà, chưa đánh mà. Từ, nó bị lệch cái cam. Rồi, chưa nhá, anh đi. Chưa. Qua đây mày đứng lên cái đâu, mày vào tiền rồi à? Chưa. À, trời thế. 9, 7. 18. Có 2 người hả? 16, 8 à? Em là stay rồi đó. Anh mới là khó nè. Thôi hiểu ơi, dừng phát. Hiểu ơi, dừng phát. Bây giờ rút lên một con đấy, rút lên một con đấy. Hay, buôn hiếu ơi, bú. Đi rồi, em bị bú, mày ơi. Vào đi, đồ, nhanh lên, đồ. Rồi, mày vào đi Quang. Rồi, bây giờ tao nói cho mày nghe, mình đang 7.800 lại khoai là khơi nữa. Là hòa vốn nhá, bây giờ anh em chơi đúng mỗi thằng 500. 500 hả? Ừ. Mỗi thằng 500 ok. Ờ, mỗi thằng 500 nhá. Rồi. Sao nó lại lẻ 500 ba mấy nhỉ? Là ăn phát là anh em bú 2.000 về đấy. Ui 10 đây. Tao 20, tao 20. Tao 17, tao ok rồi. Một con. Em 13. Mẹ 16 à. 16 nó là 10 rồi. Khó đấy. Ừ. Nó là 10 rồi, 13 khó ăn lắm á. 13 phải hết rồi, nó là 10 thì bây giờ nó ra. Ui giời. Cũng phải chịu thôi. Ơi nó 13 kìa. Không, nó khó ăn lắm. Hoa tiền. Không, mất 1.000. Và anh thắng à. Nhưng mà 6.800 hả mọi người? Là phát nữa đi, lại quay lại 7 đi. Tao bảo nhá, bây giờ làm đúng một ván cuối cùng thề luôn, đéo chơi nữa, mỗi thằng 1.000 nữa thôi. Thắng thua thì anh em vậy về gây dựng lại. Ok chưa? Đúng. Mình chơi tính như thế mà cũng đứng dậy này. Đúng. Thằng nào 1.001 đây. Cố chấp vậy. Đéo mà là tao. Không sao, con 2 là bú được rồi, con 2. Bài khó. Ui, bà đẹp. Ôi, tao chắc 20. Tao chắc 20 này. Ui, tao 20 hiểu ơi. Ui, vì anh em mình giàu rồi. Ăn đâu. Ui, đẹp luôn. Ơi, đẹp. Ăn độc. 15. 15. Hãy làm chết tay mày đi. Lại. Mua được 11.000 liền. Đi về ngủ thôi. Thì anh ăn hiểu mẹ sức 18 cái. Mày thế mẹ. Trời thật. Em nghĩ là sáng nay mình lại tiếp đi anh ơi. Chứ cửa hàng làm gì nữa. Ủa không ngủ được à? Đây. Cái này kiếm tiền nhanh hơn đấy. Ui, daily 54.000. Anh em đi chơi vãi cứt ạ. Mình lời 9.000 hôm nay. Đi, về thôi. Yes. Hãy đợi ngân hàng thôi. Sao có tên là bọn tao bán cây bắp? Mày đổi đấy à Hiếu? Không, mà sao tao biết tiếng Việt mà viết. Thế anh Hiếu đấy. Nào, hôm nay làm những món gì? Gà gì? Hôm nay là đầu bếp sẽ yêu cầu cái này nhá. Hôm qua gà bán rất chạy. Thì hôm nay mình sẽ có chicken leg và chicken breast. Bao nhiêu phần mà bếp mua nè? Bây giờ hôm qua là nó bán hết hàng đấy, đến cuối giờ. Ê, không từ có từ, đủ tao phải hỏi lại là một phần mình làm là được bao nhiêu phần cho khách ăn? 5 phần. Tao không biết chắc đâu nhưng mà tao đoán là 5 phần. Hồi nãy là thế thì làm
làm mỗi thứ hai đi. Ừ, là bán hai món hôm nay à? Không, ý là sẵn chuẩn bị nguyên liệu để làm, ví dụ như một thì phần thịt gà là làm hai món, làm hai phần thì sẽ là 10 món đấy. Bây giờ các anh thích bán bao nhiêu món này? Bán hết cả 4 không? Hay là chỉ bán 2 món thôi? Bán hết cả 4 chứ. Bán hết cả 4 à? Ở vậy bây giờ vậy sốt có súp nè, là sốt cà chua nè. Sốt cà chua. Với cả bò nè. Nếu mà như vậy thì mày bây giờ phải chuẩn bị, anh em phải chuẩn bị cho nhé. Bây giờ gọi mua đồ 10 căng nè. Đúng rồi. Là mỗi thứ 2 phần hết đúng không? Mỗi thứ 2 phần còn dư mình để tủ lạnh được mà. Súp là phải cả sữa này. Cả butter nữa. Súp là mới đấy. Trời, súp là ù nước, bơ. Rồi này tính sao? Má, tính cái này đau đầu quá, vào quán bia đỡ đau đầu hơn hẳn. Bây giờ ở nhà mình còn thịt không? Nhà mình còn thịt hay là còn gà gì không? Nhà mình còn thịt và gà, không có thả, không hết gà, hết gà. Mua gà, mua khách bia. Khách đang xếp hàng kìa mọi người ơi, khách okay. Đang xếp hàng đợi trước cửa kìa. Ủa chết mẹ, mình bán cháy quá. Ok, mua gà đi. Mua 4 cái đùi gà. 4 đùi gà. Mua 4 đùi gà với lại 2 ức gà này. Ok, ok, làm việc nào. Tiếp theo là gì nữa nè? Từ nha, cái tomato soup này. Tomato soup, đây đọc cho, để bạn đọc cho. Thằng nào về nhóm than cái tao đéo biết bật lửa đâu đâu đấy. À biết rồi đúng không? Đây em bật cho. Đổ than, cho than vào đi anh. Cái than đâu chứ than. Đổ rồi, vừa đổ rồi. Không được. Đổ nữa à? Không được, vừa đổ rồi kìa. Thế bỏ cái này ra đi trước đi đã, bỏ cái thức ăn ra đi trước đã. Quán mình có chén súp cho mọi người, có cái chén súp chưa? Chén súp á? Mày xem đi đó, tao đang làm không đùi được. Có bát súp rồi, À, rồi, okay. Sao không được? Gỗ á? Ờ, cái gỗ bên dưới kìa. Gỗ là cái nào? Kìa, kindling bát kìa. À, kindling bát đấy là gỗ à? Đây. Ủa sao? Thì tao tự châm được. Châm đi. Từ từ mọi người, em không thấy chỗ mua nước nha. Nó chỉ mua sữa với lại bơ thôi. Làm đồ ăn đi mọi người, khách đứng đợi ngoài cửa đông lắm này. Đây đang làm đồ ăn nhiều tiền quá. Rồi cà chua với lại parsley. Parsley mình còn nhiều lắm. Thế một nước lấy đâu nhỉ? Nước không. Em chưa tìm chỗ bán nước nha. Hiếu ơi, cái đéo gì cháy ở này Hiếu. Thì bây giờ mày chờ tí, tao không phải làm nhiều lắm. Thì mẹ bò này làm như nào? Mày bò hả? Cắt ra. Cắt trước à? Đúng rồi, cắt ra 2 miếng. Đây để em lấy dĩa cho. Rồi, xong rồi ướp à? Rồi, 3 muối, 3 tiêu. 3 muối, 3 tiêu. Mỗi miếng 3 muối, 3 tiêu. Cà chua cắt ra, nướng. Xong rồi bỏ một ngã, một tí parsley vô là xong. Wow, beautiful. Đĩa là đĩa vuông. Đĩa vuông đây, để cho mày đĩa vuông hai cái muối, đây. 3 tiêu xong rồi nướng á? Không, chỉ cần 1 đĩa thôi. Cái đúng rồi, xong rồi nướng lên đi, bỏ vô nướng. Cà chua phải nướng không? Cà chua phải nướng luôn, cắt ra đã. Cắt xong nướng á? Kiểu gì cũng được, miễn sao nó nướng. Có phải lật không? Cà chua không cần lật, bò thì cần lật thôi. Xong rồi tí mày lấy tí parsley ra là đẹp. Parsley là cái đéo gì? Là cái này, là cái lá nè. Lá. Có cần cắt mày không? Mày bấm F, mày bẻ nó ra. Rồi. Mấy cái thùng này xếp ra sau đi anh Hiếu ơi. Chờ tí. Đang từng cái dạy cho thằng này cái. Không bấm thủ lạnh. Cà chua phải 2 quả à Hiếu? Cà chua phải 2 quả. Rồi, mày xé một miếng parsley ra đi. Ép. Rồi, bỏ vô. Đó, xong rồi đó. Từ, thiếu cà chua. Mở cửa. Không, mày cái này phần dư. Một cái này làm ra 2 phần lận. Đi mẹ, cà chua cắt ra chín nhanh hơn hay sao ấy. Em mở cửa nhá. Được rồi, mở cửa đi. Mở từ từ được rồi. Tí nữa em xem phần nào sẽ hết dần thì em sẽ báo được mọi người làm. Thế mày làm súp cà chua đi, còn cái bò này để tao làm nhá, tao biết làm bò rồi. Mình chưa có đồ, tối nay phải tính cái đồ để nấu súp cà chua. Chú phải có cái bếp lửa cơ. Rồi đây, món này xong rồi này, đĩa này xong rồi này. Ô anh ơi, đây, lấy đồ rồi. Level up. Bơ phải bỏ tủ lạnh không nhỉ? Chắc không nhỉ? Có chứ. Như là có đấy. Đâu. Mỗi ấy là được 5 phần anh ạ. 5 phần ở đây còn một đĩa bò nữa này.
Vâng vâng, tí nữa hết thì cho sau anh ơi. Có cho vào nó có cộng dồn vào không nhỉ? Không 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 không. Ủa có vẻ như hơi thiếu đĩa mọi người ạ. Mua thêm một kẻ đĩa nữa. Ôi đùi đắt hàng quá, đùi của tao 380. Rửa đi, ăn đâu rửa đấy. Hay là nướng thôi. Tại ớt tao thái ra nhỉ, hay tao đéo thái ớt nữa xem nó có cao hơn không nhỉ? Mày phải đọc cái bên dưới nó kêu thái hay không. Rồi. Đây à, bắt đầu rửa đĩa. Hay mệt rồi đó. Nhưng mà Hiếu nấu gì cũng đắt hàng. Bỏ lên đĩa. Slice potato, tôi chích con mẹ rồi đéo thái ạ. Nhạc anh ơi, nhạc, thiếu nhạc. Nhạc đây. Hơi khô. Thằng này mẹ có cái việc đặt tủ lạnh thế cũng đéo làm được. Anh nói ông cất đồ vô tủ lạnh thì lấy mày có cất không? Tao vẫn lấy đồ mà. Tao mày lấy cà chua xong. Ê, xem cho tao gà của tao. Gà tao sắp hết chưa để tao làm thêm nào? Chưa. Cậu qua cứ lấy tiền nha để bị nó dễ nha. Thằng nào chạy ra siêu thị okay. Mua cho anh một ức gà với. À đây còn. Em mua đủ 2 phần mà. Cái chicken breast là chỉ còn 1 phần nữa nhá. Chicken breast là hết rồi anh đồ ơi, làm đi. Ức gà nữa, ức gà. Một phần chicken breast nữa. Nhanh làm luôn chicken breast nha. Thế nãy bảo thì đéo nói luôn mẹ đi. Đây. Biết nó bảo nó order gì anh ơi, nó biết nó ăn thích ăn cái gì đâu. Đây rồi nhá, đĩa gà này xong rồi nè. Cần thì có nhá. Nhanh anh đồ ơi, chicken breast nhanh. Đây. Ôi hết khoai tây rồi chúng em ơi. Đây đi luôn. Xong. Có món thằng này chuẩn bị về rồi. Cách đừng mà. Khoai tây. Đây, tốc độ lắm rồi. Ây da. Ơi ăn đùi gà này, ăn đùi gà chị ơi, ăn đùi gà đi, 38 rồi. Đùi, ăn đùi. Ngon lắm chị, lấy đi chị. Em nấu đấy. Đùi, anh Hiếu về làm đùi luôn, một phần đùi, à từ từ. Đùi xong rồi. Hết ngày rồi anh Hiếu ơi. Đùi xong rồi kìa, đùi đằng sau có rồi. Ui cũng ăn đùi, anh cũng ăn đùi à anh, mẹ ngon lắm, anh ngồi xuống đi. Đây. Đồ ơi, đợi anh làm xong khách về mẹ rồi, đồ ơi, khách về rồi. Mẹ từ từ đã, mẹ mới đang nướng khoai tây ạ. Khách về rồi. Ôi chết mẹ, ông già vô nữa kìa, ông già ăn gì? Cái này bố mình à? Ôi, à, được. Gà của mày, ước gà của mày. Ôi trời ơi. Đây, gà xong rồi. Xong chưa? Xong rồi, đi, cầm ra đi. À, bán cho ông luôn. Ủa, tôi mát rồi, hàng này. Phải chưa, 2.9. Bán được mà. Ê, được bao nhiêu đây? Của con gà tao được bao nhiêu? Vẫn 2.9 á. Thế ớt có cắt ra hay không thì vẫn thế. Không yêu cầu cắt này ạ. Đâu, recipe chicken bread, tao đọc cho. Mày cắt khoai tây, mày nướng ớt. Đúng mà, cắt hay không nó vẫn đúng thế. Đúng rồi, không cắt ớt. Với nhau mà. Hiếu ơi, mày nướng có đến lúc là có cái lửa cháy ở bên trên không? Mày cứ cánh bây giờ thấy cái thanh nó không lên nữa là mày lật ngay. Vẫn thừa nhiều đồ quá. Không sao, tao cất cái này đi cho ngày mai ăn, đỡ phải làm. Ê, mình cần mua, mày mua cho tao một cái máy nướng riêng được không? Mua đi, tao đang giàu mà, giờ thiếu đéo tiền. Tí anh em. Anh ơi. Ơi. Em mua cái toilet nhá. Mua đi. Và mấy món sau là xài bếp lửa nhiều hơn là bếp nướng ấy. Có thiếu bát không? Có, hơi thiếu bát này. Đây Hiếu ơi, bị mẹ có bếp nướng to vãi cứt cho mày này. Đâu. Em biết là cần thêm một dĩa. Ôi, được. Nhưng mà bây giờ mà mình đang cần cái đồ nướng thường đồ ạ, để nấu cái chút. Và cái stove, bếp lửa. Ủa toilet lại còn loại xịn với loại lởm nữa cơ, còn mẹ. Nướng thường là cái nào nhỉ Hiếu nhỉ? Đang tìm cook pot. Không, anh mua cái stove á, xong rồi phải mua cái stove đi nữa. Có stove. Để em đây được ạ. Để em mua cái cooking pot cho. Mày mua đi. Đây mua này. Bịt mẹ cái thùng rác thì vứt mẹ đi. Anh ơi. Đây nè, xong rồi đi mua thêm cái thế à. Mình chưa có cái tiền lên xài tạm cái toilet này chứ. Ừ nhưng mà khách có nhu cầu đi không nhỉ? Chắc là có chứ đúng không? Có mới mua chứ. Hay là đây là kho nhỉ? Sức thật mẹ. Không, toilet anh ơi. Toilet.
Nè bây giờ tao có cái này, bây giờ cần mua đi, cần mua cái nồi. Đây đây cái nồi này, cái nồi đi luôn. Nồi đâu? Trong trong quầy này, trong quầy này. Đâu? Sau lưng này, sau lưng này này. Ở đây được rồi, đẹp rồi. Đó, đấy. Còn mấy cái nâng cấp này em Mai làm súp. Còn mấy cái nâng cấp kìa anh, dịch vụ này xong rồi là kiểu cắt nhanh này. Hiếu ơi, bán mẹ cái khúc thừa này của mày đi nhá, mày cũng đéo cần đâu đúng không? Ngoài này mày còn nhiều chỗ lắm, để mình mua thêm một cái kệ bát nữa đi, như thiếu bát thì sao ấy? Đúng, tao nghĩ mua thêm... Cộng mỗi thứ một. Bát à? Ừ. Tao thấy tao lấy ra có bị thiếu bát, tao đang thở thiếu mà... Thiếu gì? Tao thấy tủ... chưa cần tủ lạnh đâu. Thôi cả mẹ đi, để đi. Tí tính. Tí kiểu gì phải trả cần, bây giờ tí nữa làm đủ thứ kìa. Nhiều lắm, mình mới làm được mà 4 món trong khoảng 100 món à. Đúng rồi. Vừa có một cái bất 2000 giảm giá được mấy cái đồ mình mua với lại thực phẩm này. Cái gì nâng cái đấy đi. Có 2000 nhưng mà giảm giá được gọi là mấy cái đồ dụng cụ với lại thực phẩm. À này cả cái 2000 kia luôn đấy bảy ạ. Ừ. Kỹ năng. Cái mà đồ ăn nó chậm hỏng hơn đấy. Ờ. Bảy ơi, em đi mua cho anh thêm mấy cái khô với kinh linh được không? Hết rồi, còn một bịch, còn mỗi cá một bịch cơ. Rồi, thang đúng không? Em cũng đi mua phụ bảy nhá. Mua cho anh một lườn gà. Lườn gà? Ừ. Ok. Lườn gà cái bảy ơi. Một lườn gà là được 2 miếng hay 3 miếng ấy nhở? Thang. Anh Hiếu uống bia gì nhỉ anh Hiếu nhở? Anh hả? Mà whole garden em ơi vô. Bao nhiêu? Lườn gà. Đi mẹ sao bò bán chậm thế, hôm nay thừa cả là một đĩa bò luôn này. Khoan đã, lườn gà là cái gì mọi người? Ước gà. Ừ. Thế à, mua một than một củi em ơi. À không, than còn, mua một củi em ơi. Rồi em mới mua một thùng than. Ai mình để cái nhạc ở đâu khác, có cái bàn là để nhạc được không? Trong đây để nhạc vướng mình xếp sao đây, xếp đồ này. Cái củi này với ước gà. Được anh ơi, để em đang xếp đồ dưới đây nè. Đây để em sắp xếp cho chỗ để nhạc cho. Anh đừng lo. Ui mọi người ơi, mình quên mất là mình còn thiếu nợ 5000 ngân hàng. Thôi giả đấy, thiếu đeo tiền. Mình còn 3000. Tí mình đi mình kiếm lại. Đúng rồi. Chắc là phải ngày hôm sau mới trả được đấy. Ok rồi guys kìa. Xếp méo thế. Tụi mày OCD, mày xếp ngu cái đấy. Méo cái đéo gì mẹ mày ấy. Mày xếp cho nó thẳng vô. Đi mẹ mua mỗi thằng một kệ đi. Trời thề ơi. Cay vãi cứt. Đúng rồi, trả tao cái kẻ coi. Đi mẹ mua cái kệ khác đi. Đấy, mẹ. Nửa mày bên kia, nửa tao bên này. Nhưng mà cái kẻ đống này tao mua mà. Thôi bây giờ mày mua kệ nữa để tủ lạnh vào giữa, kệ của tao một bên, kệ mày một bên. Cũng hợp lý, được rồi, đúng hợp không? Lý. Đây. Này sao mình phải mua được nhà hàng khác rộng hơn chứ nhỉ? Đúng, chắc có từ từ. Em thấy rồi đó mọi người. Nhưng mà mẹ vậy là mình đầu tư nhiều tiền vào đồ lắm á. Không sao anh ơi, quán mình chứ quán ai. Em đúng đi đái phát nhá. Ok, vậy cũng được, tí mày xếp lại cho tao đi, cho tao. Đừng ai nhìn trộm nha, em đái nhá. Ui, mai bán được cả 4 món đấy Hiếu. Ủa sao còn có 3000? Trả nợ chưa? Trả nợ rồi, trả nợ rồi. Rồi thì ui, đi phải 3000 này phải kiếm được 10000 Hiếu ạ. Chưa trả nè, vẫn còn nợ 5000 đấy. Bác trả đâu? Ồ, thế nãy giờ mua cái đéo thì mua nhiều tiền đấy. Mua gì mất nhiều đấy. Tại up cái hai cái bất giảm đồ hỏng với lại giảm giá đồ linh tinh mình mua nữa. Anh vô cái phần bất á, đấy mọi cái mình nâng một hết rồi đó. Ê, cái cutting master này cần đúng không nhỉ? Đấy là tăng cắt nhanh hơn, không cần đâu, không cần. Thế cái nướng nhanh hơn, có cái nướng nhanh hơn đấy không? Cái đấy là bọn tao đang cần đấy. Nướng lâu lắm. Như hồng. Và chỉ có cái là giảm cháy thôi. Hiếu ơi, mẹ mày, hai con dao của tao. Mỗi thằng hai con. Thôi mày đó. Cày thế nhở, đây. Hiếu ơi, còn 5 khe dao, có khi mình phải mua thêm mấy cái loại dao khác đấy đúng không? Tí nữa phải mua. Đầu bếp là yêu cầu là phải có dao xịn. Đi. Ê, đang thừa tí tiền mình trang trí cửa hàng trông cho nó sang trọng hơn không? Cửa hàng mình trông phèn ỉa quá.
Từ từ anh làm giàu đã xong rồi về trang trí. Ừ, cứ 3.000 cũng hơi khó làm giàu ấy nè. À, không có khó trang trí ấy. Đi, đây. Nhưng mà gì à? Muốn trang trí thì phải đi. Đi, làm một ván thôi, mỗi thằng 500. Đi. Em dẫn anh ra chỗ này nó bán đồ trang trí này. Mỗi thằng 500 rồi mà đi về nhá. Ờ, mỗi thằng 500 rồi đi về nhá. Đúng ván thôi. Thắng thua đéo được chơi tiếp. Chơi phải có trách nhiệm. Ủa, có bán rượu nữa này. Rượu gì em ơi? 500 này. 500 này. 500 này. 500 này. Ây da. Ui, mày đẹp. Đẹp luôn này. Ui, một con quỳ nữa đẹp. Ui, tăng 17, có một kê. Ui, 21 luôn. Ngon ơi. Tao jackpot. Ui. 12. Tao xì tay. Tao xì tay. Ui, tiếp là đẹp. Ui, một em chết mẹ rồi. 17, 17. Ôi, chết mẹ rồi. 17 stay được rồi. 16. Ui, 19. Ui, dù. Mẹ, thế mỗi tao ăn nào. Anh em mình lỗ mà ngàn thôi. Còn mà vậy thôi. Thề. Vậy thôi mình... chúng mày đứng hết lên đi. Tao ăn để tao chơi một ván nữa. Đúng không? Chúng mày thua mẹ. Đúng đúng. Đấy. Đây tao gỡ lại cho. Đúng 500 nha. Mà 500 sao gỡ lại được. Hơi mất gỡ hơi lâu ấy. Rút. Ui. Rút. Đấy. Ui. 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 Bốn, 15, 16. Ôi nó siết mẹ nó. Được. Bắc Bình luôn. Nhưng mà 500 biết bây giờ mới gỡ lại vốn nhỉ? Đúng rồi, mình cầm đúng đi bao nhiêu nhỉ? 3.000 mấy đúng không? 3.000 mấy. Thôi bây giờ được 440 này, mỗi thằng vào chơi mắc phát. Một phát thôi. Một phát thôi nhá. Ờ, một phát thôi. Mắc phát rồi đấy. Một phát thôi nhá. Ủa mắc là 600. Bốn. 7 10 10 đẹp này. Ôi ôi. 13 chỉ con mà. Ui tao 17 mẹ rồi. 20. Ui 20 này. 8 ừ. Chết mẹ tao xấu quá. Ờ anh rút đi. Làm cái đi nhỉ. Tao thôi tao nha. Tao chết mẹ anh bấm stay mẹ nó rồi, bấm nhầm nút rồi. Thế để rút sao. Thôi không, không sao, mình mẹ nó là ai, nó là ai. Bấm nhầm nút cho nó lại hay. Chờ một tí. 14, 24, 15, thôi chết, chết em. Ui, chết mẹ hết rồi. Ui dồi ôi. Chào một tí, giờ anh em mình. Anh em rồi ôi. Mẹ chẳng lẽ cứ thế đi về à? Ui, từ từ nha, nhiều khi mà không đủ tiền mua nguyên liệu anh ơi. Em mình không biết. Thôi, thôi, tối mai chúng mày ơi. Nhìn rưỡi này còn mua nguyên liệu nữa, không ai đéo có đồ bán đâu các đâu. Đi về đi. Thằng nào con mẹ có muốn chết cố đấy. Mẹ. Thôi thì gỡ lên cũng được. À, rút thôi. 10 ngon. Rút. Ui, 15 rút tiếp. Rút tiếp. 16 rút tiếp. Ui, đi. Ôi. Ú Linh à. Ở đấy. Ui, được. 18 bú luôn. Ấy, nó chết rồi. Đấy. Đi về. Ôi nó đang đỏ. Mẹ ơi nó đang đỏ. Nó đang đỏ. Thêm mà 5 lốp nữa, 5 lốp nữa, nó đang đỏ, nó đang đỏ. Nốt anh ơi. Nốt bạn, người chơi là người thắng. Người không chơi là người không bao giờ thắng. Thôi anh bảo đéo rút được nữa đâu, về rút nữa là đi đấy. Được, nó chín kìa. À nó chín mà. Rút đúng phát rồi. Nào. Ơi kìa. Đấy. Ui được rồi, được rồi. Được rồi. Ui nó 19 mẹ rồi. Thôi đi về. Thôi đi về thôi. Ngàn tư à. Thề còn lõm hơn. À. Thôi nhá, lần sau tối anh em về là về thẳng nhá. Anh em cứ rẽ ra con bia. Khổ đéo chịu được. Em làm xong cũng phải đi nhậu tí chứ. Ui dồi trời ơi. Ui dồi. Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên. 15 ạ. Đòi có ăn thì ăn đầu đuổi nha. Làm chăm chỉ rồi anh em ơi. Nhiên vậy sáng đi làm không khí xì vấn hẳn. Qua đi làm đang háo hức. Mẹ. Hôm qua cầm 11 dọn dẹp cửa hàng em ơi. Bếp đọc em menu em đi chợ nè. Nè anh vẫn còn cái menu, anh vẫn còn cái gà của anh hôm qua nè, bỏ vô bán nè. Menu đó. Menu để hôm nay làm menu cho. Menu hôm nay mình sẽ có
Còn đồ chưa anh? Có đùi gà nè. Đồ mày có làm được ức không? Có đủ làm ức không? Có đủ làm ức với cả đủ làm thịt bò. Ức luôn. Thịt bò luôn. Ok. Hiểu nó súp chưa? Súp luôn. Hôm nay bỏ súp. Ê, cái đĩa thịt bò từ hôm qua còn để tủ lạnh có để vào được không? Được. Đây nè, đùi gà tao bỏ vô rồi nhá. Tao vẫn được 3.8 mà. Đùi gà để qua đêm ngon hơn đùi gà mày mới nấu. Món anh cao cấp hơn anh Hiếu ơi. Đúng rồi. Ui, cửa hàng mình bắt đầu nổi tiếng rồi các anh ơi. Khách xếp hàng từ sáng sớm luôn này. Ừ, đúng rồi. Hai cà chua. Một cà chua. Thêm mua thêm hai cà chua. Hai đùi nữa thôi. Hai cà chua. Bò 3 sao anh ơi. À thịt gà. Ủa. Chứ thịt gà 3.0. Ui, chất lượng hơn đấy. Hôm qua có 2.8, hôm nay 3.0 anh ơi. Súp. Em ơi, nấu nhiều nó phải quen tay. Mẹ thằng Hiếu đéo chưa đóng tủ lạnh lại kìa. Tao chưa mày dùng đồ trong tủ lạnh luôn là ngu. Súp. Mua 200g bơ, 200g. Đây. Rồi. Ok. No. Anh đội che ô cho khách anh đội. Tao là đầu bếp. Thì bây giờ mình nấu xong rồi, tạm thời mình đang chơi rảnh mình che ô cho khách đi. Địt mẹ làm khách súp. Khách đang đợi nắng kìa. Làm súp nhanh lên. Rồi xong. 900 đồng. Đâu súp. Sao bát nhỏ thế này? Không phải bát này. Dùng mắt tiết canh vậy. Đúng rồi, súp lấy má. Từ, nó còn gì nữa không nhỉ? Đây là súp bầu chứ. Ê, từ nó còn thiếu bông hoa xanh gì trên nữa cơ mà, Hiếu. Cái gì đấy, Hiếu? Hình như là tô này mà. Trời ơi. Đổ lại. Ai, nó thiếu màu rí, đây tao lấy cho. Không như nhau mà, hai cái đấy như nhau. Không có màu rí, không có màu rí. Có màu rí, ok. Đây. Nhưng mà tao bỏ đổ nhiều quá rồi. Đó, cho màu rí lên đi. Mà tao đổ nhiều quá rồi, cho còn rí lên nữa. Điệp mà đây, được đấy, rồi. Đấy, đúng rồi. Được xem được bao nhiêu sao nào. Nó có thời gian nó tăng từ. Ui đấy, Điệp mà, 3.0 ấy, được chứ. Mở cửa nhá. Mở cửa đi. Này, mày phải kiểm soát lúc nào món nó sắp hết, mày phải bảo luôn, bọn tao nấu luôn, lại nấu hơi lâu đấy. Rồi, anh yên tâm. Thầy ơi, mua thêm đùi gà đi. Hết rồi nè. Em mới mua 4 cái đùi mà. 14 cái đùi hả, em mua ở đâu vậy? Đây, thùng này nè, còn 2 đùi trong đây này. Mua cho anh một ớt xanh, một ớt đỏ. Đây, em mua sẵn luôn rồi. Một khoai tây, một ức gà. Ức gà hay đúng không? Ức gà. Ồ, khách bán này lần này ăn đều thế nhở? Món đều thế nhở? Cuốn. À, lên 16 luôn rồi. Tại mình chưa làm cái món của đó mà. Reviewer gì vậy? Em ơi, chết mua mẹ, cho anh ngày mai là tới. Mua cho anh một ớt xanh, một ớt đỏ, một lườn gà. Sao giờ lại đỏ súp rồi nha, mà mình hết súp rồi. Ăn đùi thôi anh ạ. Anh Hiếu tư vấn khách ăn món khác đi. Thông cảm giùm em nhá, đùi của em mới nấu mà, nóng hổi luôn. Mà anh không nói chuyện anh quay đầu luôn à, ăn cay quá luôn. Đồ ơi, cháy hết đồ kìa. Cháy gì, tao có làm gì nữa đâu. Mày đi mẹ đi. Thôi, nó nhìn chẳng khác trời gì cũng khác. Tao không nhìn quả ớt. Anh em ơi, đâu, chờ một tí anh em ơi. Bảy ơi, Quán ơi, qua đây, họp quán. Đừng em kiểu này, nếu mà không thích anh, đừng mà. Mày bị điên à, của tao vẫn sách lè mà, đây mày nhìn tao xem. Đây là cục cứt à anh? Cục cứt rồi. Cục cứt đéo đâu, mày bị dở à? Đâu đấy, đây tao xem nào. Bọn em lấy đen xì ạ, thì lại còn cháy nữa cơ. Đây này, vẫn nướng được thêm này. Cái quần què gì nó đen xì. Không, đây là quả ớt nãy tao bị rơi đấy. Đây để tao nướng, tao cất vào tủ lạnh. Mai tao nướng lại. Đồ bói ông khách này à, những đời đâu tôi sức. Ê mọi người bỏ ớt vào tủ lạnh đi, không là bị hỏng đấy. Nhưng mà tiếc ghê, mấy món kia còn 3/4 ống. Ây mà mình xong rồi, bán hết rồi. Chỉ có ông này mà ông này không chịu về cơ. Hôm nay thịt bò là hơi ế. Giỏi vậy mới về. Từ ngày mai mình bỏ thịt bò đi. Bỏ biết giờ giờ này. Bảo giờ ngày mai không, là ngày mai là mình có cái thằng bạn thừa 2 miếng bò phải làm nốt. Ngày mai là mình có cái ông kia qua nhá. Bốt à? Bốt qua nhá. Bốt qua. Ngày mai là phải chuẩn bị kỹ càng vô nhá. Nhưng mà bây giờ mình có 3.001 nè, bây giờ tính sao? Thôi. Đi đi làm đi luôn. Ê không dọn à, không dọn đồ ăn cũ đi. Dọn đi. Ai nhà. Ok. Mày đang dọn mà. Tao cũng đang dọn mà.
Bật điện lên đây anh. Mới đây anh đang rửa chén rồi. Không tắt đâu vậy? Không tắt cái đâu. Đâu rồi chén. Đây 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 đây. Đang rửa chén chăm chỉ vậy đấy. Ủa sao mình nhiều đĩa vậy? Hết chỗ để đĩa rồi. Ai mua thêm à? Em muốn mua thêm ấy. Thế phải mua thêm kệ rồi. Thêm kệ nè. Vì mà kệ để đâu? Đấy, kệ để ngoài đấy. Để kệ để ngoài này. Ê, bỏ mẹ một cái thùng rác đi nhá. Thùng rác này được nhà phát hành tặng đấy. Bán đi nhá. Để thôi, bán đi. Hâu. Bán rồi. Xếp nó ra ngoài cửa cũng được mà. Để ngoài đường được. Sao kiểu gì phải có thùng rác ở ngoài cửa. Khám đi, bây giờ để đỡ dễ ở đây trong góc này cũng được nè. Ừ, đè đấy đi tạm được. Đây nó không hiện không mất đâu. Xếp còn ra là được. Mai mình nấu mình cũng để bốn dĩa ở cái quầy kia nó cũng. Không, nó anh có ý kiến hay hơn bài ạ. Mình mang về nhà mình dùng đi, đó đi. Đang dưng không mà. Phải Hiếu ơi, không phải Hiếu ơi. Cầm cái bớt rồi này. Thôi về đi, về đi, về đi. Mai bút về đi, về đi, về đi. Mai bút đến, bút đến nó sẽ làm đéo gì nhở? Thì chưa biết nhưng mà yêu cầu cái gì đó mình phải làm người ta phải. Ôi. Kiểu như là ông này giận đến bây giờ luôn ạ. Ừ giận đến bây giờ vẫn chưa về đúng không ạ? Đâu ông nào? Ông đang đói. À, ông thì ông ném cặc tường khoán cho sếp mà. Phải cả biểu thật. Dỗi đéo dỗi dai thế. Dỗi thật. Wow. Mày thấy đéo đường được không còn ai chỉ còn ông thôi. Ông Tiếu ném cặc tường. Này, ông này đông khách ơi. Cũng... Ôi nhầm đường, nhầm đường. Mệt quá mẹ, anh em vào làm mỗi thằng cốc bia đi. Nhầm đường. Thôi. À cốc bia 200. Ê, mình chơi được cái này nè, Ê cái này cái gì? Cái này là ném phi tiêu kìa. Phi tiêu. Ê mình chơi game cũ đi. Game cũ đi này. Tao ngồi sẵn rồi á. Bao nhiêu? Mỗi thằng 500. Mỗi thằng 500. Xong rồi đi về. Nghỉ luôn. Ván rồi nhá. Đúng 500. Đúng 500 luôn này. Ô. Mọi người ơi, đợi em. Trời ơi, mua bà đẹp thế. Ôi, nhìn bà đẹp thế. Ui, 20. 13. Ôi, rút. Stay. Tao stay. Rút đi. Lên đi. 18. Ui, 18, 19, 20. Về luôn. 17. Rồi, ăn rồi. Chết mẹ. Ôi, anh em phải ăn hết luôn. Thôi đi về. Ăn được nghìn rưỡi, thôi đi về đi. Ờ, đi về. Cho Quang nó chơi ván, nó chơi được chơi. Em chơi ván 200. Ui. Ôi đã nấu. Mẹ. Phải đạp đẹp luôn. Ôi giời ơi. Sao chơi 200 quả đấy, mình chơi 2000. Về anh hôm nay đang đỏ tiếp đi. Thôi. Đỏ má. Thế là vui rồi. Về. Thắng có thua, có thắng có thua. Đỏ. Điểm đái vệ sinh các thứ cái đã. Em bị tắm nè. Ôi mình đen chứ anh. Đúng. Chưa có nuôi chó này. Nãy giờ toàn nuôi chó này. Ớt cái hẳn không. Ờ đúng rồi, còn chưa trả nợ đúng không? Đúng rồi. Ui, nay kiếm 5.700 cơ à? Kinh nhờ. Ôi, kiếm được 3.000 mấy tổng cộng mà. Ủa sao? Nhiều customer mà sao? Nó như cái 15 cái xịn nè. Thay đổi cái kẻ này, bên đây có cái kẻ này mang qua kia. Bê ra cửa hàng à? Thông tiền. Hôm nay bot tới nha các bạn ơi. Bot tới à? Ờ, chuẩn bị đồ kỹ càng vô nha. U, bài này đẹp này. Ấy, tao vẫn còn. Bài này bàn đón VIP. Ê, nhưng mà chờ tí anh vẫn còn mà sốt cà chua từ hôm qua nè, dùng được. Mày có để tủ lạnh không đây? Ủa, có để tủ lạnh không? Nó không có bị hư. Mày bị điên à? Mày nhìn kìa, nó không có bị hư thật mà. Đâu anh để lên bếp lên để. Chắc không đấy anh ơi. Ngoài ra được bao nhiêu sao? Có làm bò không đây? Ờ, làm hết đi. Nghĩa là phải lên menu kỹ nha. Menu nha, 4 cái menu luôn, bỏ hết luôn á. Làm bỏ thì ta làm một phần nữa nhá. Một phần thôi. Có bao nhiêu làm hết bấy nhiêu anh ơi? 2.5. Rồi 2.5 được rồi. Cảm cũng chẳng ai ăn. Đùi bầy ơi, hết đùi rồi. Đùi đúng không? Em lấy 4 đùi đi cho lần sau luôn. Ok. Tiếp đãi VIP này là mở món 4 sao này. Đây. À, đúng nha, hai đứa mình dùng cái này hơi bị tốn kém kia. Anh Đỗ làm cẩn thận nhân này có VIP đi nhá. Yên tâm em ơi. Vừa anh làm hơi ẩu ấy, cái món gà với đấy là hơi ẩu đấy. Em mua thêm một ức luôn trên đầu nhá. Thịt bò mà để ra này không để lên trên thớt VIP vào nhìn thấy là không được anh Đỗ ơi. Không sao em ơi. Mẹ phần không? Eo cái thớt anh đậu chưa giờ thấy rửa luôn.
Thịt bò đĩa vuông anh nội nhá. Mấy cái ớt gì vậy, gia vị thắt mua dư dư được. Đâu cái đùi đâu rồi bảy? Đấy cái đùi trên bàn của anh ấy. Trên bàn của anh hả? Đây này, đây này, Hiếu sau này. Ồ, đây đây thấy rồi. Thùng béo đâu nhở? Sao đây? Lập đội tuần tra an toàn thực phẩm em ơi. Cái em mà thấy lấy mấy lỗi rồi đấy. Đang ghi dần rồi. Đó, có cái thùng đồ ăn bắt cóc luôn. To to đập một thể. Nhà hàng này như phôi nhở? Đồ ăn thảo nhở? Làm hai món một lúc. Nhiều lỗi bắt cho nó nhiều anh ơi. À, rau, từ, rau, từ, rau, bò, rau, bò, rau, thiếu rau, ngò rí rau. Đúng không nhỉ? Bò ngò rí đúng rồi. Ok, hãy mua trà. 1.9 sao là sao nhỉ? Hình như là cà chua. Ui, cà chua của anh Độ là hơi cháy thì phải đấy. Không, cháy thế đéo được. Đây, mày xem đĩa được bao nhiêu sao nào. Ui. Ủa, hình như là anh Độ lúc mà bỏ lên là anh Độ xếp 2.9 được đúng không? 2.9 anh Độ ơi. 2.9 nhỉ? Hình như là phải xếp đúng như trong hình nữa ấy, thì nó mới được cao hơn nữa ấy. Đúng rồi á, cả phải trình bày nữa mà. Hình làm sao xếp đúng được. Ê, từ từ đã, từ từ đã. Hiểu 3.8, không nói nhiều đâu. Anh để đúng góc được đấy. Ừ ha, hay thế nhỉ? Ê, ớt này là ớt cắt mà, thấy nó đã cắt xong nó để lên trên này. Rồi. Nhưng mà hình này là để sai trong... đấy, hình này có cả cà chua này. Nhưng mà đại khái là anh cứ để tượng trưng kiểu kiểu như thế thôi, nhưng mà mấy anh kiểu hơi cháy, ớt hơi cháy này. Mình thử coi coi, cứ quên anh Hiếu rồi. À đó, mất bên Hiếu cũng... Anh Hiếu phát này 3.8 này, không, là hơi tệ. Là không, có xếp ấy. Ừ, hay là phải xếp nhỉ? Anh Hiếu ơi, súp thiếu rau bò này, Hiếu ơi. Hai cái đùi của anh Hiếu là không có nằm trọng lên trời đâu. Súp thiếu rau này 2.3 này. Thôi cái súp đấy tôi hôm qua rồi, súp tôi hôm qua. Xong anh không bỏ thêm cọng rau vào, trời ơi. Trời ơi, tao đâu biết đâu, từ hôm qua mà. Mà thiếu rau thôi. Thế tao đón khách VIP cái này mà súp cái này chết. Hôm làm lại bát súp mới Hiếu ơi. Làm lại đi, làm lại đi. Quan trọng á, quan trọng đó. Em bỏ, em bỏ, em bỏ, làm lại bát súp mới đi. Súp mới à. Ôi giời ơi, ok. Cần thêm cà chua, cần thêm cà chua. Chết bọn em đấy. Cần thêm cà chua, cần thêm cà chua. Mua thêm cà chua, khoai tây, lườn gà. Đây, có sẵn luôn ơi, thùng cà chua đây, khoai tây này. Đây là thùng ớt mà, mẹ mình. À nhờ. Đúng cà chua. Đây cà chua đây. Lườn gà này mới mua thêm lấy sẵn một miếng rồi đấy. Mẹ mày mua đéo mua lắm ngò rí thế. Lắm từ ngày đầu rồi mà. Đéo hiểu sao? Mua mẹ mày mấy hôm rồi bán đéo hết. Cắm cho vào tường thì trồng một cây. Nhưng mà bức bức dư dư tí cũng được. 1-2 rồi, bơ. Đây, ức gà này. Bỏ bơ vô, sữa. Thẳng 2 miếng đi. Bỏ sữa vô. Rồi, 8 cà chua, 1. Lại mua thêm ngò rí. Thề, đi bẹ tủ lạnh nhiều lắm rồi. Không, không sao anh ơi, rau sau này cũng cần. Đâu? Lườn gà đâu? Đây đây, trong ướt, trong tủ lạnh luôn anh ơi. 2 miếng ướt đó. Rồi, ok rồi. Rồi đấy. Tao chạy lên các anh đầu bếp rồi. Xong rồi đấy. Open. Bắt súp của anh Hiếu. Thế giờ thế, súp, 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 súp. Thằng này nấu súp lâu thế chả? Mày đổ cái này phải cẩn thận dã man luôn đấy. Ủa? Chỉ cần một đúng ngồi ý hả? Hiếu ơi, bắt kéo vào tí thằng kia đến. Mẹ nhập chân đổ, đổ nhầm hướng, đổ nhầm hướng. Hết mẹ tao đổ hết vô rồi. Rồi, rồi, bây giờ đi, bây giờ đi, bây giờ đi. Từ 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 từ. Này, bỏ ngò rí vào. Ê, mày bỏ luôn thôi mà, bỏ luôn thôi mà. Bỏ rồi, bỏ rồi, bỏ ngò rí rồi. Đang dự nó đang hơi nhiều. Không phải. Sao? Nhá, khi mà làm sao bát súp này bỏ ngò rí vào xong. Đúng rồi, nhưng cái ngò rí này nó có cái vạch gì đấy nó lên cơ, là mình phải bỏ vào trước hay là bỏ sau nhỉ? Nghe là bỏ cuối cùng, mày phải xem cái recipe á. Thế thôi, đeo xem món của mày. Mở cửa. Mở cửa đây. Rồi, action. Vài tiếng nữa tới này. Mua thêm một củi một than các em ơi. Ồ. Cái bát ăn ở đâu bao giờ, hôm nay bao giờ chưa rửa đấy. Trời ơi. Mùa hai đi. Thề cái thằng này mẹ nó vứt đùi lăn lắm. Tao chưa làm gì luôn ấy.
Wow, mất cái gì đâu. Hơi bị sạch đấy. Và phát mất 2 phần đùi gà này. Khách ăn 2 phần đùi gà. Hot mà. Phần súp này. Phần thịt bò này. Thịt bò của Ấn Độ thì khách chê là thịt bò hơi chín quá này. Wow. Vẫn thịt bò à? Nhà hàng kebab mà mãi vẫn chưa bán kebab nhỉ? Cửa hết của hết bot này là có kebab, hết bot này có kebab. Chưa có kebab đâu cả. Thèm ăn kebab quá. Donor kebab đâu? Bò đây, bò đây, bò đây. Hôm nay chưa ăn thịt gà của Ấn Độ làm luôn, chưa một ai order thịt gà của Ấn Độ. Ok. Nhưng mà đùi. À đây rồi, khách đầu tiên order. Ê, bò còn bao nhiêu miếng đấy, xem có biết làm bò luôn không? Bò còn một miếng, bò thì chỉ còn một miếng thôi. Làm thêm phần nữa nhá. Làm đây kìa. Vâng, làm thêm một phần nữa đi anh ơi, mới được có nửa ngày. Chẳng may thằng boss nó ăn đấy. Ký thầy ơi. Ồ, em nghĩ thằng boss nó sẽ ăn nhiều món đấy anh ạ. Làm đủ hết. Đây rồi, nó tới. Xem nó đòi ăn gì nào. Ô, dọn rác. Đây, ai nói chuyện với nó kìa, ai nói chuyện với nó kìa. À, cái chị nói đi kìa. Đây, anh biết tiếng Anh. Hello, Magigo. Nó tên là Juan. Spicy Juan. Juan đình thôn. Ừ, nó thích ăn đồ cay. Nếu mà không cay. Có đồ cay thì nó đéo thích. Mày muốn kiểu quanh độ rồi. Ừ, người giá cao thì mọi cái thứ trong mày nó phải nóng. À, thế là mình chấp nhận. Ui, đùi gà rất là nóng. Đùi gà nóng. Vẫn luôn. Đây, đúng ý nó phải đúng ý nó. Bỏ xong nha. Đây này, đưa cho tí nhìn nè, đùi gà có như là khoai tây. Cái lồn gì nữa? Ba cái kia là gì? Cà rốt à? Cà rốt, dường như cà rốt á. Cà chua, cà rốt, khoai tây. Đúng không? Nhìn đi, đúng không? Đâu? Đùi gà, khoai tây. Đấy là cái món đùi gà của mày đấy. Đấy là món đùi gà của mày đấy, Hiếu. Đùi gà của tao? Ồ, chết mẹ, ừ. Đúng rồi, đúng. Thế làm một món ra bê cho nó. Nhưng mà phải cần nóng, tao bỏ thêm mẹ tiêu vô. Bỏ thêm ớt, xong rồi phải... Thêm ớt anh ơi. Má tao bỏ gấp 3 ớt luôn cho mẹ, chết mẹ mày luôn, nóng thấy mẹ luôn. thiếu anh Hiếu ơi. Thiếu gì nữa? Khoai tây. Không, cái ngảnh nó vậy thôi. Không có khoai tây đấy. Không, nghe bên em bấm vào menu đi, cái menu của mình đâu có khoai tây đâu, mà nó cũng vậy à. Sao không là bảo làm giống nó? Khoai tây này, xong rồi cắt ớt đi. Mày ăn đi, cay vãi lồn. Nó chấm than, nó muốn nói gì chưa? Chưa. Xét thêm không đúng món đấy chứ. Trông giống thất bại lắm. Ừ, giống cái món phải làm theo ý nó á. Làm theo ý nó hay là mình làm đúng món? Làm theo ý của nó. Ui đây rồi, đây rồi. Được rồi. Kêu cay. Ui. Cay vãi cứt rồi. Sao nữa? Rồi nó ok, thấy chưa? Địt mẹ, đồ ăn tao ăn non vãi lồn, đồ ăn mày như cứt. Đấy là nó đéo order đồ tao thôi. Em ơi, xem lượt gà còn không? Lượt gà vẫn còn. Thế còn ức gà, thế còn bò. Bò vẫn còn một suất, chưa hết. Ê, mày làm được kebab rồi kìa, làm được kebab rồi. Có kebab. Nốt ngày. Rồi, bò còn đúng một suất nữa thôi. Alo. Cho anh phần. Đây, bò sẵn đây rồi. Cuối giờ nhá. À, một sức thật. Ủa, đĩa bò đó rồi. Đây, vừa để tủ lạnh. Xếp đây anh ơi. Đây, bò đây. Ủa, đâu còn ai yêu cầu bò đâu. Hết người yêu cầu mà. Đâu có ai yêu cầu gì đâu. Từ đây để xem ai yêu cầu tối đâu, tối đâu, cứ bỏ vào đi. Không, phải có yêu cầu. Tiết canh nhờ. Súp. Tiết canh à? Hiểu đánh tiết canh gì không? Tao bán thôi đó. Em để lại đĩa bò tủ lạnh nhanh độ nhá. 6.000 rồi anh em mình kiếm chuyện. Đùi gà nữa anh ơi, qua đây đùi gà em ngon cực. Đây. Cứ đéo ăn lươn gà. Đéo ăn bò. Lại đùi. Đùi lên level luôn. Bò lại đùi hết, trời ơi. Chết mẹ, chết đừng có yêu cầu đùi, chết em đấy. Ôi giời ơi. Ô, có vẻ như là hôm nay ok đấy chứ. Hôm nay cháy hàng.
Làm sao mình biết được là cái đĩa đấy còn bao nhiêu phần nhỉ? Ở đây hết sạch rồi. Mày thấy cái màu trắng bên trên kìa, cái màu trắng không, bên trên nó trắng đéo phải, đấy là chỉ là tên thôi. Không, cái màu trắng ở bên trên cái vạch màu trắng ấy. À đây là còn một nửa đây à? Đúng rồi. Đúng. Ồ. Mỗi ống là được 5 phần đấy. Ăn gì đây? Ăn gì nữa? Ơi nó xin miếng bò kìa. Ê, bò, tủ lạnh, bò tủ lạnh. Hai bò. Đang để 2.0. Mẹ để tủ lạnh rồi chỉ thế thôi. Không, cái này mắc là 2 chấm rồi. Mắc pin rồi. Ôi dọn rác cái này. Đây. Rửa chén. Những vị khách cuối cùng. Để đĩa đây sẵn luôn cho ngày mai. Còn dư 3 suất anh em chắc ăn nốt giờ. Mà đói lắm rồi. Là chưa game này tôi lấy là đói tật quậy luôn. Con bé trai cô làm ở xong bài ấy bảo là hôm nay mà có thừa phần nào cho nó ăn với đấy. Tí mang qua cho nó. Tí mang qua cho nó. Chào tí anh em ơi, mình hết bơ với cả sữa để cho ngày mai kìa. Ngày mai đi mua ơi. Đầu ngày mai cho nó fresh. Fresh. Này đi chắc phải. Ê, nhưng mà chờ tí trước khi mình đi mình nghiên cứu cách làm kebab đi, làm được kebab rồi kìa. Dọn nốt cái này đi anh ơi. Phải set up đồ để làm kebab ấy. Ui. Như là cái máy nướng kebab khác nữa ấy. Ui, thằng sau là đến là thằng Tony đồ ạ. Địt mà. Tony ấy đi mẹ mày chắc là đến ăn lườn gà của tao. Ôi, bắt đầu giàu lên rồi đấy. Thôi. Giờ đây. À. Đúng rồi, không biết bao giờ sẽ hết. Cái này tao nghĩ cái này cách này như là sai thì phải. Bởi vì có mấy thằng staff kìa, nó mình có thể thuê nó về và nó là waiter mà thì mình bưng đồ ăn ra mà. Nói em nghĩ là cái đấy để chơi một mình hiểu. Chơi một mình đó nè. Nhưng mà ý anh kêu là nó bưng đồ ăn ra cho mình đúng không? Thế như nào ta? Không, waiter nhiều khi là lấy tiền đó nè, tại vì nó hai công đoạn lần. À. Phải bấm lấy tiền xong rồi bưng chén vô rửa. Ok, bây giờ cách làm kebab đi. Đầu tiên là thái tai phát là cái đéo gì nhở? Kebab. Đây này nó như là cái mua cái đồ nướng kebab. Ui, có máy bếp, có bếp xịn hơn. Miếng thịt đó nè, cái tên miếng thịt đó. Tiêu phát. Nó là miếng như kiểu miếng mỡ vậy. Em mua về thử một miếng nha. Ờ. Ê, có cái này là miếng gì cắt thịt đấy, xay thịt. Ê, thịt xay này, thế cái hình như phải xay thịt hay sao ấy. Đúng không? Đúng rồi. Phải xay thịt cái bắp mà. Đấy, miếng này miếng nha. Mua cái máy xay thịt rồi. Đây máy xay thịt đây, À. Giờ mở đuôi hả? Đuôi. Mày phải cắt theo phát, cắt ra. Từ từ nhá, xem công thức nào. Đầu tiên là ngày mai làm, sáng mai làm. Ờ, sáng mai làm. Cắt cái đấy xong rồi bỏ muối, bỏ tiêu. Xong rồi lấy cái đồ xiên, xiên nó vô. Cái đồ xiên ở đâu? Đồ xiên phải mua chứ. Chúng mày phải mua đồ xiên nữa. Chuẩn bị nốt đồ đi. Đồ xiên. Đồ xiên á. Ừ. Skewer. Đồ skewer. Em không thấy nè. Ồ. Ngày hôm nay nó có bán thêm dao này. Dao á, dao tao chưa cần đâu. Đồ xiên đây. Đồ xiên đây rồi. Phải mua. Mình phải treo ở đâu à, ta? Có. À nó là đồ xiên với lại dao luôn á nè. Nó còn con dao là dao donor luôn ấy. Đấy, mua hai con mua. À ờ ai làm món này vậy? Để tao làm món đây này. Đây nè. Ấy vậy mày lấy cái này của tao đi. Ờ nhưng tao đéo có treo thì thôi mày làm món này luôn đi. Chúng tao đéo có tường. Ok. Vậy bây giờ phải đi mua cái que xiên phải đi mua que xiên. Đây nó mua rồi. Ok, mua que xiên. Còn nó một con dao đồ xiên của nó nữa. Đây trong đây luôn. Đây, máy xay thịt của mày đây. Oh, mixing bowl kebab. Mình phải mua mixing bowl nữa nè. Không xay thử. À, treo bên này. Ô, đây là dao rồi. Ơ. Mixing bowl nữa.
Mixing bowl nữa. Uầy, dao to à? Cái dao đấy để cắt donor. Cái donor mình chưa làm, chưa có donor, chưa có donor. Đây này, mixing bowl đây. Để đây mai làm. Em thích ăn donor, làm đi, làm đi. Ồ. Rồi mỗi thằng cái bát trộn này. Ok rồi đấy. À, hai cái bát trộn lần, ok. Ừ, ok rồi đấy. Để đi, xong rồi đấy, để mai tính. Đây 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 đây, đi đi, quay đóng cửa tắt điện đi. À, để mang bát sức qua cho chị Booker. À, chị dealer. Vì anh em mình vẫn ở 5.000 đấy nhá, đừng không quên được nhá. Anh ơi, như này ngày nào cũng về nó thành thói quen mất. Thôi thì nốt nốt hôm đi, nốt hôm đi. Ok à. Mỗi thằng 5 lốp, nhanh. Đúng 5 lốp xong về nhá. Chị đó đợi từ sáng bây giờ. Thật ra thì nó cũng thành thói quen rồi mà. Ba ngang chưa? Rồi em vào rồi đó. Xong. 5 lớp rồi đó. Điện chưa trả nợ nha. Ui chị số, chị đẹp quá, của chị đẹp quá. Chị ăn trắng luôn bây giờ. À, cẩn thận chị ăn không, trắng không, nha. Không có chuyện gì đâu. Ui lại đôi át ạ, à? Sao giống hôm đầu thế nhở? Ui 20 này. Ủa quen đâu nhỉ? À, đôi át đẹp ấy. Tây luôn đấy. Ăn rồi. Tây 21 luôn. Nghe 14 à. Cho em một cây đã. 16. 22. Đi mẹ anh Hiếu rồi. Không sao anh em vẫn đẹp, anh em vẫn đẹp. 13. 23 chết kìa. Rồi lại thôi, đi lại 5 lốp. Đi. Thế thôi. Mỗi ngày mình có 5 lốp bỏ túi. Ê tắm rửa đánh răng đây. Ôi phải trả nợ anh ơi. Ôi tôi chết con mẹ rồi, giả nợ. Trả đủ, có đủ tiền. Đủ đấy, giả đi. Lúc đấy mà thua là hết trả nợ luôn đấy. Là phải ngồi cỡ. Trả hết luôn không? Trả hết luôn. Trả hết luôn đi. Ui 4.500 à, rồi ok. Ui nó còn bị thêm 500 lãi nữa. Cấp 4, bán 180. Lãi là đúng còn gì nữa. Uầy còn 1.200. Wow, bao giờ mở được cửa tiệm lớn hơn nha. Lên điện thôi. Nào, xem nguyên liệu cần gì nữa không nào guys. Nghèo. Ờ cái xiên, chưa mua được cái xiên. Mua rồi mà, mua rồi. Bỏ vô chưa? Hiếu ơi, mày đổi cái đùi gà sang tao làm cho, để mày làm tập trung vào tiết canh với cả là món kimbap đi. Mày cái của tao khó thế, mày làm tiết canh không? Tiết canh khó vãi liền luôn đấy. Không, thì đấy, tao làm mấy món nướng tại tao đang làm gà rồi, tao làm thêm cái đùi gà cũng được. Mình phục vụ 5 món không mọi người? Ờ, 5 món được mà. Mua thêm cho anh một đùi gà em ơi. Đấy, Hiếu nghiên cứu làm kimbap đi để bạn làm ấy cho. Ok. Mua thì đem đi chợ luôn nè. Ok, kimbap là anh đang cần... anh cần thêm cái teo phát mình có rồi. Garlic. Mua thêm kệ, anh ấy 5 món phải thêm một kệ. Đây, để mua thêm kệ. Với cả thịt bò luôn nhá, anh cần thịt bò luôn. Rồi anh ơi. Nó cũng xếp được này. Cả hai món đều dùng cà chua à? Đúng mẹ rồi. Cà chua có ha. Mua thêm cà chua cho anh cái em ơi. Đây. Cà chua chắc mua nhiều nhá. Để nhớ làm súp cà chua này. Bỏ xong rồi đấy nhưng hình như anh ướp sai gia vị hay sao anh nhớ thế. Rồi. Muối chili, muối bạch. À không, đúng. Úi dồi ôi, 1.9 sao? 1.9 là đúng rồi em ơi. Từ từ nhá. 2 chấm mới đúng. Để anh check lại đĩa này cái. Đĩa là khoai tây. À đĩa này đúng rồi đấy, mày đi đưa mang bời lên kệ sao. Không, đĩa đấy là khoai tây, đứa khoai tây. Không phải khoai tây. Tomato mà, đúng rồi. Ui, Hiếu ơi, 3.9. Mẹ Hiếu đúng là siêu sao, địch mà. Đâu, BB, đấy, BB đĩa gà đi xem nào. Ê, Bảy ơi, sữa mua nhiều, mua khoảng 3 sữa với 3 bơ. 3.8 anh ơi. Chọn rồi. Có phải là 4 chấm nhỉ? Không, 3.8, mắc rồi. Bất tờ. À, mua anh 2 đùi gà.
Hết tiền rồi, nơi hết tiền rồi phải bán đó. Hả? Súp anh hiểu rồi, súp súp súp. Phải bán nhẹ một tí mới có thêm tiền. Đúng còn rồi, đang làm không rồi. Bán khoảng 1-2 dĩa mới đi mua được anh ơi. Đây đợi súp phải hiểu xong là mở hàng là được rồi. Đúng rồi, đang làm nhanh nhất có thể đây mà. Bật lửa lên đó. Ui. Ok. Ít nha. Rồi chuẩn bị xong, chuẩn bị xong. Một cái kebab này. Em ra gọi khách dậy, cái khách đợi anh em làm đồ ăn ngủ mẹ ngoài cửa rồi anh ơi. Dậy đây các ông chú ơi. Đồ ăn sắp có rồi nhá. Đâu à? Thì phải hiểu sao? Làm kebab lâu thế? Mà cái cà chua mới cái lâu đồ à? Làm được anh ơi. 100% luôn á, cái đấy là mẹ 100% á. Mở đi, mở đi, mở đi, mở đi, mở đi. Ờ, mở cửa rồi anh ơi. Giờ đến với em với chị ơi. À, lươn gà. Thịt bò này. Cái tay ớt xanh. Đây gì ạ? Ớt xanh hết rồi. Đây, ớt xanh. Bình tĩnh, bán mấy 1-2 đĩa đã mới có tiền. 1-2 đĩa mới có tiền. Ồ, lại làm tiếp rồi. Yeah. Ông em, ông bạn này dâu đen đen này trông mẹ Dubai mà đéo tít đồng nào nhỉ? Mà ra cái đống kia, cái đống thịt nướng luôn à? Cả lìn thật, ông này còn kẹt đây nữa. For Mark luôn đấy. Chồng chết. Ok, kìa. Kẹt mẹ rồi. Khách khứa kiểu đéo đấy. Mẹ trông có khó chịu không này? Ông này như là bị mù hay sao hết à? Đéo kẹt. Đi mãi không vô được chỗ ngồi. Trời tí mỗi lần sấy như này mà hơi bị nhiều thịt quá. Sấy cái gì? Cái tủ lạnh được á. Tao nhiều thịt quá. Ê thực ra nướng trước xong để ở trong tủ lạnh nó cũng đéo bị giảm sao đâu Hiếu ạ. Nó giảm có 0.1 à. Đéo ăn thua. Thì tao kêu vậy á. Mà kẹt mẹ rồi anh ơi. Rồi phải làm sao với thằng này nhờ? Không, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Ờ, đi mất luôn à? À, đây qua cái leo ngồi. Rồi anh nhìn bên này, đối diện bên kia có cái nhà hàng là mua được ấy. Ồ, đúng rồi, for sale kìa. Đấy, tí nữa. 50.000. Màu phát. Đội ơi, 50.000 để mua cái nhà hàng tiếp theo đội. Vãi cả cứt. Trái cô sẽ giúp chúng mình thôi Hiếu ơi, không sao cả. Đúng. Vả lắm rồi. Cần cái hết gà đến cấp. Hết gà rồi anh ơi. Gà đùi hết gà gì? Gà đùi. Ui ui nhưng mà. Ủa? Cuối ngày rồi đấy, anh nghĩ cho kỹ vào. Bị có mẹ hết mẹ than rồi. Gà lượn cũng hết luôn. Hay là thôi nhá. Thằng này. Tại vì bây giờ bọn tao nhóm than đấy lại tốn một than với cả một củi nữa đấy. Tao còn than, bên tao còn than. Không, thịt bò thì không thiếu. Mày nấu bò lắm, đéo gì mà thiếu gà mà đó. Gà mẹ cơ. Nấu luôn, không vứt ở trong tủ lạnh Hiếu, trời ơi. Gà đùi đúng không? Cả gà đùi, cả gà lươn. Nhưng gà mà lươn cuối có ngày trong tủ lạnh có đấy. Có mang ra luôn không? Trong tủ cái lạnh có gì đấy? Lươn. Thiếu lươn mọi người, những con. Lươn đây, lươn đây, lươn đây. Lươn trong tủ lạnh có đấy. Lươn đây, nhà bán, nhà bán, nhà bán, nhà bán, nhà bán. Hai người đang order lươn. Cứ từ từ đấy anh Hiếu ơi. Thì đó. Đi từ đấy, xong hết rồi đó. Số 0 lên đã. Ok ạ. À. Em đang rửa bát nốt đã. Hai. Uầy. Đi đây. Ok đi 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 cuối tắt điện, đi cuối tắt điện, đi cuối tắt điện. Anh em đến trễ thế. Ô đéo về nhà luôn à? Em đến trễ thế nhỉ? Tự qua lại làm công biên rồi. Anh em đến trễ quá. Rồi mẹ Hiếu nó gọi bia mẹ rồi. Nếu
phải lời nhanh quá. 5 lốp nha. 50 ngàn là 5 lốp. 5 lốp. Tại em mình mà cần nhiều lắm. Ui ba, ui đội đẹp quá. Ba, 7 không sao, đẹp vẫn đẹp vẫn đẹp vẫn đẹp. 8 được. Ui tao 17 mẹ rồi. Ui 5, 9. Vẫn ok. Mẹ nó 10 kìa. Hết, 11. Nè, tao lên 21, đùn 21. Hiếu 21. 16. 16. Con 1 cứ được mà. Em thít. Ui em 18 này. Đấy, chứ cứ hình đi. 14. Hít một cái đi Quang ơi, hít đi. Em mà bắt thì anh em á. Để em này. 24 em không dám hít đâu. Chết mẹ rồi. Để bây giờ tại anh ấy ăn ở stay chứ bây giờ 14 thấp chất rồi. Stay hít đi thay, hít đi thay. Không không Quang, Quang giữ đi, Quang giữ đi. À, hiểu hít phát đi hiểu ơi, hiểu hít phát sao nào. Hiểu giữ rồi, hiểu giữ rồi. Thế tao cũng giữ đi. Ui mẹ nó 18 là mẹ hết rồi. Má nó cày thế. Ủa giờ hôm nay thua hết tiền. Thua mẹ hết luôn ạ. Phát cả mưu thật. Đéo tin không, được. Không thể để lâu được. Không được, mà, ngày mai mà thua nữa, ngày mai đéo tiền nhập nguyên liệu đâu. Đúng rồi, hết nguyên liệu rồi đấy. Thôi về đi, đừng đứng cửa nhà nữa, chúng mày vào nhà đi. Trời ơi. Hôm nay kiếm bao nhiêu. Kiếm bao nhiêu mất hết luôn. Kiếm hiểu. Đi tắm đi, đi ngủ thôi. Kiếm bao nhiêu mất hết luôn. À, con trai cô này, cay thế nhở. Cái kỳ bát qua bán lỗ lắm anh Hiếu ạ. Ba chờ tí, 3.001 không mà Quang ơi, cái đấy làm được 4 phần lần. Làm nay bán công cốc đấy. Làm một lần là làm được bán được 4 lần lần phải Quang. À, ngon. Trời. Đó. Cày thế à? Ừ. Lừa bái. Nào. Menu nè, bấm 5 món đấy nha. Bấm 5 món đấy. Đây này, cầm đĩa ra xếp đi này. Có gì mới đâu. Hiếu nấu tiết canh gì Hiếu? Để thế đây, tiết canh đây. Không cần nấu, vẫn còn từ hôm qua. Hiếu ơi, mẹ cái xiên này của mày là như nào đấy? Mày tự mang ra đi, tao đéo biết đâu nhá. Ủa, xiên này hả? Ừ. 100%. Uầy. Thế tao hâm lại một tí cho nó nóng quá. Ở quán, cái căn phải ở gần siêu thị. Đó, hâm lại luôn. Lừa gà nè anh ơi. Ở gần siêu thị là một lợi thế. Rồi, không thì bò rồi anh ơi. Bò hết rồi. Đây bò, ngoài quay. Lấy luôn. Từ đã có khách order thì em bán ra xong. Cho tạm tủ lạnh nhanh độ ơi. Okay, kebab chị ơi, kebab ngon. Chị ơi. Menu có đồ ăn mới kìa. Có chưa? Chưa. Mua cho anh thêm một ớt xanh, một ớt đỏ em ơi. Xanh ớt đỏ. Ôi ngày còn dài lắm. Mình phải 13 mastery nữa ha. Hai món lên cấp nữa mình mới được cái tomato kebab. Ớt đây này. Đây rồi, có khách ăn đùi rồi. Ôi, thu tiền luôn đó chứ, cảm ơn chị nhá. Ôi đồi, một cái đùi gà của mày sống, đùi gà của mày sống. Ôi trời ơi. Đùi gà của mày sống. Sao lại sống được? Bò phục vụ bò. Một cá chín, một cá sống nè. Thôi để em lấy bò đó. Lấy trong tủ lạnh. Mà em ơi đừng ăn đùi gà sống em ơi. Mà Valin. Cái Hiếu ơi, cái lửa lúc mà mình nướng ấy nó lên lửa cũng không sao đâu đúng không? Sao nghĩ không sao đâu, nhanh thôi. Nhanh đồ ơi, sao thịt bò sống thế này? Ừ, đồ sống không mà. Thế thì nó phải lên lửa mới lấy được rồi, chắc chắn rồi. Tao thử rồi. Mà em mày bán đồ sống không luôn ấy. Thế đâu, mang lại để tao kiểm tra lại. Thế phải Thôi. Nó phải lên cái lửa hết thì mới được. Tao ăn rồi. Nghĩa là lên ở trước lên full nóng đấy. Nhưng mà mày ra mình nhìn ông này ăn này, một cái sống, một cái thật, một cái chín. Chỉ là để full nóng lâu quá nó cháy thôi. Đúng rồi.
Ôi rồi, thế rõ ràng luôn à. Ok đấy chứ, món hôm nay bán ok đấy chứ. Càng ngày càng đông, càng ngày càng đông. Ui. Hết chưa. Hôm nay anh em mình không qua kia nữa nhá. Ờ, tao cũng nghĩ mình nên nghỉ hôm đi. Đi phải gặp con trai cô hãm quá. Mất hết tất cả. Ôi, hết gà mẹ, hết đùi rồi. Lồn. Kebab thì thịt bò thì đéo ăn, lườn thì đéo ăn, ăn đùi. Còn đùi thôi, à còn lườn thôi, ăn thì ăn, không ăn thì cút. Ừ, ok em ơi. Cửa mở sẵn rồi đấy. Đóng mẹ cửa đi cho ông tự đi về. Đóng mẹ cửa cho ông tự đi về nè. Đó, đi về đi. Ông chịu về luôn à? Ông chịu về luôn mà. còn đổ vẫn chăm chỉ nấu ăn à mẹ, người ta phải là... xong rồi không nấu ăn để ngày mai, để ngày mai. Hiếu ơi, nướng bạn nốt miếng bò chạy xuống lấy đồ ăn cái. Với cả cho một ngò rí lên đấy nhá, chịu ngò rí. Các bạn đợi tôi tí nhá. Ngò rí. Xếp được không nhỉ? Đây mời em gắn ngoài xếp thử xem. Đấy, anh xem mưa em. Rồi Hiếu ơi. Tụ lạnh đéo mở được cửa đâu ơi. Tao mở được. Đấy ngược anh ơi. Ok à? Em nghe. Tao ngược. Ờ ngược. Cái tay nắm nó nằm ở trong này. Đấy, xếp mấy cái đĩa đồ ăn sẵn ở trong này đi, không rồi mai chỉ việc bày ra thôi. Mày có thể để nó sát tí cho nhìn đẹp không bro? Sát lắm rồi đấy. Nó sát lắm. Cái chính giữa mà. Sát hết cỡ rồi đấy. Thật. Đéo sát được nữa đâu. Chết mẹ. Ai bỏ mấy cái bịch lên được không? Cái dĩa này có đúng một xiên vậy? Một xiên đấy là xiên nấu sẵn rồi á. Chuẩn bị nếu mà cần bà nó bỏ vô rồi. Đó, beautiful này. Rồi, xong. Dọn hàng chưa? Rồi, xong rồi. Dọn luôn lên. Tắm rửa đi ngủ luôn. Đóng cửa. Này, mình không nên qua kia. Đúng, nhắm mắt đi. Điệp này nhắm mắt đi nhầm cửa Hiếu ạ. Đi hơi lố bước. Thôi. Ngủ đây. Ui, hôm nay giấc ngủ thật ngon. Sao hôm nay mình có 1.800 đấy nhỉ? Hôm nay mình mua tủ lạnh. Bán chưa thua nhỉ? Làm giàu nhanh nhất vẫn là qua gặp trai cô. Ui, nhưng mà mình hôm nay mình có ít khách. Hay là mình mua thêm bàn thì sẽ đông khách hơn nhỉ? Ô, có 2 món mới kìa. Không. Mỗi ngày là mình cứ lên cấp là nó sẽ báo cho mình là hôm nay sẽ đông khách hay không, bao nhiêu người khách hôm nay, khoảng bao nhiêu. Món mới. Món này ra trước đi. Ê, để tao nghiên cứu mấy món mới, hôm nay bày mấy món cũ trước đây. 8. Hiếu nghiên cứu món mới đi Hiếu. Mua cho anh một cà chua, một lườn gà, 2 đùi gà. Ôi. Một thịt bò. Một cà chua. Kebab mà bán. Mày bán đồ y chang như thường nhá. Mẹ nhìn mấy cái món mới nhiều nguyên liệu vãi đái. Từ. Nãy giờ em để ý ấy, là 2 ngày rồi mình chỉ bán được đúng 18 dĩa ấy. Mà không, từ từ bán đồ cũ đi, bắt đầu nghiên cứu đồ mới trong khi đồ cũ bán. Đấy là cái quán của mình có 18 cái ghế, hình như là số lượng khách tính hay số lượng ghế. Đúng rồi. Em để ý rồi, nãy giờ bán có 18 dĩa à, 2 ngày rồi. Thế đây, mua thêm một bàn 4 nữa đi. Đây. Nó tính theo số lượng ghế rồi nè. Ok. Thêm luôn cũng được, thêm chỗ nào nhét thêm cũng được.
Ghét sao đâu vào đâu nữa, hết lối đi. Là cuối ngày nó tính là ở dưới cái ống khách hàng tới 20 mấy 30 người lận. Đâu đâu, ừ, từ từ từ, đấy rồi. Từ từ nhá, thế bọn tao phải nấu lại đấy. Tao phải nấu thêm đấy. Nhưng mà đó, nhiều khi là bởi sao nãy giờ doanh thu mấy ngày nó cứ nghe xem nhau. Hết cà chua mày ơi, cà chua. Cà chua. 700 à. Rồi xong 4 món rồi nha, chưa có ức gà thôi nha. Hơi thiếu. Ức gà đây, tao mang ức gà ra bán luôn. Đó, full combo rồi đó. Bán nha. Ôi mày, ức gà của mày không có. Đồ ơi, mày cắt ớt ra rồi, nó không phải ớt. Không sao, cắt ra được Hiếu ơi. Cắt ra được. Không, nó báo thiếu. Sao lại thiếu được? Nó không tính cái đấy luôn, nó báo thiếu, missing. Ok, thế lần sau không cắt ra nữa. Tại trên hình là nó cắt ra, thế là nó cắt ra thử. Vì là hình khác đấy. Open rồi. Mở rồi. Một đùi một lườn. Ui, cúng quá. Ui. Bán được 2 đùi. Mua thêm 1 than, 1 gỗ, 1 thịt bò, 2 đùi gà, 1 lườn. À, theo phát nữa, bảy ơi, mua cho anh 3 cái theo phát. Ây à. 3 cái theo phát với cả 3 cái rồi. Ừ, rồi bây giờ dành đi. Một ký bát. Một thịt bò. Onion nữa, onion cũng hết rồi. Thịt dê. Em phải lấy cái ngò rí trên bàn để bước được sản xác cho anh với. Rửa bát đây. Cái số lượng này phải bán nhiều, phải mua nhiều luôn á. Đồ ơi, có nhiều cái kia đằng sau nè, đằng sau cái kia kìa. Ô, nó có thêm hành. Ôi trời ơi, có nhiều charcoal lắm nhưng mà nó bị kẹt đằng sau cái tủ này thôi. Ai mở cái tủ ra cái. Còn cái gì cơ? Kìa, nó bị kẹt bên dưới kìa. À, một túi than thôi gì ấy. Ờ, nhưng mà ý kêu không lấy được. Bây giờ phải gỡ hết đồ ở bên trên này ra thì mới bê được cái tủ, Hiếu ơi. Ôi, từ nhé. Em phát hiện ra này. Em mua một đống nguyên liệu xem bỏ trong thùng á. Rồi lấy ra chắc đỡ loạn hơn. Ôi nhiều đĩa thế. Nhiều đĩa bẩn quá. Đây tí tí quá ơi. Xếp đồ cái đã. Không sao, Quang vừa phục vụ vừa rửa được. Hết mẹ đĩa rồi. Đây anh ơi. Đây đem rửa cho. Uầy. Ủa này cho dù nhiều khi mình 4 người chắc cũng có thể hết nhiều thật sự ạ. Hết bò rồi anh ơi. Bò em. Đây, có luôn này. Anh cứ để quầy quầy cho em. Liên tội đấy. Ồ, phải có. Có 2 chấm luôn, ngon. Không có gì em. Bị lắc nhỉ. Thùng thịt là thùng này nha mấy anh ơi. Ôi dồi ôi, cái kebab này nhiều bước á. Cố lên Hiếu ơi. Nhiều bước này. Rồi. Ồ, phải lau nhà nữa chứ. Chị ơi, thằng em mới lau xong. Đi xem rác không nhờ. Ôi hình như đúng rồi đó nè, em thấy đông hơn rồi đấy. Mua cho anh 1 cà chua, 1 khoai tây, 1 lườn gà, 2 đùi gà, 1 thịt bò. Đùi gà, thịt bò. Ờ, khoai tây với lại mấy cái rau củ là thùng bên kia có anh ơi. Ok em ơi. Rau củ có một cái thùng ấy. À đây, đùi gà có rồi đây. Đùi gà có rồi đây. Đông hơn bao nhiêu luôn đấy.
Mày ủa tính theo ghế hả? Ủa hết món nhanh lắm. Nấu sán nữa đây này. Chén này. Vãi lì nè. Liên tục luôn. Anh em mình bắt đầu vô mà. Đông khoai quá đái. Đéo thoải được. Đéo thở được kìa. Bảo sao. Mua thêm cà chua em ơi, hết cà chua, hết cà chua. Hết tỏi, hết tỏi, hết tỏi. Mấy cái đấy nghĩ mua nhiều vô bảy ơi. Tỏi chiếc này nó mua một lúc luôn á. Đó. Nghĩa là xếp ngang đi nữa. Dễ nhìn hơn. Quá, bây giờ bán từ lấy giờ mới được có 3.200 à. Bao giờ mới... Ừ, đóng cửa rồi. Ôi, bò cửa đổ không ăn luôn. Hôm nay cảm giác bán chậm thế nhở? Ừ, hôm nay cháy mà 3.200 à. Trong bây tủ, giờ có... trong tủ lạnh là còn hai lườn gà này, hai đùi gà này, một thịt bò rồi này. Để mai mình xả hết bò đi thôi, từ nay không bán bò nữa. Mai xả đi. Đúng rồi. Đó. Đâu phải cái bò, 200. Có cái súp, súp. Hay nó tùy hôm nhở? Cái gì? Hay nó tùy hôm nhở? Thì cũng rạn tùy hôm, nhưng mà bán cái gì mắc tiền hơn mình kiếm nhiều hơn. Đúng. Những cái sức cà chua này. Rượu 250 đồ ơi. Hả? Mình mua được rượu bia nè. Ta thử một ly rượu nhá. Ừ. Hiếu ơi, bạn vừa đầu tư cho Hiếu một kệ để gia vị rồi nhá. Ok bạn ơi, cảm ơn bạn nhá. Sướng nhất anh Hiếu. Ôi mà sướng thật. Tiết kiệm tiền mọi người, tiết kiệm tiền. Đây, về đó mọi người, xong rồi. Vậy thử ra ca được bao nhiêu khách nhỉ? Anh quên rồi, rửa nốt bát, hai cái bát. Rồi. Ok, vẫn còn bát này. Ồ, thật chứ. Nhiều bát lắm. Bắt đầu anh em đi vào ổn định rồi chứ. Dạ. Nhưng mà không kiếm ra tiền, vẫn nghèo. Ê, chết rồi. Không sao. Không sao, không sao, sao, về luôn đi. Chết mẹ, chứ kiểu cất bát thì có mất bát không nhỉ? Không, 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 không. Nốt ngày hôm nay anh em nghỉ giờ anh nhờ. Ê, mai cái lườn gà vẫn bán được hai. Bây giờ mẹ bán bao nhiêu lâu lên được level 5 rồi, bán được 200 một đĩa rồi, chẳng lẽ đéo bán. Ủa, không bán cái có cái súp là rẻ tiền nhất kìa. Để không bán súp nữa. Đừng bán súp nữa, súp làm lâu của mẹ đi. Cũng đúng. Hôm nay ít sao nhỉ, không được 3 sao đúng không ạ? Vì hôm nay là bà đồ ăn, toàn đồ ăn đông lạnh không mà bà ấy. Không phải, à. Anh nghĩ, tao nghĩ chắc không phải vấn đề đấy đâu. Không đến mức thế đâu. Được 2 sao mà, được 2 sao. 2 sao, 2 sao. Đấy, được 3 sao. Nó không phải là do vấn đề đồ ăn đâu, tại vì đồ ăn lạnh mình vứt vào sao nó vẫn thế mà. Tao nghĩ là phải trang trí lại, ui, ông này, ông Ủy ban An toàn thực phẩm này. Thao vào hỏi ai nói chuyện đi, tao sợ quá. Còn nói chuyện đi. Má, cứ phải được sao. Thế này quên xúc miệng. Nó kêu nhà hàng mình mùi bị phạt đó ấy. Bị mùi á? Ừ. Sao lại mùi? Không có giặt, đồ ăn hư. Càng để càng bị phạt càng nhiều, càng giá càng tăng. Ủa, sao đồ ăn lại hư được? Có đồ ăn hư ở đâu đấy? Có đồ ăn hư ở đâu đây? Sao có đồ ăn hư được? Thì ai biết. Ông nói sao tao nói vậy? Đây cái này ô thì thứ trời ơi Hiếu ơi, biết đâu đồ ơi, tớ xin lỗi. Trời ơi chịu mày luôn á Hiếu. À không bỏ tô lạnh là kiểu sáng mai bị gõ cửa đi mà. Ông hôm qua thằng bảy nó về phát cái bát bị kẹt ở đây rồi. Có nào nhìn thấy cái đĩa bị kẹt đây không? Không, cái đĩa này kẹt từ đầu anh ạ, em cũng thấy từ yoga không. Rồi xếp đồ đi, xếp đồ đi. Bán nốt đi. Anh Hiếu ẩu thật. Nè, bố ai biết đâu, cơm ai bán cái gì nè, còn gì để bán nào? Nốt đi. Xong mình làm. Bán nốt là còn ức là bán rồi nhá. Ức này, lườn này, đùi này. Đùi bán nhá. Lườn à. Đâu bò còn à, bò bán luôn à. Cho hết bò đi nè. Mới lại cần nướng lại không anh? Cho một tí.
mình sẽ bán là tomato nè, thay vì súp nè, súp cút đi. Xong rồi một xong rồi súp thì bán nốt thêm đùi. Hơn nữa nè, tại còn hai hũ bơ này làm nốt. Súp nốt đúng không? Ok đó, chạy đi không mà phí tiền hũ bơ mất. Mẹ súp này bền thật, mẹ nấu không bị hết. Có cần làm nóng lại không anh Hiếu? Không cần làm nóng thử đâu. Coi, thử coi nóng không, thử coi nóng không. Rồi thử nhá. Xem nó có nóng không. Đó, thử đi, xem nó nóng không. Vẫn thế. Ê, thiếu ngò rí. Thì ngò rí. Chờ tí. Đâu thử coi phần trăm rating nóng nó có lên không nhá. Không mẹ. Vẫn thế mà. Ừ. Rồi để 3 sao nó vậy ngon. Rồi bày hết mấy đĩa ra đi chúng mày. Đây. Bò này. Để tao cầm đĩa bò. À. Thế còn mỗi ơi. Ô cái này không nhiều ăn à. Tomato kebab rồi kìa. Chicken leg. Kebab mới. Cái hit của nó 0% là hit là độ nóng đấy à? Đúng rồi nè. Ừ. Thôi mở đi bỏ thêm quầy thì cũng không được bán nhiều món hơn. Mở đi. Vô đi công chúa ơi. Cửa tự đóng. Ten. Thế tí nữa lúc nào mà bê cái món trong tủ lạnh ra để tao hâm lại ở lò xem có thấy nóng hơn, xem cái hit nó bao nhiêu phần trăm nhá. Khách tới, hâm khách lại yêu rồi, tới, nó khách không yêu có được. Không được à? Hay mày hâm chưa đủ lâu? Chưa đủ lâu nhưng mà nó bị cháy thế. Thằng nghĩ là bị cháy ấy. Tại vì nó báo cho mình luôn nó cháy mà. Mới đẻ xuống nó báo ngay. Tao nghĩ là cũng phải fresh một tí. Cần làm thêm bò không? Làm thêm một bò nữa nhá. Để xem coi cái nào đang cháy. Bò à? Bò có một người ăn à? Chicken break. Lườn gà thiếu một mỡ. Thiếu một tai. Thiếu một mỡ nhá. Okay, ôi sáng mai liệt kê xem thiếu những cái gì đi mua một thể. Đấy, xong rồi mẹ bây giờ có tí tiền thì bằng em bắt đầu mẹ mua nhiều hoa quả đầy vô tí. Lâu lâu mới chảy lần thôi. Đúng rồi. Bảy mẹ chảy thấy mẹ luôn. Đấy em giờ em cứ dễ cả mình có bây giờ mình cái. Đúng rồi, bây giờ tí nữa mình nếu mà có điều kiện á mà mua cái bếp to luôn, bỏ hai cái bếp bé đi. Một cái bếp thôi đỡ tốn than, hai bếp nhỏ này tốn gấp đôi than nhiều á. Bếp to nó cũng phải tốn nhiều than hơn chứ, nghĩ đi. Không. Thì mẹ sao biết được, nó phải có lý do chứ đố. Cũng đúng. Ủa? Thằng Quang đâu? Quang à? Quang đang còn đứng ở trong ấy, đi vệ sinh. Đi, cho vào đấy đợi thằng Quang tí đi. Ơ gà. Trời ơi. Ê, hôm nay bán được nhiều này, hôm nay 7.100 liền này. Đúng, vậy bọn mình phải ăn mừng chứ. Đúng. Ê, bia bên đây là mẹ giá có là độ 250 mà. Cho bia biết này nọ nhá. Hôm nay làm mỗi thằng 500 nhá, đúng 500 thôi. 500 đúng không? Ừ, đúng 500. Không, vốn 500 mà anh em chơi hết. Ờ, vốn bao mỗi thằng 500 nhá. Tao còn dư 7 đô nhá. Ui à. Ui 7. Không, 7 ui 6, 16. 16 mà rút chứ. Ui 6 rút. Ui 17. Ui 17. 9. 9. Thằng kia 6 là xấu lắm bắt độ. Ừ. Ui 10-20. Ui mày ngon rồi, mày ngon rồi. Thôi tao giữ nhá. Giữ đi. 19 ngon rồi mà. 8. 6 là số 6. 13. 23. Ui 21 mẹ luôn nè. Lừa đảo thế nhở. Mẹ mày về đi. Mẹ con em nay lừa đảo lắm. Ừ mẹ thật thế. Lừa đéo chịu được. Mới kiếm được 7 ngàn. Mới kiếm được 7 ngàn. Bị đâu lừa rồi tụi mày ơi. 7.000 của bọn tớ đi mà. Bao giờ mới có cái nhà to. Ui làm thế nào mới được 3 sao nhỉ? Hả? Hay là một ngày không tiêu gì nó mới cho 3 sao nhỉ? Ê món mới kìa. Mình đúng. Phải bán kiểu như là đồ tươi đồ tiết này nọ, service đỉnh chấp chắc. Mình toàn bán đồ đông lạnh sao không đúng, đòi hỏi hơi cao.
Để em xin. Hôm nay bán nốt mấy cái đồ trong tủ lạnh đi các em ơi. Thì hôm qua cũng vậy rồi, bán nốt rồi. Bán nốt ngày hôm nay nữa, tại vì hôm trước nấu hơi nhiều. Hôm nay còn gì? Đấy, có đâu, một lượn đồ mới à? Còn một lượn à? Một lượn này nhá, còn súp là đã đủ 5 món luôn đó được. Để tao bê thử cái đĩa này của tao vào phát xem là thiếu những cái gì nào. Xin gà tao là đây. Chào. Để em xin bò tao là đây chưa thấy, chưa thấy. Mày muốn bỏ xiên gà vô đúng không? Thiếu ơi, bạn làm sai hết đấy. Con mẹ rồi, 0% hết. Ôi phải luôn. Mà làm ngu đấy. Ờ nhưng mà chờ một tí đồ ơi, sai bởi vì chưa bỏ chưa chọn menu. Tao chọn menu địp mẹ nhầm rồi. Úi giời, mất mẹ một đĩa rồi Hiếu ơi. Trời ơi. Trời ơi Hiếu ơi. Má ơi. Holy fuck. Thôi được rồi, không sao Hiếu ơi. Đây bạn nấu lại. Nấu lại món ngon hơn. Tomato kebab của tao nào. Thiếu một mỡ. Mỡ. Ừ, mỡ. Súp gà bao nhiêu tiền ta, có đáng bán không nhỉ? Ui, 230 lần. Thứ ba trừ hành. À, thì tỏi chứ. Bảy ơi. À, sao anh? Anh cần mua cho anh khoảng cỡ 4 3 quả chanh, 3 chicken broth. 3 quả chanh, 3 chicken broth. Một mỡ, một lườn gà. Một mỡ, một lườn gà. Đâu đúng không? Để anh xem con chicken soup, chicken bread mình vẫn còn mà đúng không? Ờ, ức gà nữa. Ức gà. Ba ức gà luôn. Đâu 4 ức gà chứ. Rồi. Nó là 2 ức gà một cái. Chicken broth. Chicken broth là gói gia vị á. Đồ ơi. Cái gì? Hôm qua mày nấu mày làm cái kia xong nhìn nè. Đâu? Cái đít bẹt cái đấy của mày mà. Tao thiếu xin lỗi. Ê thằng nào chọn menu xiên gà cho tao cái để tao bỏ vào thân nào. Xiên gà đúng không? Ok, menu cuối cùng xiên gà nè. Chicken skewer đó, xong rồi đó. Chicken skewer xong rồi. Thử xem nào. Chicken skewer này. Ui đúng rồi, chuẩn rồi, 5 sao luôn đấy. Ui món này ngon Hiếu ơi, món này nên làm. Nhưng mà nó báo cái gì bên dưới không? Không, 100% hết, ngon hết. Ôi đỉnh cao. Nhưng mà cái đấy làm tươi nó mới cho nhá. Ừ, được, ok đấy. Đây, chicken broth đây. Chú. Ui cái này nhiều trái cây trong đây quá. Đây rồi đem xếp nè. Cái tủ lạnh này khó xếp. Ta đổ hết cái này đi. Ờ. Ủa sao giật thế? Sao giật thế? Ui dồi, đúng không? Nước 1 lít 2. Ơ à. Ai mất mà cái kia của tao đâu rồi? Ơ kìa. Mất mẹ cái nồi rồi. Chanh. Sao mất mẹ cái nồi luôn rồi? Hết chỗ để chanh này. Bảy ơi, nó mất cái nồi rồi bảy ơi. Chịu cái mất được. Cái hả? Cái cooking nè, cái trên đây nè. Nhưng mà nãy mới bị lắc cái này do vậy á. Mất mẹ luôn hả? Rồi, ok. Đây là một cái mới này nè. Hôm nay là 20 đến 26 người mùng đồ ăn á. Mà mình cần thêm phần nữa. Uầy. Đây, xin. Ba hành với ba ớt nè. Đi chợ dính quá, đi chợ dính quá. Ba hành. À, làm thêm món gì nữa không nhỉ? Ôi chưa mở cửa à? Chưa. 3,7 sao. Mày phải làm hai món kim bắp đi Hiếu ạ.
Không cho em mở cửa. Chờ tế, chờ tế. Ơ, không bán đùi gà mà lại bán lườn gà, bán nốt à? Bán nốt. Bán nốt đi. Em mở cửa luôn nha. Mở cửa đi. Quầy nhưng mà rồi đã, coi chừng em rửa chén không kịp đó. Kịp. Anh đang phải làm phần gì của hai người đó. Quang đi đâu rồi? Tiêu rồi. Quang đi đâu rồi? Thế... Đội lâu lâu chạy ra check... Anh em rửa bát không? Cho phận món hay không? À cũng được. Rồi canh hết món thôi. Mẹ em gà 5 sao đéo ai ăn nhở? Cay thế. À đây rồi. Right, right. Nướp 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 nướp. Ui nha, tao rửa bát cái. Này em thu chà. Món gì rồi này? Ui, tiết canh mẹ, hết tiết canh. Hiếu ơi, còn tiết canh không Hiếu? Không, tao không hết rồi, cái đấy hết rồi. Mày không bán nữa đâu gì? Không bán nữa, hết rồi. Bây giờ chỉ còn súp rồi, bây giờ súp mới bán mắc tiền hơn nữa nè. Đấy đấy, làm súp mới đi, mai bắt đầu bán súp mới đi. Mai bán xong rồi, súp mới xong rồi. Làm sao kiểu tháo luôn. Tháo menu luôn nhỉ? Gà xiên mai đi nhỉ? Mai làm được gà xiên đi. Ui, cái gì hết rồi kìa? Súp đây. Cái gì hết? Hết súp, hết gà xiên. Ui, cái tomato kebab của mày hôm nay đéo ai ăn luôn. Gà xiên của mày bỏ thêm đi. Mày nấu xong rồi kìa đúng không? Bỏ có phí không? Có mà ngày vẫn nửa ngày mà. Còn nhiều lắm. Còn nhiều khách lắm. Ui, trong... Dễ không ta? Đéo nấu kịp súp nhờ? Súp không nấu nữa, bỏ đi, ngày mai dùng hết rồi, tao đổ hết đi à. Đây, tao rửa cho, tao thu tiền đi. Này, đi tiếp. Ô, ê, cái bát của tao hôm nay không ai ăn ta. Tao cũng đéo hiểu. Nữa lên menu chưa? Chicken salad. Kỳ ta. Có mày thèm ăn luôn. Hay thế nhỉ? À, công sức. Ui, hết cả lườn gà rồi. Thôi lườn gà thôi, đéo làm nữa, được gà rẻ quá. Hai xin que đéo ai ăn ạ. Hôm nay bị gì rồi? Xin que ế hàng quá. Ô mẹ, xin que vừa làm thêm xong ạ, đéo bán được một phần nào này. Em đi lấy đồ cả nhá. Mẹ, đây rồi, xin que tới, xin que tới. Trời ơi. Anh ơi. Bù lỗ cho tụi em chơi. Là nguyên liệu không biết bao nhiêu mà. Công sức. Đây là xin que tiếp. Ôi nhưng mà xin que này, xin que kia cơ hết rồi. Chết rồi, hết mỡ rồi. Phải ơi. Mà. Đây em một. Tối ai cũng ăn chiếc canh hết rồi. Thì nói đập mẹ cái toilet này ra. Không phải anh em mình chỉnh lại cái đường đi ở đây, bước vô toilet luôn, lấy đồ. Chết mẹ cái này. Ơi. Ít tiền như thế này sao dám gặp trai cô. Gặp trai cô mới giàu được chứ Hiếu. Ít tiền quá, trai cô chê. Em lại đéo kiếm được xu nào. Trời ơi, tôi nói. Thì nói yêu cầu toàn mua đây à. Tất cả anh đéo khả đống luôn.
Ơ kìa. À hết xiên que đỏ. Hết rồi. Rồi hết kim bắp rồi. Nhưng còn một cái xiên que gà kìa. Thằng này cứ xiên que gà. Nhưng ui, mà nó lại chính là cái đĩa xiên que gà tao mẹ lấy mới ra đéo ai ăn ạ. À. À đây đây có một thằng này ăn đây, một thằng ăn, một thằng ăn. Phí thế. Thế một ngày chỉ bán một phần đấy thôi. Hôm nay bán nó không có xui xẻo cho lắm. Nhưng mà xui chứ tùy hôm nay ai mà thức ăn. Ờ mà thức ăn thường ế bỏ mẹ à. Cây nhỉ. Nấu một nồi bán 4 ngày, 3 ngày đầu không ai ăn. Mẹ 6 ngày rồi bậy, nhanh lắm. Tới ngày cuối cùng bà cũng muốn ăn. 6 ngày không hết. Đúng ra bán được đủ 6 ngày mà, bởi vì nó là 1 lít 2. Xong rồi thêm đồ vô nữa khoảng 1 lít 4. Mà mỗi ngày bán có 20ml à. Ủa. À. 20ml. Nấu một phát bán hết. Bạn nấu một lần bán được 6 ngày á. Coi 6 ngày 7 ngày á. Con đóng cửa rồi cô ơi, về đi. Thôi đổ vào sọt rác thôi. Phí thế mẹ, mất công làm. Đấy, anh nghĩ tao nghĩ bây giờ như này là độ. Bây giờ anh em mình cũng đã ở đây rồi. Tí mà anh em mình đảo lực lên kiếm nhà hàng mới luôn. Mày bị điên à, với 8.000 làm sao kiếm nhà hàng mới được. Bây giờ, tao bảo chơi, có cách nhà không phải. Bây giờ đông hiểu bây giờ anh em phải tính lại là nếu như mà từng thằng chơi thì sẽ tốt hơn hay là bốn thằng cùng chơi. Tại bốn thằng cùng chơi mà có thằng thua thằng thắng thì nó toàn hòa vốn là chính hoặc là lỗ thôi. Thì tao nghĩ là một đứa mà một đứa đứng ra chơi thôi. Nhưng mà với bốn, đúng rồi. Và bốn thằng từng chơi thì lại được cái là nó cân lại tí, có đứa thắng có đứa thua nó gỡ lại kiểu đấy á. Không, bây giờ tao bảo hay bề cho hai thằng ra chơi all in mỗi thằng 2.000. Được. Hợp lý không? Được. Nhưng được. Mà đứa nào phải cảm giác may mắn ngày hôm đấy nhá. Không phải tao, tao đi mẹ. Đen lắm, hôm nay tao làm đĩa gà đéo ai ăn bực lắm rồi. Ừ, dọn dẹp hết xong hết chưa? Này tao bố quá nhiều lắm. Đi. Mà anh em mình phải làm lại. Mà số phận nào, mà nhà hàng lớn đang đợi. Nhà hàng lớn đang đợi. Đi quang ơi. Rồi bây giờ ai là hai người đi trước à? Vô đi quang ơi. Tao ngồi ăn cơm, tao ngồi xem thôi, tư vấn thôi, tổ tư vấn. Thế nếu ok. Quang, ngồi chính giữa luôn. Yes. Thôi đi một người thôi. Vậy chắc không? Chắc thì hiểu chơi ván 1.000, cứ 1.000 một ván, 1.000 một ván. Mà 2.000 luôn. Ok á. Mày tin tao. Mày nhìn thấy chưa? Mày thấy chưa? Được Hiếu ơi. Đây. Mà đừng có ra TV được rồi. Đây rồi. Chết mẹ mày chưa. Ôi từ từ nha. 2.000 được 2.000. Được 2.000 luôn. Bây giờ bao nhiêu? Bây giờ lại ít lại. Bây giờ lại 500. 500. Ừ. 9 này, 10 này, ôi trời ơi. 12 à, 12 thì phải chơi rồi. Hết. 16 à, hít phát bên nữa. Kia là nó ra không. Nó ra ấy một cái là nó 19 mẹ rồi. Nó là 9 mẹ đúng không? Thế nhưng mà bây giờ phải kiếm 5 trở xuống là cũng hơi khó đấy. Không, cũng phải hít thôi, không thì thua đấy. Chưa chắc. Chắc thì chắc chưa? Chắc. Chốt hết nhá. Kéo đi ừ. Thế chưa, nó 18 giờ mày thấy không? Rồi. Ván này 500 tiếp, Hiếu, từ từ thôi. 500 tiếp à? Ừ, lúc mà mình thấy cảm thấy mẹ mày ván nào mình ăn được á, mình đã đặt to. Mình phải có feeling đúng không? Đúng rồi. I got the feeling. Ui dồi ôi. Mẹ, cái này là feeling lắm rồi. Bố. Nó 20 à, nó 19 à, nó ăn luôn. Rồi, được. Ăn rồi, ăn rồi, gỡ lại, gỡ lại. Ván này 500 phát nữa, Hiếu, để xem tình hình nhau đã. Trời ơi. Ủa ơi. Trời ơi. Ngon. Phải biểu đấy nhở. Ừ cũng được. Okay. 5 lốp lấn được. Ui kìa. Ốc kìa. Ấy ván này 2.000 nhiều ơi. 2.000 không tao nghĩ một ván nữa đồ ơi. Mà 3 lần nó ra đẹp rồi. 3 lần ra đẹp rồi. Sau một ván biệt của nó là một ván. Anh em chắc đi anh em vote đi. Sau không? Không tao nghĩ là ván này nên 2.000. Vào luôn. 7 bao nhiêu? 7 ghi vô. 2.000 luôn đấy. Đúng rồi, vào 2.000 luôn. Kịp mà. Ôi, ủa. Lố thế mày. Đấy. 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 23, 23. Ôi, 22, chắc mẹ. Bây giờ ván này, ván này 500 Hiếu ơi. 500. Little deal lại. Rén thế. Chơi phải mồi.
Ôi ôi, Hiếu bài ra mà nó cứ như thế này thì ai chịu nổi. Ai chịu nổi. 500 nữa, từ từ đã. 500 nữa. Được, chờ chị. Ôi, Hiếu bấm F luôn rồi. Ờ, F được. F luôn, không, cái này là chưa, cái này chưa bỏ tiền, chưa bỏ tiền. Thế là... Ôi, cái ván này 2.000 vẫn nữa, Hiếu ơi. 2.000 à? Ừ. Ôi dồi ôi, con 6 kìa. À, 10, đếp. 13, khó thế. Ôi. Tiếp. Phải đập thôi. Hey. Ui. Trời ơi. Không sao. Cũng là chị cũng đang lời lắm rồi. Đúng. Nên tổng thể là vẫn đang lời. Đúng rồi, vẫn đang lời mà. Không, sau một ván thua thế thì chắc chắn là đến một ván thắng. Nên là Hiếu quả lại phải 2.000 phát nữa. Phát nữa. Ừ. Nhưng mà 2.000 ta thấy thì phải đéo được, phải lên maximum luôn. Anh em mình cứ 2.000 không ăn. Ít mà khó nhờ. Phải kéo rồi. Mày bóng sâu quá. Nói em 10. Khó đấy, tao nghĩ mà 6 chỗ xuống. Không, bây giờ nó dễ thắng lắm. Hiếu phải kéo rồi. Ôi, đéo được rồi. Thôi, ai tiếp đi. Mất nhiệt rồi. Mất gì cả? Địt mẹ, biết thế này em, hai ván nữa là đi về, đi ngủ được rồi. Địt mẹ đâm sâu thế. Không, vẫn quay lại nơi bắt đầu. Ngồi đấy mà. Đây. Quay lại nơi bắt đầu. Nghe 1.000 trước đi. Khởi động. Úi dồi ôi. Kéo. Úi dồi ôi, không khác bao nhiêu à. Mẹ, kéo này còn khó hơn. Thôi vẫn phải kéo. Thằng 6 đi. Chết mẹ rồi. Úi dồi ôi. Em thấy là có gì đấy không ổn mà. Ừ. Ê, tao. Đó, mày vô đi. Để tao. Mày vô. Đây sao mẹ, mày đây. Nhìn thế này. Thôi chơi nốt đi anh ơi. Ôi dồi. Mẹ tao nghĩ ở lại đi, lấy cho mình cố chấp quá. Sợ hơi thế nhở. Nhưng mà bây giờ khó lắm. Mà 5 đổ xuống. Trong khi đó có khoảng 30%. Ít hơn 30% á. Không, Hiếu tin bạn. Ui. Mẹ 17. Được rồi, 17 còn đầy gì nữa. 17 ra, chết mẹ em chưa. Kéo lấy ở 13, 12 cũng ăn rồi. Vãi. Rồi. Bay lại nó bắt đầu rồi. Hòa vốn chưa, vốn nào. Thôi, về ngủ đi. Mẹ vô nghĩa thực sự luôn thề. Người ngủ như ai thầy. À, lúc đấy lên 12 mười mấy rồi đó. Ê, hãy quay lại đi, mẹ ảo. Ừ, tao nghĩ là vẫn có, mình lật lại được chứ đúng không? Hiếu về coi được. Như là mình mới vào chơi đi, Hiếu vào chơi lại đúng, như từ đầu mà. Ok nha. Mình quay đi khoảng tầm 10 phút mới xảy ra đi. Nghĩa là vô lớn luôn đúng không? Ừ, đúng. Đến đầu tiên. 10. Ai mới? Tại vì. Lý ha. Rồi. Ít mẹ đồ. Hãy đi về đi Hiếu ơi. Hãy đi về đi. Hãy bị đập một phát nữa. Ít mẹ về là 14.000 luôn đấy đồ. 14.000 không? Là nãy mình nó muốn đi về từ lúc đầu á. Đúng rồi, là lúc đấy là địt mẹ mình là đấy, mình là ơi. May mắn lắm mình mới kéo lại lên 14.000 đấy. Đảm bảo được luôn. Được 14.000 đẹp thiếu ơi. Đẹp bóc. Giặt tivi. Ui. Được. Mẹ lô này đéo hết 12 quay lại 17. Hoa. 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 Sao lại thua? Ở tính thua à. Vãi cả bìu thì con này lại lừa anh em mình rồi. Đi về. Cay thế à, đi về đi. Mẹ nó. Hãy quay lại chơi nốt bàn 2.000 nữa Hiếu. Mẹ mày xem nó lừa được không? Mẹ lừa thế nhở? Mày 2.000 à? Cuối nhá. Nào 16 khó thế. Đằng kia 7 cơ. 7 là nó. 7 nó ra đầu người cái này nó cũng ăn mẹ rồi. Không, nhưng mà phải chịu thôi, cái này 5 đổ xuống khó lắm, chết ngay á. Tao nghĩ ở lại đi. Xong rồi nếu hên xui nó không trúng nhá thì nó lỡ cỡ lắm. Ừ. Cũng đúng ấy. Chứ bây giờ khó lắm. Chứ bây giờ đúng 5 đúng. Nè, còn 8 là nó khó ngay.
Dạ, con đấy. Ui. Mẹ rồi, mẹ thề con này lừa lắm mẹ ơi. Nó chơi nữa đi mẹ chết rồi. Từ đây mà dừng lại đéo nghe. Trời nợ còn chưa trả. Nó ra 16 mà nó còn nhẹ, nó còn mẻ, nó còn ăn được cái đấy cũng mẹ vãi lột đấy. Ủa vẫn chưa trả nợ à? Trả nợ rồi. Trả giả dối gì? À, giả dối, anh em mình phải lên đời chứ. Cày thế là con bé lừa quá. Trời ơi, có lúc lấy khoảng 12.000 đi rồi. Ui, thế mà hôm đầu anh em chơi tổng 50 mấy nghìn, sợ thật. Không, 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 anh em mình hôm nay vẫn lời mà, vẫn lời 1.000 kìa. Ui, có món mới kìa. À, xì bài. Đéo tin được. Thế là bây giờ anh em mình mua cái miếng đất bên kia nhỉ? Ừ, tao cũng đéo hiểu. Này, con đấy như là nó ở đấy đều kìm hãm anh em mình lại sao ấy, hiểu ạ? Không phải tự nhiên nó ở đấy đâu, nó làm cho game dài hơn đấy. Kéo dài ở đây đấy. Ở đấy anh em không chơi, chắc mình cũng được khoảng 20.000 ít nhất. Bực thắc. Wow. Ôi, cố cày thôi, chứ biết sao vậy? Ra là do mình mà anh, lúc mình thắng lên 10 mấy nghìn mình không dừng lại lúc đấy, mình lại vẫn cố 14, chơi tiếp. Lúc đấy là đúng nha, lúc đấy mình coi đâu có 6.000 đấy. Đúng. Chicken soup. Là mình lên được 12.000, là gấp đôi rồi. Đúng. Chicken soup 100% luôn. 5 năm quá ngon, hiểu đâu quá ngon. Súp gà. Rồi. Beautiful. Món bây giờ là tiếp theo là gì, món gì rồi? Hết ức gà rồi. Món tiếp theo anh đang làm đây, anh sẽ làm cho mọi người luôn. Chị đó là tomato kebab hay là eggplant. Eggplant mới tinh nè, eggplant 300 lần, eggplant đi. Bảy ơi, mình cần Telfast. Telfast. Mua khoảng 3-4 Telfast đi, đang cần nhiều lắm ạ. 3-4 Telfast, để tên đọc hết nữa, eggplant. Barley vẫn còn, eggplant. Ây à, súp này năm sau kìa. Ờ. Tiến phép. Green pepper. Detach này Có làm mà đùi gà không? Xem thì đủ 5 món. Này, đủ 5 món rồi. Xếp lại menu xem nào. Làm món gì nữa tao làm nào. Lemon slices. Rồi xong rồi đó, cái của tao xong rồi nè. Chicken broth. Menu là bây giờ chicken skewer, eggplant kebab nè. Đó là 3 cái rồi. Đó, có muốn gì nữa? Gia vị xem nào. Làm thêm đĩa đùi gà nhá. Đĩa đùi gà cũng được, đang dư làm đĩa đùi gà đi. Còn một món cuối cùng là muốn là cái gì? Ta còn nhiều kebab, người ta làm kebab thường đi. Ừ, thế mà làm thêm một kebab đi. Ờ nhưng mà không, cái này lại đéo được cơ, cái này đang là kebab mà khác. Một trong để hay. Cái này khó. Cái này phải làm một món với mày thôi đồ ơi, bên tao là đang dùng hết đồ rồi, không làm. Để tao làm đùi gà. Chết rồi, anh hết muối rồi Bảy ơi. Đây muối, lấy bên tao. Đi mua cho anh một hai món nữa thôi. Đây muối cho tao. Đây. Ông ra Bảy anh bên cạnh cho thêm lọ muối 100 nữa. Ngày bán hàng cuối cùng của hôm nay ha. Ờ, ngày bán hàng cuối cùng đi. Thế thôi đéo làm xiên gà nữa đâu, xiên gà để lạnh bán lại khó. Xiên gà bán ế. Đúng không, đúng. Thì đúng. Tiết canh không, tiết canh làm cũng được nhưng mà cần mua thêm một cái mixing pot. Nhiều người ăn vãi luôn. Để mua thêm một cái nồi nữa đi Bảy. Mà sẵn thành canh xuống như hôm nay này. Thì cũng được, thì đỡ rồi, tiết canh làm được nhanh mà. Nhưng vẫn đang còn bỏ hết rồi. Đùi gà xong rồi em ơi, đổ lại menu xong rồi mang đĩa đùi gà ra đi. Phải mua bơ, phải mua bơ. Bơ. Ừ, bơ mới làm tiết canh được. Thấy một hũ bơ nữa thôi. Nhanh, đi mẹ khách xếp hàng quá. Hợp lý. Anh chị thông cảm nha, bạn em nấu lâu lắm anh chị ạ. Thông cảm nha. Làm đúng thứ như này, muốn gì nữa. Bạn hiểu em mà nấu ăn như cặc ấy mà được cái lâu. Nhớ nhanh khách đợi gì hiểu. Thế. Bao nhiêu người ngoài rồi. Chửi à. Rồi, xong rồi đấy. Bỏ một cái parsley vô là xong.
Rồi xong. Anh ơi, nhìn thấy cái gương mặt này quen quá này. Hả, cha cô à? Ủa đi mẹ, Hiếu ơi, cha cô có quán Mika Hiếu ơi. Đây đây đây, cha cô đứng xếp hàng đầu tiên luôn đây. Mẹ, tối qua chắc ăn đấm Hiếu ạ. Mẹ, hôm nay tự thưởng ăn nhà hàng, cay đéo chịu được. Tối đi trả thù không? À, nó mang trả lại đấy, trả tiền anh ơi. Tối đi trả thù, tối đi trả thù cái. Xem nó ăn gì đây. Mẹ mà ăn thịt xiên ạ. Xin mời mới đắt tiền luôn. Mẹ mày nhớ mặt bọn tao, tối nay bọn tao đi trả. Nhưng mà dân có tiền. Nó cầm tiền mình đi ăn thịt nướng kìa. Cay quá. Cay quá. Mà qua đã gấp đôi tiền rồi mà cay thật. Bây giờ mới có tiền thì mà không ăn súp gà thật à, công sức tao nấu cả ngày. Ui, đéo một khách nào ăn luôn ạ. Cho thật. Nó phải có vấn đề gì đấy đấy anh Hiếu ạ. Không, mà súp gà này 5 sao luôn á, không có một lỗi luôn á. Nhưng nó không ăn một suất nào thì nó phải trả vấn đề. À, không có một lỗi gì luôn, perfect luôn á. Cái gì nhờ nhờ. Nguyên mà đéo ăn một miếng nào. Trông đéo ăn một suất nào anh ạ. Không ăn một bác cắm lợn mới cứt. Anh ơi, súp gà anh ơi. Đây rồi, súp gà đầu tiên. Mở hàng. Thiên gà của mày hết rồi kìa, người ta đang chửi kìa. Tưởng là không ăn. Thôi, thiên gà đéo làm nữa đâu. Làm toàn thừa. Xin ép lên hết luôn rồi này. Mẹ, đây rồi, tiết căng. Đấy, vừa làm cho suất đùi gà nữa, không có ai ăn đéo đâu. Ôi dồi ôi, cháy rồi, xin... cháy rồi, ép lên. Có xin ép lên. Đâu, còn có cái trên bàn kìa, nhưng mà không nghĩ có lên bỏ ra không. Nhớ thu tiền khách, nhớ thu tiền khách. Thêm một khách nữa thì... Thêm một khách nữa đi mang ra được hiểu ấy. Thêm một khách nữa à? Ừ. Để đây, mang ra nóng hổi, nóng hổi. Mang hiểu hiểu. Mang hai khách, hai khách. Nóng hổi, ép tan. Ây dồi. Ngon. Ok, nhanh mẹ mày lên đi, lượn lượn lờ lờ. Bố mà cho cái dép vào mồm bây giờ. Ôi, là xiên gà. Xiên gà chịu rồi. Bắt hai xiên gà rồi. Mẹ, bọn tao đéo có cút đi. Đây, dọn hết đi anh em ơi. Mẹ. Rồi, dọn đi giùm em ơi. Hết khách đóng rồi cửa. Đấy. Đóng cửa, dọn đi. Hết rồi. Hộ thế, mẹ biết đâu còn khách vớt được khách nào vào thì sao? Không, đến giờ nó đụng, đã đụng cuối rồi là hết không đồ, có ai. Hết rồi. Đây, rửa. Final order. Xong. Cũng đéo nào, chăm dọn quán thật nhanh để đi chơi trai cô. Ôi đúng nhá. Vừa đóng cửa. Ông đi làm chỉ mong nghỉ lại để về đi chơi. Tắt đèn luôn. Mẹ bây giờ kẹt hai cái đĩa trong đây rồi nè. Không, nó bị lắc anh ạ. Kẹt mẹ đi. Sao đâu anh ơi. Đó là mấy cái đĩa mà bấm vô cùng lúc á là bị. Ê còn khách này, khách ăn thiên gà này. Ông cháu đi ăn đi. Lên mai mẹ à, con xe nó rồi. Rồi, nhốt rồi đấy, được. Mai. Hôm nay anh em mình chơi sang. Mà bây giờ ta làm một ly champagne nè. Mà. Ê uống này được cái gì không nhỉ? Không biết, thử đi biết. Thử một ly whisky mà. Mày thử cái bị gì? Peace. Sao đéo bay được? Nước đái vậy. Juice nào. Tao mua nè. Ui vãi lột đắt thế nhờ, 250 liền điều ơi. Ôi nhưng mà tao không có gì đâu, chẳng gì xảy ra cả. Ui ai mua đấy vậy, đâu có tao, gì tao, đâu. Tao làm cốc bia thử xem như nào. Bonus hay nó. Ôi tao không mua. Lắc lư thôi nè. Cóc. Rồi anh em chuẩn bị chưa? Ui, ai đi trước? Quá hiểu ơi. Ôi ghê. Để tao. Đây. 1 với 2 luôn rồi. Để tao đi trước nhá. Đi trước đây. Phát đầu. Đang say 2000. Không. Tao sẽ để 1992. Action. Đéo để được 92. Mẹ say quá nhìn còn đéo rõ Hiếu ơi. Cả tí mày với nó ý chang nhau 10 năm.
kéo thép nhờ. Tao nghĩ 7 cũng là số xấu. Không, 7 đâu. Ôi Hiếu ơi, đấy nhá, bạn xong nhá, bạn xong nhá, bạn hết trách nhiệm nhá. Ôi sao sao hết trách nhiệm được đồ, đang hot streak mà. Hot streak đéo gì? Ui được rồi, ok. Đang hot, đang hot, đang hot. Ok á. Tiếp bên này, tiếp bên này. Không, quán này à. Quán này bạn tin được bản thân. Đúng. Ui mà 20, 13. Ui giời, thật chết mẹ rồi. Ra quả bóng xấu quá. Quang ơi. It's your turn. Ủa? Quang ơi. Vô. Đây anh ơi. Ồ, oh, Quang đâu? Quang từ đấy chưa được đánh. Quang đơn. Thể hiện nè. Đây chỗ này. Bọn mình chỉ chơi Max thôi nha Quang nhá. Max à anh? Không, em cứ cảm nhận cách feeling của em thôi. Ui. Chết mẹ, feeling em vãi lộn vậy. Nhưng mà chờ tí Quang ơi. Ui. Ui ui ui. Hít chứ anh nhở? Hít chứ? Thế đấy nhở? Bóng có sợ giáo đây. Fuck. Ui ui ui. Bảy ơi. Thôi, em đi ngủ luôn. Bảy ơi, làm được. Làm được. Một phát là hòe, một phát là hòe, một phát là hòe Bảy ơi. Ông mày muốn chơi Ngũ Linh mà, chơi Ngũ Linh cho nó luôn. Ngũ Linh, Ngũ Linh, Ngũ Linh. Thêm cái nữa luôn. Anh nghĩ Ngũ Linh mẹ đi Bảy. Đâu, bây giờ mình... Bây giờ nó là... Thua đấy, nó 10 rồi. Thua đấy, nó bây giờ nó... Của nó đang đẹp lắm mà. Ui, ui dồi. Được, anh nghĩ là nó trố đấy. Em cũng nghĩ đấy. Đây, rút hết rồi đấy. Nó 17. Ui dồi ôi, lại 17 nữa. Sao hey, nó tính cái... kiểu mẹ mày hòa là nó ăn khó chịu thế nhỉ? Ờ, nhưng mà cái đấy, the house win á, đây. Thế ngoài hòa là hòa mà đúng không? Đúng rồi, ngoài hòa là hòa. Kéo luôn, Hiếu 19 rồi. 17. Ui dồi ôi. Ui nó hay rồi. Ôi. Đừng về Hiếu, Hiếu, Hiếu để bạn chơi ván nữa, để bạn chơi ván nữa. Tin 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 bạn, tin bạn. 10.000. Ta bỏ ngay. Đấy, Hiếu ơi, Hiếu tin bạn. Rồi, ai. Được rồi. Hiếu tin bạn Hiếu ơi. Ấy, ôi tôi chết mẹ rồi, lừa thế nhở? Bạn ơi, bạn ngồi xuống, bạn ngồi xuống, bạn ngồi xuống. Tớ ngồi với bạn, bạn ăn khai mình max luôn. Mặc nha, phạc lúc phạc cuối nha, xong đi về nhá, à đi ngủ nhá. Đúng. Ui thì mẹ 16 chứ, 17. 16 đẹp, 16 đẹp. 16, 17. Đẹp đéo gì? Vậy, stay, 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 17 stay nè. Rồi, mày sẽ, đây, bạn kéo cho, bạn kéo cho, bạn kéo cho. Nó dễ chớ lắm, 6 dễ chớ lắm. 9. Địp mẹ chớ rồi. 6 dễ chớ. Từ từ nó không chớ. Nó 16. Ui địp mẹ nó 21 luôn. Mẹ mày lừa thế nhờ. Thôi về ngủ đi, còn 2.400 mai còn nhập rau củ quả. Mẹ thế con này lừa lắm chú mày ơi. Đâu đâu đâu, đi xem cửa hàng mới, em nào cửa hàng mới đâu. Cửa hàng mới mới tới. To lắm. Nó có một cái sân vườn kiểu này. Đặt bàn luôn ấy. Cửa hàng mới to lắm. Ui, được nhờ. Ừ, cả sân vườn luôn à. Ui, đúng, cả trong nhà, cả bên ngoài. Ui, thế đông khách lắm đúng ấy nhờ. Ừ, 50.000. Bao tiền, 50.000 á? 50.000. Bấm một nút là ăn được, là có liền. Ui. Nga, sân vườn bên ngoài, sân vườn bên trong mà. Cái này chảy dưỡng tay luôn. Rộng vãi. Phải thuê thêm nhân viên luôn ấy. Thôi, phải tiết kiệm tiền rồi. Thôi. Không sao, mọi người tin em, với 2.400 em sẽ kiếm được 50.000 về cho mọi người. Thôi, đi ngủ đi. Xong anh em nghỉ đây, hôm nào anh em mai anh em chơi tiếp. Yes. Yeah. Nhưng mà anh em phải đéo cờ bạc nữa cơ, vậy anh em đâm sâu quá. Anh gói, anh gói. Thằng Hiếu ấy, mẹ à. Thằng cút, thằng kêu, thằng nói. Bọn mày kêu chi em qua chọc mình mà. Ui ôi, số tiền. Ôi, âm 15 điểm lỗ, sọng lỗ 4.000 à. Ê, tao bảo này. Hay là tại vì mẹ mày buổi tối nó tỉnh hơn nhở? Bây giờ mình đi ban ngày mỗi thằng chơi 200 thử em mà. Nếu như có thua thì vẫn đéo sợ. Ông mẹ vô hết luôn đấy chứ. Đi, đéo, đừng về hết, mẹ mày đéo có tiền mua củ quà đâu. Mỗi thằng 200 thôi, 4 thằng, nào vào đi.
Mẹ, hay là con này ảo ma lắm thề. 200. Ừ, 200 nhá. 200. 443. Trời ơi. Trong 16 nó nhanh vậy cơ. 13, 14. Thề, mẹ bóng xấu thế. 14. Trời ơi. Sáng nó nhanh vậy cơ. Sáng thế vậy. Ú, ngon đấy chứ, sáng ngon đấy chứ. Ừ, được, 19 này. 16 ăn rồi, 16 ăn rồi. Đâu, nó 8 lần mà. Địch mà. Ui, tuyệt vời. Ui, tại sao ván này mỗi thằng mình có chơi có 200 nhỉ? Hết tiền, lý do là hết tiền. Trời ơi. Ăn hết luôn à. Mỗi thằng thêm 200 nữa đi. Sáng xúc miệng, đúng không? Bây giờ có thua thì anh em coi như hòa vốn đúng không? Hòa vốn. À, nhưng mà như là muốn là mình chơi này mình phải chơi hết ngày ấy độ. Không hết ngày. Chứ bây giờ sao save? 420. Sao thế Quang? Sai ở đâu đây? Không may mắn anh ạ. Tin em. Ui 18 ăn món. Ui tao 20 luôn này. Ngon. 9 đẹp luôn. 12. Tao xong nha. Việc của chúng mày đấy. 8 này cũng ổn này, không có úp thêm đâu. 14. Ui. Nó 22. Thôi 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 thôi. Thôi. Hòa là cái đấy hòa. Về rồi. Thôi. Thêm tí. Để xếp được không? Xếp là phải hết ngày chắc. Ui, chắc hết ngày. Đéo xếp được ạ. Thôi được rồi, không sao. Anh em hòa vốn mà. Quyết thôi. Nhưng mà buồn đồ ơi, cái thằng mà an toàn thực phẩm nó đứng trước cửa chứ kìa. À, Hiếu. Là tao, không phải là tao. Tao có làm gì qua đâu. Mẹ mà ngày hôm qua mày lại đéo đổ rác đúng không? Ngày tao nhìn vô cửa sổ cái tao biết đúng ngay. Hình như là vậy đồ ạ. Có tô thật không anh ơi? Kìa, cái tô của mày ruồi bâu cái kìa Hiếu. Đúng rồi, cái tô của mày Hiếu à. Bày mày nhìn thấy không? Kìa ruồi bâu kìa. Mẹ mày Hiếu ơi. Ngày đéo nó bị phạt. Chán đéo chịu được. Mày quá. Kìa ruồi vo ve vãi cứt. Mình xem mà nhớ lại là mình không bày. Không, nó tính là từ ngày mới mà. Vẫn bị. Có mỗi cái việc mẹ mày đóng cửa hàng và đổ rác thôi cũng đã làm được. Mà tao cất gì rồi? Cất đi rồi, đến cuối. Đến cuối thì phải làm thêm một cái eggplant đó. Tao quên. Chán vãi trường. Thôi, nghỉ đi. Nghỉ đi, buồn cười quá. À, 2 lần rồi đấy nhá. 3 lần, lần thứ 3. Buồn cười quá. Chảy nước mắt. Này, nhưng game này hay đấy nhỉ? Cái này hay mà cái được, mà được, được, con được. Mình mới khởi đầu thôi chứ. Được. Tối nay chơi tiếp được đấy. Hợp lý.